Đấu phá thương khung chương 1248, gặp lại cố nhân. Trong thiên địa, bích xà tam hoa đồng là một loại đồng tử cực kỳ quỷ dị. Xét về độ hiếm thì ngay cả ách nan độc thể của tiểu y tiên cũng không thể sánh bằng. Trong những năm gần đây, Tiêu Viêm chỉ vẻn vẹn thấy qua bích xà tam hoa đồng đúng một lần, chính là lúc còn lịch lãm ở Gia Mã Đế Quốc, trong dòng binh đoàn của đại ca và nhị ca thành lập. Nhưng khi đó, chủ nhân của bích xà tam hoa đồng vẫn chỉ là một tiểu cô nương yếu ớt đáng thương, chỉ vì mang huyết mạch xà nhân mà bị kỳ thị, nhạo báng. Lúc trước, vì thương hại thân thế thê thảm của tiểu cô nương đó, Tiêu Viêm vẫn không đối đãi với nàng như thị nữ, không chỉ giúp nàng thoát khỏi sự yếu ớt hèn kém, hắn lại còn rất quan tâm đến nàng. Lúc hắn trở về sau khi rèn luyện ở đại sa mạc thì lại phát hiện tiểu cô nương ấy đã bị Mặc Gia bắt, để cứu nàng, Tiêu Viêm cũng đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để đại náo Mặc Gia. Cuối cùng, lúc sắp cứu được nàng thì lại bị đám người thiên xà phủ nhúng tay vào. Mặc dù dược lão đã nói đám người thiên xà phủ đó chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng, nhưng mấy năm nay, trong lòng Tiêu Viêm vẫn luôn nhớ đến tiểu cô nương yếu ớt kia, mà tiểu cô nương kia tên là Thanh Lân, đồng thời nàng cũng là chủ nhân của bích xà tam hoa đồng. Nghe được tiếng kinh hô của Tiêu Viêm, nữ hài tử kia cũng ngẩn ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn người trước mặt, nói, ngươi, sao ngươi lại biết tên ta? Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm lại càng đậm, sao hắn có thể ngờ tới việc đối thủ làm cho hắn kiên kỵ không thôi kia, cư nhiên lại là tiểu thị nữ của hắn năm đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm không khỏi có chút cổ quái. Nhiều năm không gặp, tiểu cô nương ôn nhu yếu ớt năm đó cũng đã trở thành một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều rồi. Hiện giờ, có lẽ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy vẻ khiếp đảm của năm đó trên khuôn mặt của nàng nữa. Sao vậy, đám người tiểu y tiên cũng nhanh chóng chạy đến, kỳ quái nhìn lướt qua hai người, nói. Suy, Tiêu Viêm nhìn chầm chầm vào khuôn mặt trái xoan tinh xảo đang tràn đầy vẻ nghi hoặc kia, sau đó đem huyền trọng xích rời khỏi cổ họng nàng, nặng nề đặt phía trước mặt, hắn không nhịn được cười nói, tiểu nha đầu. Còn không nhận ra cái trọng xích này sao? Đôi mi Thanh Lân nhíu chặt, chớp chớp mắt nhìn vào huyền trọng xích to lớn trước mặt, thứ này khiến cho nàng có một cảm giác rất quen thuộc, thậm chí thanh niên đang mỉm cười này cũng làm cho nàng có cảm giác đó, tự hồ như mấy thứ này vẫn tồn tại sâu trong ký ức của nàng vậy. Gia Mã Đế Quốc, đại sa mạc tháp nhĩ qua, Mạc Thiết Dông binh đoàn, Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Thanh Lân đang cố gắng suy nghĩ, lên tiếng nhắc nhở vài câu. Nghe được ba câu này, thân thể Thanh Lân rung mạnh, hai mắt liền mở bừng ra, vẻ khó tin hiện lên trên mặt, nhìn Tiêu Viêm, nàng lắp bắp nói, Tiêu Viêm thiếu gia, cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? Tiêu Viêm xoa đầu Thanh Lân, khẽ thở dài, nhiều năm không gặp, ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Thanh Lân bị Tiêu Viêm xoa đầu, từ khuôn mặt cho đến đôi mắt đều hồng lên, năm đó Tiêu Viêm đối với mình như thế nào, nàng đều ghi nhớ. Sau khi bị người thiên xà phủ đưa đi, nàng cũng biết Tiêu Viêm đã mạo hiểm tiến vào Mặt Gia cứu mình. Vì điều này, trước kia nàng cũng đã khóc rất nhiều. Khi đó nàng chỉ là một cô nương nhút nhát luôn xem mình là thị nữ của Tiêu Viêm, nhưng không ngờ, Tiêu Viêm lại vì một thị nữ hèn mọn mà làm một việc mạo hiểm đến vậy. Với một cô bé đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự dối trá của lòng người thì quả thực đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Mấy người tiểu y tiên đứng bên cạnh nhìn thấy cục diện quanh co này, đều có chút ngẩn ngơ. Ở chỗ này, tiểu y tiên kết giao với Tiêu Viêm sớm hơn cả Thanh Lân. Nhưng lúc đó nàng đã đi đến Xuất Vân Đế Quốc, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua Thanh Lân. Đây là tình huống gì cơ chứ? Tử Nghiên thì thầm, mấy người kia cũng đành lắc đầu, bó tay không hiểu màn hài kịch này bắt nguồn từ đâu, không bị thương chứ? Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi. Nhìn Thanh Lân, hắn lại nhớ tới tiểu thị nữ ôn nhu yếu ớt năm đó, không sao. Giọng nói của Thanh Lân có chút dồn dập, vì ký ức khi còn nhỏ quá sâu sắc, bởi vậy, mặc dù giờ đây nàng đã trở thành cường giả có thực lực cường hãn trên đại lục, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn Tiêu Viêm mỉm cười, nàng vẫn có loại cảm giác câu thúc, giống như tiểu hài tử gặp phải cha mẹ nghiêm khắc, nếu không ngại thì gọi một tiếng Tiêu Viêm đại ca cũng được. Nhìn thấy bộ dạng của Thanh Lân, Tiêu Viêm còn tưởng rằng nàng gọi một tiếng thiếu gia kia có phần không thuận miệng, nên lập tức nói, bây giờ, người trước mặt hắn đã không còn là tiểu thị nữ năm đó nữa, bích xà tam hoa đồng của nàng đã thành thục. Chỉ sợ trên đại lục này đã không có người nào có thể thu nàng làm thị nữ. Không, không phải. Vẫn gọi là Tiêu Viêm thiếu gia đi, ta thích gọi như vậy. Thanh Lân vội vàng lắc lắc đầu, đôi tay nhỏ bé khẩn trương vặn cùng một chỗ. Bộ dáng như vậy đâu có điểm nào giống hung thủ làm cho cả cửu u địa minh mãn tộc gà bay chó sủa. Tiêu Viêm cười cười, cũng không để ý nhiều, nhìn chầm chầm Thanh Lân,
nói, năm đó cứu ngươi khỏi tay Mặc gia, nhưng cuối cùng lại bị người của Thiên Xà phủ cướp đi, bọn họ đối xử với ngươi như thế nào? Ân, bọn họ rất tốt với ta, còn định để cho ta trở thành người đứng đầu Thiên Xà phủ, nhưng các trưởng lão lại muốn tác hợp cho ta với trưởng tử của người đứng đầu đời trước, ta không muốn, nên tự mình chạy đến đây. Thanh Lân gật gật đầu nói. Nhưng có mấy lời nàng cũng không có nói ra, sau khi nàng trốn đi, việc đầu tiên làm là trở về Gia Mã Đế quốc một chuyến, nhưng đã sớm thành cảnh còn người mất. Sau lại hỏi thăm tin tức mới biết được Tiêu Viêm đã đi Trung Châu, mà nàng cũng đang rảnh rỗi, nên lặn lội vạn dặm xa xôi đến đây từ Gia Mã Đế quốc, một phần là du lịch, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là muốn tìm lại người đã in đậm dấu vết trong lòng nàng. Vì có Bích Xà Tam Hoa Đồng, nên thân phận của nàng đã không còn như trước, người bên cạnh xung xoe cũng nhiều hơn, nhưng thực sự khiến cho nàng khó có thể quên được, chính là năm đó khi bản thân mình chỉ là một tiểu thị nữ không có giá trị gì, thì tiểu thiếu gia tuổi cũng không lớn kia, cư nhiên lại mạo hiểm đi cứu nàng. Người đáng nhớ nhất chính là người đã cùng ta trải qua những năm tháng tăm tối, chỉ vậy mới có thể in sâu một dấu vết không thể phai mờ trong trái tim. Nhưng may là trời không phụ lòng người, người mấy năm nay nàng tìm kiếm, rốt cục cũng xuất hiện trước mặt nàng trong một hoàn cảnh khó tưởng tượng nhất. Việc này, Tiêu Viêm thiếu gia, việc này, Thanh Lân vặn vặn tay, lục mang chợt lóe trong mắt, một con thú nhỏ trắng như tuyết lại xuất hiện một lần nữa, vừa mới được thả ra, nó liền xông vào trong lòng Tiêu Viêm run rẩy, một đôi mắt to sợ hãi nhìn Thanh Lân, vuốt ve đan thú trong lòng, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ngươi cần đan thú sao? Thanh Lân vội lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng ấp a ấp úng nói, ta chỉ muốn dùng máu đan thú để giải độc trong cơ thể mình, giải độc. Trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, chìa tay ra, nói, đưa tay ra, ta xem một chút. Thanh Lân chần chờ một lát rồi vươn cánh tay ngọc mảnh khảnh ra, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Bàn tay to ấm áp kia làm nàng không khỏi mặt đỏ tai hồng. Tiêu Viêm lại không chú ý đến điều này, tâm thần vừa động, một luồng linh hồn lực liền tiến vào cơ thể Thanh Lân. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, hắn phát hiện trong người, thậm chí trong máu Thanh Lân đều nhiễm độc, điều này khiến hắn cũng không nhịn được mà phải nhíu chặt mày lại. Loại khí độc âm hàn băng lãnh này cực kỳ âm độc, dường như cũng muốn đem máu của người ta đông cứng lại. Đây là loại độc gì? Tiêu Viêm cau mày hỏi. Đây là đế mãn thực tâm độc của cửu U Địa Minh mãn tộc, chính là kỳ độc số 1 số 2 trong thiên hạ, được xưng là không có thuốc nào giải được. Thanh Lân nói, trong thiên địa, không có thứ gì là tất nhiên. Có âm thì ắt phải có dương là quy luật của thiên địa, có độc dược liền có giải dược. Gọi nó là không có thuốc giải chẳng qua là chưa tìm ra cách mà thôi, Tiêu Viêm lắc đầu nói. Tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng, cái gọi là đế mãn thực tâm độc này hắn cũng đã từng nghe qua. Tục truyền, máu của đan thú đã hóa hình có thể giải được vạn độc, cho nên ta mới đến nơi này thử vận khí, không ngờ lại gặp được thật. Thanh Lân nhìn thoáng qua con tiểu thú đang nằm trong lồng ngực Tiêu Viêm. Nói, loại đan dược phẩm chất này xác thật có thể kháng cự được không ít loại độc, nhưng chỉ bằng vào nó thì vẫn không đủ để hoàn toàn thanh trừ độc tố trong cơ thể ngươi. Tiểu Y Tiên đứng một bên mở miệng nói, nàng là chuyên gia dùng độc, tự nhiên có quyền lên tiếng trong việc này. Ân, cũng không có vấn đề gì lớn, có máu đan thú trợ giúp, đế mãn thực tâm độc này mặc dù ác liệt nhưng cũng không phải là không có cách giải. Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt nhíu mày, nói, làm sao ngươi lại trêu chọc cửu U Địa Minh mãn tộc? Bọn họ cũng không dễ chọc nha, không phải là ta trêu chọc bọn họ, mà chính là bọn họ trêu chọc ta a. Thanh Lân có chút ủy khuất, nói, lúc trước, khi ta tới thú vực chỉ là muốn tìm kiếm các loại ma thú loại rắn có thực lực cường hãn, nhưng xui xẻo lại gặp một vị trưởng lão của cửu U Địa Minh mãn tộc. Hắn nhận ra Bích Xà Tam Hoa Đồng nên muốn ra tay bắt ta chỉ phản kháng lại thôi, cuối cùng đã khống chế được hắn. Nhưng lúc đó hắn cũng đa truyền tin tức ra khiến cho cả tộc cửu U Địa Minh mãn đều đến đuổi bắt ta, cuối cùng ta cũng chỉ có thể bắt mấy người lại. Bích Xà Tam Hoa Đồng là khắc tinh của tất cả các loài ma thú loại rắn, ngoại trừ một số ít loại rắn có được huyết mạch thuần khiết từ viễn cổ, ví dụ như Thải Lân tỷ tỷ, tỷ ấy là hậu duệ của Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Còn những loại khác đều rất sợ hãi Bích Xà Tam Hoa Đồng, bọn họ không bắt ngươi mới là chuyện lạ, Tử Nghiên biểu môi nói. Xem ra nàng vẫn có chút bất mãn khi đêm hôm đó Thanh Lân ra tay với nàng. Tiêu Viêm cười cười, vỗ vai Thanh Lân, nói, không cần lo lắng, không sao đâu. Loại độc này mặc dù khá rắc rối, nhưng cũng không phải không có cách giải. Vả lại, đây cũng không phải là nơi để giải độc.
chờ ra khỏi di tích, ta sẽ nghĩ biện pháp giải độc giúp ngươi. Giờ cứ ở bên cạnh ta đã, ừm. Thanh Lân đỏ mặt gật đầu, Tiêu Viêm cười cười, đứng dậy, có sự trợ giúp to lớn này, thực lực của đoàn người bọn họ lại càng thêm mạnh mẽ. Cho dù có gặp phải đám Phượng Thanh Nhi, cũng vẫn có thể áp chế được bọn chúng, thấy một màn từ địch thành bạn này, ngoại trừ người trong cuộc thì ai cũng phải sững sờ. Tình thế chuyển biến không phải quá nhanh đấy chứ, hừ, hôm đó nàng còn muốn khống chế ta. Tử Nghiên liếc nhìn Thanh Lân, hừ nhẹ một tiếng, chỉ là hiểu lầm thôi mà, ta không nhận ra bản thế của ngươi nên tưởng nhầm ngươi là Cửu U Địa Minh Mãn. Vả lại, bản thế của ngươi lại rất giống với Cửu U Địa Minh Mãn Vương nên ta mới ra tay. Thanh Lân vội vàng giải thích, ai là mấy thứ xấu xí không chân đó chứ. Tử Nghiên còn giận hờn Thanh Lân vì nàng lầm cô bé với Cửu U Địa Minh Mãn. Chợt, nàng như nhớ ra điều gì đó, liền nội vàng nói thêm, trừ thải Lân tỷ tỷ ra, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới nha đầu này nữa. Ông đan thú đang run rẩy trong ngực nói, tuy đan thú này không có dao động năng lượng nhưng các luyện dược sư già dặn có thể cảm giác được đan hương, từ đó suy ra thân phận chân chính của nó, ân, nếu không để nó cho Thanh Lân đi. Tiểu Y Tiên đề nghị, nghe Tiểu Y Tiên nói vậy, tiểu thú kia dương đôi mắt to tròn nhìn nàng mà liều mạng lắc đầu, bấu chặt vào áo Tiêu Viêm. Xem ra, nó rất sợ Thanh Lân, thấy bộ dáng của nó, Thanh Lân không khỏi xấu hổ. Còn Tử Nghiên bên cạnh lại cười hắc hắc một cách vui sướng, nhìn tiểu thú như muốn khóc kia, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ, thì ra đan thú còn biết làm nũng a, khụ, đưa nó cho ta đi, ta có thể phong bế đan hương trong cơ thể nó. Tiểu Y Tiên đột nhiên ho nhẹ một tiếng, chăm chú nhìn tiểu thú trong ngực Tiêu Viêm, rõ ràng là bị nó mê hoặc mất rồi, nữ nhân ai cũng vậy, đều thích mấy con thú nhỏ xinh đáng yêu. Thấy bộ dáng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm không biết nói gì cho phải. Không ngờ một nhân vật như nàng cũng không thoát khỏi định luật này, hắn chỉ có thể đưa tiểu thú cho nàng, mà con thú này cũng chỉ hơi chần chừ một chút rồi chui tót vào ngực nàng nấp trong đó. Bộ lông xù của nó cọ sát lung tung làm Tiểu Y Tiên cười duyên không thôi, làm cho Tiêu Viêm trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật, chẳng lẽ con thú này là giống được sao? Nhận lấy đan thú, Tiểu Y Tiên vận chuyển đấu khí lên một đầu ngón tay, sau đó điểm lên thân thể của tiểu thú. Chốc lát sau, một võng năng lượng hình thành, bám chặt vào bộ lông của nó, lúc năng lượng võng hoàn toàn dung hợp thì cổ đan hương kia cũng biến mất hoàn toàn. Lúc này, nhìn nó chẳng khác gì mấy con thú bình thường, như vậy không cần lo lắng có người phát hiện ra thân phận của nó nữa. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt nhìn tiểu thú đang làm bậy trong ngực Tiểu Y Tiên, khóe mắt giật giật, xoay người vung tay thu lấy Thiên Yêu Khôi cùng mấy bộ khôi lỗi vào nạp giới rồi nói với Thanh Lân, ngươi thu lại mấy tên hộ vệ đó đi, nghe vậy. Thanh Lân gật gật đầu, lục mang trong mắt chợt lóe lên. Mấy tên hộ vệ kia chợt biến mất, hóa thành một luồng lục mang, bay vào mắt Thanh Lân. Thấy phương pháp thần kỳ như vậy, đám người Tiêu Viêm ai cũng kinh ngạc không thôi, Bích Xà Tam Hoa Đồng quả là cực kỳ thần dị. Bích Xà Tam Hoa Đồng sau khi thành thục có thể tự tạo không gian, những thứ bị ta khống chế đều có thể thu vào trong đó. Nhưng nó cũng có giới hạn, theo năng lực tăng lên thì mới có thể mở rộng. Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, Thanh Lân cười nói, nhưng có điều, ai bị ta khống chế thực lực đều sẽ suy giảm, vì Bích Xà Tam Hoa Đồng này cắn nuốt năng lượng của họ rồi chuyển lại cho ta. Câu này của Thanh Lân làm mọi người hít một hơi lạnh, thật đáng sợ. Nếu đúng như vậy thì Thanh Lân chẳng cần tu luyện, trực tiếp khống chế một cường giả rồi ngồi mát ăn bát vàng. Các ngươi tưởng nó kinh khủng như vậy nhưng không hẳn đâu, tốc độ cắn nuốt rất chậm. Với lại, thực lực của ta bây giờ chỉ có thể khống chế từ nhị tinh đấu tôn trở xuống thôi. Thấy bộ dáng thất thố của mọi người, Thanh Lân lè lưỡi nói. Mặt khác, ta chỉ có thể khống chế ma thú có huyết mạch xà hệ, còn nhân loại thì không có hiệu quả như vậy. Cùng lắm chỉ đạt được một số công hiệu phụ trợ mà thôi. Tiêu Viêm đổ mồ hôi lạnh, cái gọi là một chút phụ trợ này hắn đã thử qua, nếu hắn không có linh hồn lực mạnh hơn Thanh Lân thì chỉ sợ tình huống đã không như bây giờ. Thanh Lân chỉ mới đạt tới đấu tôn nhưng còn chưa ổn định. Thực lực như vậy mà đấu với Tiêu Viêm thì chỉ cần 20 hiệp là nàng đo ván, nhưng có Bích Xà Tam Hoa Đồng thì lại khác, Tiêu Viêm bắt buộc phải cẩn thận ứng phó, khó trách thực lực ngươi lại tăng nhanh đến vậy. Tiêu Viêm cảm thán. Năm đó, Thanh Lân còn chưa đạt tới đấu giả, qua 10 năm ngắn ngủi đã có thành tựu như vậy, tốc độ tu luyện này ngay cả Tiêu Viêm cũng phải tự nhận không bằng, hắn tu luyện đã nhanh, mà nàng còn nhanh hơn cả hắn. Ngoài miệng tuy cảm thán nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu,
người như Thanh Lân đếm khắp đại lục cũng không đến con số 10. Bích xà tam hoa đồng là thiên sinh kỳ vật, không phải ai cũng có, không hổ là loại mắt kỳ dị nhất thiên hạ, mạnh đến nỗi làm người khác phải ghen tị. Thiên Hỏa Tôn giả thầm than trong lòng, thở dài một hơi đầy ý vị, lão cố gắng tu luyện cả đời, kết quả lại bị một người dùng không đến 10 năm để đuổi kịp. Nếu ở trong tình cảnh này, chắc ai cũng sẽ cảm thấy chán nản, nhìn ai cũng kinh ngạc mất hồn. Tiêu Viêm cười khổ, phất phất tay nói, thứ này là vật thiên sinh, có hâm mộ đến mấy cũng vô dụng, đi thôi, phải nhanh chóng đến chủ điện, nếu không bảo bối sẽ bị người ta lấy hết mất. Nghe Tiêu Viêm nói, mọi người gật đầu đồng ý, điều chỉnh tâm trạng rồi rời khỏi đan thất này. Lúc này, ở trên tầng 3 đan điện càng ngày càng có nhiều cường giả tiến vào. Có một vài đan thất còn truyền ra tiếng giao thủ, có lẽ là đang tranh giành một món bảo bối nào đó. Những đan thất khác hiển nhiên đã bị cướp hết bảo bối rồi nên Tiêu Viêm không có hứng thú tìm kiếm thêm nữa. Dù gì cũng đã lấy được vài thứ rồi nên cũng không cần quá tham lam. Bởi vậy, nhóm người Tiêu Viêm không phí thời gian để tầm bảo tiếp, tìm được thông đạo liền nhanh chóng rời đi. Mang theo bảo bối đan thú mà ai cũng phải đỏ mắt tranh đoạt. Suốt đường đi có không ít ánh mắt nhìn theo, có vài ánh mắt chú ý tới tiểu đan thú trong ngực của tiểu y tiên nhưng vẫn chưa có ai nhìn ra được thân phận thật sự của nó. Thêm nữa thực lực của nhóm người Tiêu Viêm cực kỳ khủng bố, không ai ngu đến nỗi nhào ra gây sự. Đoàn người thuận buồm xuôi gió rời khỏi đan điện, nhưng khi nhìn thấy thông đạo giao nhau kia, họ nhất thời ngây người. Di tích này quá lớn, muốn nhanh chóng tới chủ điện cũng không phải chuyện dễ. Ta dẫn đường cho, ta tìm thấy trong di tích một phần địa đồ giản lược, biết vị trí của chủ điện. Thấy Tiêu Viêm kinh ngạc, Thanh Lân ở bên cạnh cười nói, nghe nàng nói Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này đúng là phúc tinh a, khác hoàn toàn so với tiểu thị nữ năm đó. Thấy thế, Thanh Lân duyên dáng cười, xác định phương hướng một chút. Chân điểm nhẹ xuống đất rồi khẽ lướt đi, nhóm người Tiêu Viêm vội vàng theo sau. Sự phức tạp của di tích viễn cổ nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm. Theo sau Thanh Lân, qua nhiều hành lang ngoằn ngoèo làm người ta có cảm giác như đang lạc trong mê cung. Cũng may là chỉ khoảng 10 phút sau, con đường trước mắt chợt rộng lên, thân hình bay vọt ra một quảng trường lớn. Một tòa đại điện cổ xưa xuất hiện trước mắt mọi người. Tòa đại điện hiện lên vẻ hoang vu không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt, hơi thở thâm trầm xa xưa hòa lẫn vào từng phiến đá xây nên. Ai nhìn vào cũng đều cảm nhận được ý vị thương hải tang điền trong đó. Đại điện cực lớn, người đứng trong đó nhỏ bé như một con kiến. Tại trung tâm đại điện có 10 vần sáng lơ lửng giữa không trung, phát ra quang mang chói mắt, mơ hồ thấy được bên trong nó có một thứ như là quyển trục, ẩn sau lớp ánh sáng đó. Khi nhóm người Tiêu Viêm khi thấy những vần sáng này thì đều giật nảy mình, chẳng lẽ đó là thiên giai đấu kỹ sao? Đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt Tiêu Viêm dừng phía trung tâm của những vần sáng, trên đó có một bộ hài cốt nhìn như bạch ngọc đang ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, hài cốt của cường già đấu thánh. Nhìn bộ hài cốt đó, miệng Tiêu Viêm khô khốc. Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy cường giả đạt tới cảnh giới đấu thánh, tuy chỉ thấy hài cốt, nhưng cái uy áp của đấu thánh như lắng sâu vào từng khớp xương một. Làm cho nhóm người Tiêu Viêm hít thở không thông, cực kỳ áp lực, đây chính là chủ điện của di tích này. Thanh Lân thấp giọng nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, quét mắt nhìn quanh đại điện, liền thấy ở phía trung tâm có không ít thân ảnh đang đứng. Khí tức của ai cũng rất mạnh mẽ, trong đó Tiêu Viêm còn thấy cả đám người Phượng Thanh Nhi, hắc, đến cũng nhanh đấy. Thấy mấy thân ảnh quen thuộc đó, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một nụ cười lạnh, trong đại điện rộng lớn. Có không ít bóng người đứng chi chít, ngoại trừ vài cường giả độc hành, còn lại đều là các thế lực lớn có danh tiếng ở Trung Châu. Trong các thế lực này, ngoài Phong Lôi Các cùng Thiên Yêu Hoàng tộc ra thì mấy thế lực như Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc đều đã sớm có mặt. Xem ra, mục đích của họ cũng khá rõ ràng, sau khi tiến vào di tích liền trực tiếp đến đây. Khi nhóm người Tiêu Viêm vào đại điện, tự nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý, đủ loại ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, thù hận hay thân mật đều được quăng tới. Tiêu Viêm thì lại chẳng hề để tâm đến những ánh mắt này. Tùy ý liếc qua chỗ đám người Phượng Thanh Nhi một cái, chỉ thấy mặt ai cũng đang âm trầm nhìn hắn, chắc là vẫn canh cánh trong lòng ăn quả đắng lúc còn ở linh thú tráo. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cười lạnh, sau đó dẫn mọi người vào trung tâm của đại điện dưới những ánh mắt soi mói kia. Bước vào đại điện, Tiêu Viêm mới phát hiện, có hơn 10 thân ảnh ngồi xếp bằng dưới mặt đất, người đơ ra như được điêu khắc từ đá, hai mắt họ nhắm chặt. Nhìn dáng vẻ như vậy không biết trải qua biết bao nhiêu tháng năm rồi, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm.
mười mấy đạo thân ảnh này thủ hộ cách thạch đài 10 trượng, không cho người khác xâm nhập vào. Khôi Lỗi nhìn những thân ảnh như tượng đá không chút sự sống này, Tiểu Y Tiên kinh ngạc thấp giọng nói, ừm, e rằng đây đều là những khôi lỗi cao giai. Ta cảm giác được chúng nó không yếu hơn thiên yêu khôi đâu. Nếu ta không lầm, mấy khôi lỗi này đều có thực lực đấu tôn cả. Trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện vẻ ngưng trọng, tuy những khôi lỗi này không có cử động gì, nhưng một khi kích hoạt sẽ rất hung hãn tuyệt tình. Nghe Tiêu Viêm nói, đám Tiểu Y Tiên biến sắc. Hơn 10 cường giả đấu tôn A, muốn xử lý hết cũng sẽ phải trả cái giá không nhỏ đâu. Không hổ là cường giả đấu thánh A, nếu thật sự phải đánh thì. Thanh Lân ở một bên cũng kinh hãi không thôi, đối mặt với một đội hình như vậy, ngay cả nàng cũng cảm thấy phát khiếp. Tất cả cẩn thận, đừng tách ra. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, nhắc nhở mọi người một tiếng, nhưng sau đó lại chợt mỉm cười, chắp tay về một phương hướng. Đám người Tiểu Y Tiên nhìn theo, hóa ra là đoàn người của Phần Viêm Cốc. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, chúng ta thật có duyên. Phong ấn nơi này ngày càng suy yếu, chắc sẽ tan nhanh thôi. Thấy Tiêu Viêm, Đường Chấn cười cười, dẫn theo cường giả của Phần Viêm Cốc đi tới chào hỏi. Đường Cốc chủ, chẳng lẽ đó là mục tiêu của lần này? Sao số lượng lại có tận 10 cái vậy? Tiêu Viêm cười cười, ở nơi này hắn chỉ có quan hệ với Phần Viêm Cốc mà thôi, còn mấy thế lực khác, một là không quen, hai là đối địch, chắc không giả đâu. Nhưng ta nghĩ là trong 10 cái thì chỉ có một là thiên giai đấu kỹ thật. Còn về việc ai có thể lấy được nó, thì phải dựa vào thực lực và vận may. Đường Chấn cười nói, ồ, chính giả một thật sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người, đưa mắt quét qua 10 vầng sáng đó. Đúng là di tích viễn cổ có khác, đã đến tận đây rồi còn gặp phải việc như vậy, ha ha. Đường Chấn đảo mắt quanh đại điện, nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm tiểu hữu, xem ra địch nhân của ngươi cũng không ít a, chỉ là vài rắc rối nhỏ thôi. Tiêu Viêm cười mỉm. Ở chỗ này, địch nhân của hắn chỉ có thiên yêu hoàng tộc, Phong Lôi Các cùng Băng Hà Cốc mà thôi, cường giả ba bên đó cũng chỉ ngang với nhóm người của hắn, nếu trực diện giao chiến, hu chết về tay ai còn chưa biết được, ha ha, ta quên mất, ngươi đã không còn độc lai độc vãng như trước nữa. Đường Chấn nhìn sơ qua những người đứng sau lưng Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên vẻ cảm thán. Lấy nhãn lực của lão, có thể nhìn ra thực lực của nhóm người Tiêu Viêm. Đội hình cỡ này, nếu thiên yêu hoàng tộc, Phong Lôi Các cùng Băng Hà Cốc không liên thủ thì không thể so sánh được với đám người Tiêu Viêm. Cường đại nhất không phải là các thế lực ở đây, mà là các cường giả độc hành. Tuy họ không có thế lực làm chỗ dựa sau lưng nhưng thực lực không thể xem thường được. Tiêu Viêm cười cười, suốt đường đi, hắn gặp không ít kẻ tầm bảo có thực lực rất mạnh, bình thường rất khó để họ lộ diện, nhưng bốn chữ thiên giai đấu kỹ mang lại sức hấp dẫn vô cùng. Dù gì họ cũng độc lai độc vãng không có gì ước thúc. Lấy được thiên giai đấu kỹ rồi trốn vào hang sâu vực thẳm nào đó, ai có thể tìm ra họ. Nghe vậy, Đường Chấn mỉm cười, nhìn về 10 vầng sáng ở trung tâm đại điện. Quang mang nó phát ra ngày càng yếu, nguyên nhân có lẽ là do phong ấn đang từ từ mất đi. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi có thể nhìn thấu mấy quang đoàn này mà biết cái nào là thiên giai đấu kỹ không? Nghe Đường Chấn nói, Tiêu Viêm nheo nheo mắt, phóng thích linh hồn lực ra, cảm ứng một chút rồi lắc đầu nói, phong ấn đã ngăn cản hoàn toàn. Không thể dò xét được, bố trí của cường giả đấu thánh, lấy sức của ta thì không thể nào phá nổi. Bây giờ chỉ trông chờ vào vận may thôi, chỉ may mắn thôi thì còn chưa đủ, nơi này nhiều hổ đói rình mồi như vậy. Ai lấy được sẽ thành kẻ địch chung của tất cả những người ở đây, Đường Chấn cười nói, Tiêu Viêm suy ngẫm một chút rồi gật đầu đồng ý, ha ha, chỉ lát nữa thôi, nơi này sẽ rất hỗn loạn. Đến lúc đó, nếu có gì phát sinh chúng ta có thể liên thủ ứng phó. Đường Chấn liếc về phía đám người Băng Hà Cốc, sau đó lại nhìn qua mấy khôi lỗi đang ngồi như tượng đá kia, chợt mở lời. Tiêu Viêm cười cười, thực lực của Phần Viêm Cốc rất mạnh, bằng nhãn lực của Tiêu Viêm, có thể nhìn ra thực lực của lão đã đạt tới ngũ tinh đấu tôn, mạnh hơn cốc chủ Băng Hà Cốc một bậc, thậm chí còn mạnh hơn trích tinh lão quỷ. Có cường giả như vậy chủ động liên minh, Tiêu Viêm mừng còn không kịp chứ đừng nói đến từ chối. Giờ hắn có một đám địch nhân, có người trợ giúp sẽ tốt hơn nhiều, mặt khác, cũng phải cẩn thận mấy khôi lỗi đó. Đường Chấn vuốt râu, nhẹ giọng nói, nếu ta không lầm, đến lúc phong ấn biến mất thì mấy khôi lỗi đó sẽ thức tỉnh. Khà khà, chắc lần này không tránh khỏi một hồi huyết chiến rồi, Tiêu Viêm hơi híp mắt lại rồi khẽ gật đầu. Hiện giờ, thế cục tương đối phức tạp, không chỉ phải đề phòng đối thủ mà còn mấy khôi lỗi này nữa.
nếu sơ ý một chút thì sẽ ăn phải quả đắng ngay, giờ thì ngồi chơi đợi phong ấn biến mất thôi. Trên thế giới này, cũng không có quả sung nào tự rụng vào mồm cả. Nghe Đường Chấn than thầm, Tiêu Viêm cũng bật cười, quét mắt qua mấy vần sáng rồi tập trung vào hài cốt đang ngồi trên thạch đài. Dược lão đang cần thân thể để luyện chế, bộ hài cốt này lại cực kỳ đầy đủ, nếu lấy được nó, không biết dược lão có thể tiến vào cấp bậc đấu thánh hay không. Nếu như dược lão có thể tấn giai lên đấu thánh, sau này cũng chẳng cần sợ hồn điện nữa. Thực lực của Tinh Vẫn Các sẽ ngang hàng với những thế lực lớn như Đan Tháp, có thể chân chính tranh đấu với hồn điện, nếu có cơ hội thì cướp luôn bộ hài cốt đó. Tinh mang chớp động trong mắt Tiêu Viêm, trong lòng đã đem mục tiêu chuyển đến bộ hài cốt này. Trong thời gian chờ đợi phong ấn biến mất, lại có thêm không ít cường giả cùng thế lực tới đây. Cường giả ngày càng nhiều làm không khí nơi này có chút ngột ngạt và căng thẳng. Ai biết được lúc này còn cười nói chào hỏi, nhưng khi có cơ hội thì sẽ không chút do dự mà đâm một dao sau lưng mình. Dưới bầu không khí này, một vài cường giả hoặc thế lực có quan hệ cũng âm thầm hội tụ lại. Ở địa một nơi hỗn loạn thế này mà đơn thương độc mã thì chẳng sơ muối được gì cả, có khi còn mất luôn cái mạng nhỏ ấy chứ. Cường giả bên trong đại điện càng lúc càng đông làm cho Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày lại. Hắn nháy mắt với đám người tiểu y tiên. Sau đó đoàn người tụ lại một nơi, lặng yên bàn đối sách, từng đạo thân ảnh không ngừng đi vào đại điện, dù người đông hơn nhưng không khí bên trong vẫn im lặng đến rùng rợn, áp lực vô hình làm cho không ít người toát mồ hôi lạnh, đấu khí luôn vận chuyển trong người, tùy thời đều có thể phản ứng. Chỉ sợ là gió thổi cỏ bay thôi cũng đã làm mọi người giật mình rồi. Tiêu Viêm nắm chặt hai tay, linh hồn lực lại bao trùm khắp đại điện này thêm lần nữa, nhưng làm hắn kỳ quái là tới giờ vẫn không thấy tung tích của cường giả hồn điện, chẳng lẽ bọn chúng không có hứng thú với di tích viễn cổ sao? Đám chết tiệt đó trước giờ hễ thấy bảo bối là nhào đến, sao giờ lại không thấy tâm tích? Tiêu Viêm thầm nói, rồi chợt biến sắc. Hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, lúc này, đột nhiên có một tiếng cười cổ quái như xa như gần mang theo âm sắc chói tai vang vọng trong đại điện, ha ha. Xem ra ta đến không trễ a. Nghe tiếng cười quen thuộc này, sắc ý trong mắt Tiêu Viêm bùng phát, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. Hả lão khổng trích tinh, âm thanh bén nhọn vang vọng khắp đại điện, khiến cho không ít cường giả đều phải biến sắc, bọn họ có thể cảm nhận được thực lực cường hãn dị thường của chủ nhân giọng nói kia. Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi, tiếng rít xé gió lại tiếp tục vang lên, hắc vụ chợt ùng ùng kéo tới, sau đó hội tụ vào khoảng giữa không trung phía trên đại điện, hắc vụ tản đi. Vài đạo thân ảnh liền lộ ra bên ngoài. Cách xuất hiện đặc biệt này làm cho không ít người đều nhận ra thân phận của họ, lại là người của hồn điện, nhận ra thân phận của đám người mới đến, trong lòng không ít người đều giật thót, chau mày. Tất cả mọi người trên đại lục đều biết thực lực của hồn điện này, nếu như bọn họ muốn cướp đoạt thiên giai đấu kỹ kia thì không biết sẽ làm cho cục diện đang rối loạn này phức tạp thêm đến mức nào nữa. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn về phía không trung, nụ cười trên mặt càng lúc càng lạnh. Đứng đầu đám người là một lão già thân mặc y phục màu xám tro, khuôn mặt khô gầy đang nở một nụ cười âm lãnh, Tiêu Viêm cũng chẳng lạ gì cái dung mạo này, đây chính là kẻ đã chiến đấu với hắn đến lưỡng bại câu thương lần trước, Trích Tinh lão quỷ, tất cả thương thế đã hồi phục rồi sao? Tiêu Viêm liếc nhìn Trích Tinh lão quỷ một cái, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay phải của lão, lại chỉ thấy một cánh tay áo trống rỗng, hắn lập tức nhướng mày, xem ra, dù thoát khỏi hủy diệt hỏa liên, nhặt lại được một mạng. Nhưng lão ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ a. Hắc, Trích Tinh lão quỷ giờ lại biến thành cục tay lão quỷ. Tiểu y tiên cười nói, trong tiếng cười có chút mùi vị vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Giữa không trung, Trích Tinh lão quỷ nhìn xuống quảng trường, cười quái dị, nói, khặc khặc, đúng là náo nhiệt nha, không ngờ di tích này lại thu hút nhiều người tới như vậy, nếu như ta thu thập linh hồn ở đây thì chắc cũng được kha khá đấy. Một câu này của lão quỷ khiến cho trong mắt không ít người lộ ra vẻ căm ghét. Việc hồn điện chuyên đi khắp nơi tại Trung Châu này để thu bắt linh hồn đã không còn là bí mật gì nữa. Loại hành vi này khiến hầu hết mọi người đều kinh bỉ, nhưng vì e ngại thực lực khủng bố của hồn điện, nên không có kẻ nào dám ra mặt đối địch với chúng mà thôi. Sao lão quỷ này lại đứt mất một cánh tay? Trong đại điện, không thiếu người đã từng gặp qua Trích Tinh lão quỷ, những kẻ này nhìn thoáng qua liền thấy ống tay áo trống rỗng của lão, trong mắt đều toát ra vẻ nghi hoặc. Phần đông cường giả ở đây đều hiểu rõ thực lực của Trích Tinh lão quỷ, ngũ tinh đấu tôn đã có thể xem như lớp cường giả đứng đầu hiện nay, người có thể chặt mất một tay của lão cũng không nhiều. Trên trời, dường như Trích Tinh lão quỷ cũng nhận thấy được những ánh mắt nghi hoặc kia, nụ cười âm lãnh trên mặt dần thu liễm, khóe miệng khẽ co giật một chút,
vừa định quát lạnh một tiếng thì ánh mắt lão bất chợt dừng lại. Đột nhiên, một tiếng gầm ẩn chứa đầy sát khí vang lên trong đại điện, Tiêu Viêm. Sao ngươi còn chưa chết? Nghe thấy tiếng gầm của Trích Tinh lão quỷ, toàn bộ ánh mắt trong quảng trường liền dời về phía vị thanh niên vóc dáng có chút cao gầy kia. Lão quỷ, ngươi còn chưa chết, ta làm sao dám đi trước một bước kia chứ? Đối diện với gương mặt giận dữ đến độ xanh lè xanh lét của Trích Tinh lão quỷ, Tiêu Viêm cười một tiếng, thản nhiên nói, thằng con hoang, hôm nay lão phu quyết trả mối sỉ nhục bị chặt tay này lại cho ngươi. Ánh mắt Trích Tinh lão quỷ đỏ ngầu lên như máu, bị Tiêu Viêm chặt mất một cánh tay là nỗi nhục khó có thể phai mờ trong lòng lão. Tuy hiện giờ thương thế nghiêm trọng kia đã khỏi hẳn, nhưng cánh tay thì không thể nào mọc lại nữa rồi. Mà một tiếng gầm này của Trích Tinh lão quỷ cũng khiến đám động trong đại điện phải hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Sao có thể như vậy, cánh tay của Trích Tinh lão quỷ bị hắn làm đứt. Tiểu tử này đâu thể có thực lực cỡ đó được. Đám người Phượng Thanh Nhi cũng trợn mắt há hốc mồm, lão già áo đen bên cạnh thì cực kỳ âm trầm, liếc mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong lòng lại nhiều thêm một phần kiên kỵ, lão hiểu rất rõ thực lực của Trích Tinh lão quỷ còn cao hơn cả mình. Nếu Tiêu Viêm có thể chặt đứt một cánh tay của lão Trích Tinh, vậy thì cũng có biện pháp làm cho lão thê thảm. Xem ra đã đánh giá thấp thực lực của tên nhãi này rồi, nhưng cũng may là Trích Tinh lão quỷ lại có thù oán với hắn, khặc, thật là trời cũng giúp ta mà. Trên môi lão giả áo đen xẹt qua một nụ cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm. Bên cạnh Tiêu Viêm, Đường Chấn cũng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn một cái, trong lòng cực chấn động, người thanh niên này quả nhiên không đơn giản như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. Suy, Trích Tinh lão quỷ hét xong một tiếng, cũng chẳng thèm để ý tới ánh mắt kỳ dị của đám đông bên trong đại điện, thân hình lão khẽ rung lên, hóa thành một luồng khói đen lanh mạnh về phía Tiêu Viêm, uy áp của đấu khí tỏa ra mênh mông, làm cho đám người đứng quanh nhóm Tiêu Viêm nhanh chóng thối lui. Trích Tinh lão quỷ, muốn mất luôn cánh tay còn lại sao? Thấy Trích Tinh lão quỷ giận dữ lao đến, bàn tay Tiêu Viêm khẽ nắm lại, chỉ trong chớp mắt, ba loại dị hỏa đã xuất hiện, hắn lạnh giọng quát lên. Dị hỏa vừa hiện, nhiệt độ bên trong đại điện đột ngột tăng cao, thân thể đang lao đến của Trích Tinh lão quỷ khựng khựng lại giữa không trung. Dưới nhiệt độ nóng rực này, lão cũng dần khôi phục lại lý trí. Bản thân lão đã từng được nếm thử uy lực của hỏa liên một lần, cho nên vừa mới thấy Tiêu Viêm triệu hồi ra ba loại dị hỏa liền theo phản xạ có điều kiện mà dừng ngay lại, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Hơn nữa, lần này tiến vào di tích, lão còn mang trên vai nhiệm vụ mà đích thân điện chủ giao phó cùng nhắn nhủ, nếu xảy ra chuyện gì không may, chắc chắn lão sẽ bị nghiêm trị, mà bên cạnh tên tiểu tử này còn có nhiều cường giả như vậy, muốn giết hắn cũng chẳng phải chuyện dễ, đến lúc đó, nếu như tổn thất còn lớn hơn dự tính thì sợ rằng sẽ không thể tranh đoạt với những thế lực khác nữa. Trong đám cường giả nơi này, có một số tên mà ngay cả lão cũng phải dốc toàn lực mới có thể đối phó. Trong mắt lóe lên một cái, lát sau, Trích Tinh lão quỷ đành phải nuốt trọn tức giận cùng sát ý trong lòng xuống. Lão hung tàn nhìn phía về phía Tiêu Viêm, lạnh lẽo nói, đợi xong việc, lão phu đến xử lý ngươi, tùy thời phụng bồi. Tiêu Viêm cười lạnh, giờ hắn đã chính thức bước vào hàng ngũ đấu tôn. Sức uy hiếp của Trích Tinh lão quỷ đối với hắn đã không còn như trước. Hiện giờ, nếu chiến đấu bình thường, có lẽ còn chưa thể làm gì được lão quỷ này. Thế nhưng nếu Trích Tinh lão quỷ muốn áp chế hắn giống như trước kia thì hiển nhiên là không thể nào. Vả lại, thời điểm hắn còn là cửu tinh đấu tông, phát ra một đóa hỏa liên liền có thể nổ mất một cánh tay của lão. Bây giờ thực lực tăng vọt tới cấp bậc đấu tôn, một khi sử dụng hỏa liên, Tiêu Viêm tin tưởng có thể khiến cho lão quỷ này xương cốt cũng không còn. Lúc này, hắn có rất nhiều thủ đoạn để giết chết lão quỷ, tự nhiên không cần phải kiên kỵ lão nữa. Nếu không phải thời cơ còn không thích hợp, xung quanh lại còn một đám đối thủ đang giống như hổ rình mồi, chỉ e là Trích Tinh lão quỷ còn chưa kịp ra tay thì hắn đã xuất thủ, đem số nợ còn thiếu trả lại hết cho lão khọm này. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ vung tay áo, xoay người bay trở lại, sau đó đem đám cường giả hồn điện đáp xuống phía trước nhất của đại điện. Mà đối với hành động bá đạo này của bọn hắn, những người khác mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cũng không dám nói năng gì, một số cường giả hay thế lực lớn cũng không muốn đắc tội với hồn điện, cho nên đều mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không có việc gì phát sinh vậy. Lần này khá phiền phức, không ngờ lão quỷ này cũng tới, tuy đã đứt mất một tay đã làm ảnh hưởng tới thực lực của lão, nhưng vẫn còn có chút khó giải quyết a. Thiên Hỏa Tôn giả trầm ngâm nói, không cần lo lắng. Nếu có thể làm cho lão quỷ này trọng thương một lần, tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa, cục diện nơi này cực kỳ phức tạp,
đợi đến lúc cường giả hồn điện giao thủ cùng với các cường giả khác thì tất nhiên sẽ có thương tổn, nói không chừng cả lão quỷ đó cũng không tài nào thoát thân. Tiểu y tiên mỉm cười cười, nói, các ngươi đã từng đụng độ với bọn chúng rồi. Thanh Lân thì lại quay sang hỏi Tử Nghiên, ừm, đó là kẻ thù của chúng ta, sau này cũng chính là kẻ thù của ngươi, nếu đụng phải thì không cần nương tay, đến một tên giết một tên, bù lại sai lầm lúc trước của ngươi đi. Tử Nghiên vỗ vai Thanh Lân, nàng tự nhận mình nhập bọn sớm hơn so với Thanh Lân cho nên nói chuyện cũng ra dáng đàn chị, khiến cho mấy người Tiêu Viêm bên cạnh nghe được cũng phải bật cười. Thanh Lân không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn nghiêm túc gật gật đầu, nói, yên tâm, bọn chúng là kẻ địch của Tiêu Viêm thiếu gia, chắc chắc tan sẽ không lưu tình, ừm, ngươi cũng có chút tự giác đó. Tử Nghiên hài lòng gật đầu, nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn hai cô bé này một cái, sau đó đưa mắt đảo quanh đại điện, rồi dừng trên người những khôi lỗi bằng đá kia, khẽ nói, sau khi phong ấn biến mất, không nên vội vã xuất thủ, mấy cái thứ bảo bối này đều nóng bỏng tay, đoạt được trước chính là tai họa. Mấy người tiểu y tiên cũng khẽ gật đầu, bọn họ đều hiểu, những thứ bảo bối kia vừa rơi vào tay ai, kẻ đó sẽ biến thành cái đích cho mọi người công kích. Cường giả tập hợp bên trong điện đông như vậy, mỗi người chỉ cần dùng một chiêu thôi thì chỉ sợ cỡ như Trích Tinh lão quỷ cũng phải hộc máu trọng thương. Tiêu Viêm này không những thiên phú tu luyện cao, luyện dược thuật lại có tạo nghệ kinh người, càng quan trọng hơn là mặc dù tuổi trẻ thế nhưng không có nửa phần tự cao, thành tựu ngày sau tất sẽ bất phàm. Phần Viêm Cốc giao hảo cùng với hắn đúng là một quyết định chính xác, chứng kiến Tiêu Viêm không vì bảo vật hấp dẫn mà vọng động, Đường Chấn liền gật gù, trọng lượng của Tiêu Viêm trong lòng hắn cũng tăng lên không ít. Tiêu Viêm tự nhiên không biết biểu hiện lần này của hắn làm cho Đường Chấn xem trọng. Giờ phút này, ánh mắt hắn chỉ tập trung nhìn vào những luồng ánh sáng trôi nổi trên đại điện, hiện tại, quang mang bên ngoài những luồng sáng càng lúc càng suy yếu, phong ấn sắp biến mất. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, đột nhiên khẽ thông báo. Hắn vừa dứt lời, mười vầng sáng bỗng dưng rung lên kịch liệt, chợt bộc phát ra một trận quang mang chói lóa, bên trong đám quang mang này chính là một cái quyển trục. Những quyển trục này hóa thành một đạo ánh sáng hệt như sao băng, vùng vẫy thoát ra khỏi vầng sáng. Quyển trục vừa xuất hiện, cả tòa đại điện liền sôi trào. Cùng lúc, hai mắt đã nhắm lại không biết bao nhiêu năm tháng của đám khôi lỗi bỗng nhiên mở ra. Một luồng khí tức sát phạt mênh mông tràn ngập trong đại điện, ầm. Đại điện đang bao trùm một bầu không khí an tĩnh mà căng thẳng bỗng như bị ném vào một quả bom cỡ lớn, làm tất cả những người đang đứng trong tòa đại điện này đều sôi trào lên. Vầng sáng biến mất, mười đạo ánh sáng đủ màu phóng ra từ bên trong. Xuyên thấu qua nó, có thể mơ hồ thấy được trong ấy có một quyển trục, một cổ khí tức cổ xưa tản ra từ quyển trục khiến không ít cường giả phải đỏ mắt vì ham muốn, cả hô hấp cũng theo đó mà trở nên nặng nề. Thiên giai đấu kỹ xuất thế rồi, ánh sáng trào ra. Sự yên tĩnh trong đại điện vẫn kéo dài thêm một chút rồi bỗng vang lên một tiếng rít chói tai, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh thình thịch bắt đầu vang vọng, những cổ đấu khí cực kỳ mạnh mẽ cũng bùng lên. Từng đạo thân ảnh như thiêu thân bất chấp sống chết lao về phía những quyển trục phát sáng kia, đối mặt với sự ngăn trở của vô số cường giả, mười đạo ánh sáng kia dường như tự có linh trí, lúc bay ra còn có thể tự động thay đổi quỹ đạo, tránh thoát khỏi những bàn tay chỉ chăm chăm muốn túm lấy mình. Phục, giữa không trung, bóng người trùng trùng điệp điệp đang xen vào nhau, không ngừng truyền ra những thanh âm giao thủ. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh thổ huyết rơi xuống, sau đó đập mạnh lên nền đại điện, thanh âm trầm thấp ảm đạm đó khiến không ít người đều phải hết hồn, bọn người kia đều đang hạ sát thủ a, tốt nhất là tạm thời không nên di chuyển. Nhìn cục diện đã hoàn toàn mất đi kiểm soát đó, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng dị thường, ngăn Tử Nghiên đang rụt rịch muốn động lại, trầm giọng nói, Đường Chấn bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Quát bảo đám cường giả Phần Viêm Cốc ngừng lại rồi chăm chú nhìn đám lưu quang đang luồn lách giữa một rừng đông đảo cường giả giữa không trung, nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm tiểu hữu, giờ có nhìn ra được quyển trục nào là thiên giai đấu kỹ không? Không được, 10 quyển trục đó đều không phải vật tầm thường, thậm chí có thể nói là đấu kỹ hoặc công pháp thuộc hạng tối cao mà ta gặp qua suốt mấy năm nay, những quyển trục này rõ ràng đã bị tác động gì đó, muốn bắt được chúng nó cũng không dễ dàng. Tiêu Viêm lắc đầu, theo như hắn cảm ứng được, mười đạo lưu quang đó đều ẩn chứa một loại năng lượng mạnh mẽ khác thường mà trước đây hắn chưa từng gặp phải. Chắc chắn đẳng cấp của những đấu kỹ hay công pháp này đều không thấp, dựa theo dự đoán của Tiêu Viêm, trong số những đấu kỹ hắn biết, có thể so sánh với chúng nó may ra chỉ có đế ấn quyết. Hiển nhiên, đẳng cấp của những đấu kỹ này không hề thua kém đế ấn quyết chút nào. Không hổ là di tích của đấu thánh, đấu kỹ cùng công pháp đều cường đại như vậy,
ngay cả mấy thế lực lớn có thực lực rất mạnh cũng không có được nhiều như vậy. Ánh mắt của Tiêu Viêm thừa dịp hỗn loạn quét một vòng chung quanh. Hiện giờ, một số cường giả chân chính cùng với mấy thế lực như Hồn Điện, Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn chưa hề động thủ cướp đoạt, hiển nhiên đều muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngồi đợi những người này đấu đến lưỡng bại câu thương mới ra tay đoạt vật. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, lát nữa chúng ta đều tự xuất thủ, xem có thể lấy về một quyển hay không, đã tới di tích viễn cổ này thì tự nhiên không thể tay không mà quay về, đúng không? Nhìn những thân hình đẫm máu đang không ngừng rơi xuống từ trên trời, Đường Chấn cười nói. Tiêu Viêm cười cười, thiên giai đấu kỹ cũng có sức hấp dẫn rất lớn với hắn, nếu có cơ hội thì đương nhiên không thể bỏ qua. À, ngay lúc Tiêu Viêm vừa định gật đầu, trong đại điện bỗng vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết. Mọi người vội vàng nhìn về phía ấy, sắc mặt đều đại biến, chỉ thấy những con khôi lỗi xung quanh thềm đá kia đã hoàn toàn thức tỉnh, một cổ sát khí nồng nặc dị thường tràn ngập ra xung quanh. Những con khôi lỗi này vừa thức tỉnh liền lập tức hạ sát thủ với bất kỳ kẻ nào đứng gần nó. Thực lực của chúng đều ở cảnh giới đấu tôn, lại còn đồng thời xuất thủ nên thanh thế cực kỳ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, trong chu vi trăm mét quanh thềm đá đều thấm đẫm máu tươi, mùi tanh nồng nặc bốc lên làm mọi người kinh sợ. Thấy thế, Tiêu Viêm chau mày, những con khôi lỗi này đều có thực lực đấu tôn, giờ còn đang trắng trợn giết chóc như hổ gặp bầy dê. Trừ một số thế lực lớn ra thì chẳng có mấy ai đủ thực lực để đương đầu với chúng, thường thường đều là giao thủ hai ba hiệp đã bị những khôi lỗi này xé xác. Đây không phải khôi lỗi bình thường, trong mắt chúng nó dường như có sự sống. Tiêu Viêm nhìn con khôi lỗi gần nhất đang điên cuồng giết chóc, khi chạm phải đôi mắt của nó, hắn thấy ở đó không trống rỗng như những khôi lỗi bình thường, mà như đang thiêu đốt một loại ý niệm giết chóc cực kỳ cường liệt. Đây là viễn cổ nhân khôi, dùng phương pháp đặc thù để rút linh hồn của cường giả ra khỏi người, sau đó phong ấn vào trong khôi lỗi. Một khôi lỗi được tạo ra như vậy không chỉ có được thần trí, lại còn có thể thi triển đấu kỹ, khó xử lý hơn nhiều so với loại khôi lỗi bình thường. Vẻ mặt Thiên Hỏa Tôn giả ngưng trọng, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, vị đấu thánh này lại sử dụng một phương pháp tàn nhẫn như vậy. Mà khoan đã, nếu đúng như thế, để chế tạo ra đám khôi lỗi này thì ít nhất hắn cũng đã giết chết hơn 10 tên cường giả đấu tôn. Bên trong đại điện rộng lớn, cục diện vốn đang rối loạn, nay vì có thêm mấy tên khôi lỗi cuồng bạo này nên lại càng trở nên phức tạp hơn. Cho tới lúc này, mấy tên cường giả và các thế lực muốn ngồi chơi chờ ngư ông đắc lợi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, bởi vì chỉ trong vài giây đồng hồ, mấy con khôi lỗi cường hãn chỉ biết giết chóc này đã đưa bọn họ vào trong phạm vi công kích. Để ta ra tay trước thử xem có cướp được quyển trục nào không, các ngươi không cần xuất thủ, chúng ta không ham nhiều, nếu không lại biến thành dẫn lửa thiêu thân. Tiêu Viêm thoáng nhìn qua đại điện hỗn loạn, tất cả mọi người đều vì 10 cái quyển trục đang bay loạn kia mà mất đi lý trí, ánh mắt đỏ ngầu, không ngừng truy đuổi, mà mỗi khi có kẻ nào tới được gần quyển trục liền sẽ bị một đám ở phía sau vây công, đấu khí đánh ra, tên bắt được quyển trục kia còn không kịp la lên một tiếng thì đã biến thành một đám máu thịt bầy nhầy. Nghe Tiêu Viêm quát khẽ, mọi người cùng gật đầu, nếu một đám đều lao về phía quyển trục thì tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đám người đang tranh đoạt kia, mà lúc này cũng chẳng ai thèm để ý tới sự chênh lệch về thực lực nữa. Sự hấp dẫn của thiên giai đấu kỹ đã khiến cho cả đám trở nên điên cuồng cả rồi. Bành, mọi người vừa lên tiếng đáp lại thì cách đó không xa, mười mấy thân ảnh bỗng nổ tung, biến thành một đống máu thịt bầy nhầy, một bóng xám nhanh như chớp bay ra từ huyết vụ. Cây trường thương đẫm máu mang theo tiếng gió rít gào sắc bén đâm thẳng về phía đám người Tiêu Viêm, là một tên nhân khôi, nhìn bóng xám đang dữ dội lướt tới, tiểu y tiên biến sắc, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ở khoảng trống trước mặt Tiêu Viêm, chặn con nhân khôi kia lại, đấu khí mênh mông như biển rộng chợt bùng phát ra từ những đường cong duyên dáng. Ngay khi tiểu y tiên đón đỡ con nhân khôi này thì Tiêu Viêm cũng đã tận dụng thời gian để đánh giá nó, vì khoảng cách khá gần. Hắn mới có thể thấy rõ ở mặt ngoài của thân thể khôi lỗi nọ tựa như được quấn quanh một lớp vải màu xám trắng. Lớp vải này cực kỳ sáng bóng, tuy nhìn như rất mềm mại, nhưng lại có lực phòng ngự mạnh mẽ, cho dù chịu một kích toàn lực của cường giả đấu tông mà vẫn không hề hư tổn. Ngươi thử xem liệu có thể khống chế được khôi lỗi này không? Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu, nhưng lúc tiểu y tiên đấu với nhân khôi, linh hồn lực ở mi tâm của hắn chợt trào ra. Sau đó chui nhanh vào cơ thể nhân khôi, nhưng lần này hắn lại không may mắn như trước, hắn nhận ra ngay vị trí gieo ấn ký có một luồng lạc ấn vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Lạc ấn này hiển nhiên chính là của vị đấu thánh cường giả kia để lại,
những con khôi lỗi này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn cần mẫn và tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của hắn. Không thể nào khống chế, ấn ký kia quá mạnh, với thực lực của ta thì không thể nào xóa sạch nó được. Thu hồi linh hồn lực, Tiêu Viêm lắc đầu, thoáng có chút tiếc hận, nếu hắn có thể thu phục được đám khôi lỗi này mà nói, trong cái đại điện này liền không còn ai có đủ tư cách chống lại hắn cả. Nhưng đáng tiếc là, mấy người Thiên Hỏa Tôn giả cũng đều thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Đám khôi lỗi này chính là phòng vệ cuối cùng của vị đấu thánh kia, nếu có thể dễ dàng bị người khác khống chế như vậy thì thật quá khó tin. Chúng ta chuẩn bị xuất thủ thôi, ta phụ trách cướp quyển trục, những người còn lại giúp ta ngăn cản đám cường giả khác. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua tình hình bên phía Tiểu Y Tiên, nhân khôi kia cũng thật phiền phức, trong thời gian ngắn không thể nào giải quyết nó được, mà cũng may là Tiểu Y Tiên không có nguy hiểm gì, bởi vậy hắn lại chuyển sự chú ý về phía không trung. Tại đây, đám Phượng Thanh Nhi và Băng Hà Cốc đã không thể nhẫn nhịn được nữa, đều gia nhập vào trong vòng chiến đấu cướp đoạt quyển trục. Nghe vậy, bọn Thiên Hỏa Tôn giả cũng đều gật đầu, đấu khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Tất cả đều hiểu một điều, muốn đoạt được quyển trục từ trong cục diện hỗn loạn này là một chuyện không hề đơn giản. Ánh mắt Tiêu Viêm quét một vòng qua không trung, dừng lại phía trên đạo lưu quang màu hồng. Đạo lưu quang này đã nhiễm không ít máu tươi, dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm thì số cường giả vì nó mà chết chỉ sợ không dưới 10 người. Vậy lấy mục tiêu là nó đi, Tiêu Viêm thầm nói, quyển trục này màu đỏ đậm, lại mơ hồ có một khí tức cuồng bạo truyền ra từ bên trong. Nói vậy thì hẳn là có liên quan tới năng lượng hệ hỏa, thích hợp với Tiêu Viêm nhất, nhưng mà, nếu so sánh cùng với số quyển trục khác thì cường giả muốn chiếm đoạt nó ít hơn một chút, độ khó nhẹ hơn, xem ra khá thuận lợi. Ánh mắt Tiêu Viêm rất cao dõi theo đạo lưu quang đỏ sậm đang di chuyển tứ tung, một lát sau, đạo lưu quang này rốt cuộc cũng thoát ra khỏi sự ngăn trở của đám đông cường giả, xuất hiện tại khu vực của nhóm Tiêu Viêm. Động thủ, ngay lúc đạo lưu quang đến gần thì một tiếng quát lớn bỗng vang lên. Hiển nhiên là truyền ra từ trong miệng Tiêu Viêm. Phừng, dưới tiếng quát của Tiêu Viêm, hỏa diễm màu nâu tím nhất thời từ trong cơ thể bùng phát, bàn chân đạp mạnh mặt đất, sàn nhà cứng rắn trong khoảnh khắc đã nổ tung thành bụi phấn, còn thân hình hắn giống như một con rồng lửa khổng lồ, lấy khí thế mạnh mẽ lao thẳng đến đám người vây xung quanh quyển trục đỏ đậm. Tiêu Viêm đột nhiên nhúng tay đã khiến mọi người chú ý, lập tức có không ít người thoáng biến sắc mặt, trong mắt hàng ý lóe ra. Tay áo vung lên tạo thành từng luồng đấu khí đủ màu sắc hung mãnh xé gió lao đến công kích Tiêu Viêm. Lấy thực lực của những người này, ngày thường tự nhiên không dám ra tay với Tiêu Viêm, nhưng lúc này tất cả mọi người đã bị đấu kỹ thiên giai hấp dẫn đến phát điên, ai còn để ý tới thân phận, thực lực của đối phương. Bởi vậy khi ra tay cũng không kiềm chế chút nào, nhìn mười mấy đạo đấu khí hung mãnh lao đến, Tiêu Viêm chỉ hừ lạnh rồi cong ngón tay tay búng nhẹ diễn hóa thành năm đạo hỏa trụ bắn ra. Sau đó, chúng oanh kích lên những luồng đấu khí mạnh mẽ kia, gần như lập tức những luồng đấu khí đủ màu đó đều bị phá hủy. Dưới ánh mắt kinh hãi của những kẻ xuất thủ kia, đám hỏa trụ bạo hãn lao thẳng lên cơ thể bọn họ. Độ nóng kinh khủng trong khoảnh khắc liền biến họ thành một những quả cầu lửa. Tiêu Viêm với thủ đoạn không lưu tình đã khiến những cường giả chuẩn bị xuất thủ biến sắc. Lúc này họ mới thoáng giật mình tỉnh lại, lập tức chỉ có thể cắn răng và cố nén lại công kích mình chuẩn bị phát ra. Lấy thủ đoạn cường ngạnh lần này tạo thành uy hiếp ngắn ngủi, Tiêu Viêm biến thành hỏa long xông thẳng qua đám người này, thân hình chợt lóe đã lao thẳng đến quyển trục đỏ đậm kia. Cử động của Tiêu Viêm cũng làm cho sắc mặt gã cường giả đấu tôn duy nhất tại đây trầm xuống. Ngay từ đầu hắn chính là người duy nhất có cơ hội truy đuổi quyển trục đỏ đậm này, lấy thực lực mạnh nhất của hắn trong đám người nên tỷ lệ thành công cũng là cao nhất. Tuy nhiên hiện giờ Tiêu Viêm đột nhiên nhúng tay, tự nhiên cũng khiến sát ý trong mắt hắn hiện lên nồng đậm, lập tức ánh mắt liếc qua rồi nắm chặt bàn tay, một thanh khai sơn phủ khổng lồ xuất hiện trên bàn tay còn lại, vù, vù, tiếng rít trầm thấp này cũng chứng tỏ hắn là một cường giả nhất tinh đấu tôn. Chợt đấu khí màu vàng đậm ùn ùn từ trong cơ thể hắn trào ra, mà thêm nữa, cơ bắp trên thân thể lúc này cũng quỷ dị chuyển động một cách mềm mại rồi nhanh như chớp ngưng tụ nên một luồng lực lượng đáng sợ, cút ngay cho bổn tôn. Sắc mặt tên đấu tôn này âm trầm, thân hình chợt lóe, liền hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, khai sơn phủ khổng lồ trong tay mang theo lực lượng đáng sợ tựa như thể khai thiên tích địa, xé rách không gian điên cuồng chém thẳng xuống lên thiên linh cái Tiêu Viêm, cút ngay. Bằng ngươi cũng dám, trong khoảnh khắc bị lực lượng đáng sợ kia bao phủ mười trượng quanh thân, tự nhiên cũng khiến Tiêu Viêm chú ý, hắn nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt, huyền trọng xích hiện ra, hỏa diễm nâu tím trào ra. Trên thân xích chợt hóa thành một hỏa long uốn lượn bay đi,
Trong miệng hét to một tiếng, trọng xích mang theo kình phong nóng cháy mà sắc bén, lấy loại tư thái cường hãn nhất va chạm với Khai Sơn phủ của tên Nhất Tinh đấu tôn một cách mạnh mẽ. Choang, xích, phủ chạm vào nhau. Tiếng kim thiết va chạm kinh thiên động địa, rồi một luồng sóng kình phong cường hãn từ vị trí va chạm quét ra. Một số cường giả gần đó lập tức cảm thấy miệng mình đắng ngắt, thân thể liền không tự chủ bay ngược ra. Phục, va chạm kinh khủng cũng làm cho tên Nhất Tinh đấu tôn biến sắc, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi đỏ sẫm, trên mặt hiện lên sự kinh hãi. Thực lực Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ xấp xỉ với hắn, thêm vào đó bản lĩnh hắn am hiểu nhất chính là cứng đối cứng, không ngờ hiện giờ lực lượng này đối chiêu với Tiêu Viêm cư nhiên vẫn không được lợi, dù chỉ nửa điểm. Máu tươi phun ra, khí thế tên đấu tôn cũng nháy mắt yếu bớt. Giờ này khắc này hắn cũng hiểu được, hắn đã mất đi khả năng tiếp tục tranh đoạt quyển trục cùng Tiêu Viêm. Vù, hắn chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái, lập tức vội vàng rút thân trở ra. Loại thời khắc hỗn loạn này, một khi bị thương sẽ có không ít người thừa dịp mà lao đến. Lúc trước hắn đã nhìn thấy mấy vị cường giả có thực lực tương đương mình bị hơn trăm người vây công. Cuối cùng những cường giả đấu tôn ngày thường vẫn cao cao tại thượng này cũng chỉ có thể chật vật cong mông bỏ chạy. Một đòn trực tiếp đẩy lui tên Nhất Tinh đấu tôn, bàn tay Tiêu Viêm vẫy vẫy, huyền trọng xích lại một lần nữa được thu vào nạp giới. Hắn khẽ tay nắm lại, cảm giác có chút tê rần đến chết lặng, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc vì lực lượng của tên Nhất Tinh đấu tôn. Trong những năm này, hắn ăn không ít thiên tài địa bảo, từ đó làm cho lực lượng thân thể mạnh mẽ phi thường. Tuy không thể sánh với Tử Nghiên nhưng với những người đồng cấp, muốn tìm được một cường giả có lực lượng tương tự sợ rằng có chút khó khăn. Đẩy lui kẻ chặn đường xong, Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển hướng nhìn đến quyển trục đỏ đậm. Thứ này cực kỳ nhanh nhẹn, dưới sự liên thủ của phần đông cường giả nhưng vẫn thoát được cực kỳ dễ dàng như trước, cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nào chính thức chạm được nó. Mà ngược lại, thỉnh thoảng có một số người tới gần nó lại bị những cường giả khác liên thủ đánh trọng thương. Nhìn thấy màn này, bàn chân Tiêu Viêm mạnh mẽ đạp mạnh hư không, lại lần nữa hóa thành hỏa long màu tím, phóng nhanh tới quyển trục. Nơi hắn đi qua, những kẻ chặn đường đều bị hắn trực tiếp mạnh mẽ đánh bay. Dưới hành động đầy khí thế này của hắn, dường như sau vài cái chớp mắt liền phóng đến vị trí gần quyển trục. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Vừa thấy được Tiêu Viêm chỉ cách quyển trục hai trượng, trong mắt những cường giả chung quanh đều nổi lên đầy vàng máu, nhất thời đồng loạt gầm lên, đấu khí hùng hồn bùng phát, chợt ùng ùng kéo đến Tiêu Viêm. Với gần trăm cường giả đồng loạt ra tay, thanh thế này thật sự hoành tráng cực kỳ. Đấu khí với quy mô lớn như thế ầm ầm lao tới, dù là Tiêu Viêm thì vẫn phải biến sắc mặt. Bất quá hắn vẫn không hề xoay người, lại lần nữa đạp từng bước, bàn tay trực tiếp muốn chụp lấy quyển trục màu đỏ kia, đấu khí ùng ùng kéo đến ngay lập tức. Mà khi những công kích này sắp đánh vào thân thể Tiêu Viêm thì quanh thân hắn không gian hơi hơi dao động, đám người Thiên Hỏa Tôn giả, Tử Nghiên đều nhanh chóng xuất hiện rồi liên thủ, một loạt quang thuẫn năng lượng dày đặc nhất thời tràn ngập phía trước. Phanh! 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 Vô cùng vô tận đấu khí hung hăng nện lên quang thuẫn làm cho từng đợt sóng gợn bắn ngược trở lại, nhưng chẳng qua trước sau vẫn không phá nổi phòng ngự này. Trong khi mấy người liên thủ mạnh mẽ chống lại số đông cường giả thì thừa dịp đó, bàn tay Tiêu Viêm rốt cuộc đã chạm tới quyển trục đỏ đậm kia. Tách, thế nhưng ngay lúc bàn tay Tiêu Viêm vừa mới áp vào quyển trục, vừa định dùng sức định nắm chặt thì quyển trục liền giống như lương, vạch một tiếng đã bắn ra một khoảng lại thoát khỏi phạm vi nắm giữ của Tiêu Viêm. Hừ, thấy thế, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh dần, bàn tay cong thành chữ U, lại hung hăng vồ tới quyển trục đỏ đậm vừa trượt ra kia. Dưới cái nắm chặt này, bốn phía dập dần bồng bềnh, không gian chung quanh quyển trục nhất thời lõm xuống, hình thành một nhà lao không gian khá hẹp, vây nó vào bên trong. Lại đây, quát lạnh một tiếng, cường độ hấp lực trên lòng bàn tay Tiêu Viêm tăng vọt rồi trực tiếp ép chặt quyển trục đỏ đậm trong không gian bị lõm kia. Sau đó nó cũng chỉ có thể hóa thành một luồng hào quang đỏ đậm thoáng hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm chợt động, bàn tay lại lần nữa nắm chặt, nửa quyển trục đỏ đậm rốt cục đã nằm trong tay hắn. Nhưng khi vừa mới dùng sức, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi, bởi vì giờ phút này, một bàn tay khô héo cũng nắm chặt tại đầu kia của quyển trục. Hắc hắc, muốn tự mình độc hưởng bảo bối, không khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Nghe được âm có chút quen tai, ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển qua, lại phát hiện người xuất thủ kia cư nhiên chính là tông chủ Huyền Minh Tông, Thần Thiên Nam. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lại, Thần Thiên Nam cười âm lãnh, hữu quyền nhanh chóng nắm chặt, không hề mỹ lệ liền đánh thẳng tới đầu Tiêu Viêm. Xem điệu bộ này, rõ ràng lão ta đã tính toán dùng một quyền đánh nát ý thức Tiêu Viêm. Muốn chết,
Nhìn thấy thủ đoạn hung ác này của thần Thiên Nam, hàn quang trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe, một đạo kim quang như quỷ mị hiện lên trước mặt, mà nắm tay thần Thiên Nam chính là đánh thật mạnh vào đó, mang theo âm thanh ầm ầm do kim loại va chạm. Khôi Lỗi, nhìn Thiên Yêu Khôi toàn thân bao phủ một màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt, thần Thiên Nam biến sắc, vội vàng thu quyền. Nhưng theo sát phía sau Thiên Yêu Khôi, thiết quyền kinh khủng cũng đã hung hăng công kích đến. Vô Liêm Sỉ, cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên nắm tay của Thiên Yêu Khôi, sắc mặt thần Thiên Nam kịch biến, chỉ tức giận mắng một tiếng, chợt không cam lòng buông bàn tay đang nắm ra khỏi quyển trục, thân hình nhanh chóng lui lại. Khi thần Thiên Nam buông lỏng tay, Tiêu Viêm đã một mình nắm chặt lấy quyển trục, ngọn lửa màu nâu tím từ lòng bàn tay bùng phát ra, ép chặt xuống quyển trục đang ra sức giãy giụa. Một lát sau, sự phản kháng của quyển trục đỏ đậm kia mới từ từ yếu bớt. Sau khi sự phản kháng của quyển trục hoàn toàn biến mất, lúc này Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm rồi nhanh chóng thu nó vào nạp giới dưới vô số ánh mắt giận dữ. Cùng lúc đó, hơi thở mênh mông cũng từ trong cơ thể bùng phát không hề giữ lại, ngọn lửa màu nâu tím lượn lờ quanh thân. Vì thế như vậy làm cho những ánh mắt đầy máu đỏ kia từ từ thanh tĩnh lại. Một lát sau, họ mới nhìn thoáng qua đám người Thiên Hỏa Tôn giả phía xa, rốt cục chỉ có thể không cam lòng quay người bỏ đi, bắt đầu tranh thủ thời gian cướp đoạt các quyển trục khác. Nhìn thấy đám gia hỏa như Sài Lang kia lùi đi, sắc mặt Tiêu Viêm mới nhẹ đi vài phần. Hắn không e dè thực lực bất kỳ người nào, nhưng nếu có hơn trăm người cùng nhau tiến lên, ngay cả hắn cũng cảm thấy ăn không tiêu nổi. Sau khi cất kỹ quyển trục, sắc mặt Tiêu Viêm lại đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt chuyển hướng Thiên Yêu Khôi đang chiến đấu. Lúc này thần Thiên Nam đang khá chật vật, trong mắt hắn sát ý bắt đầu hiện lên. Đối với thần Thiên Nam, ngay từ khi lão ta lần đầu tiên hưng sư động chúng mang người đến đan tháp bắt mình thì Tiêu Viêm đã hạ sát ý. Chẳng qua khi đó hắn chỉ là cửu tinh đấu tông, muốn diệt sát lão già này thật quá khó khăn. Bởi vậy từ đó đến giờ hắn vẫn chưa từng động thủ. Tuy nhiên hiện giờ tiếp tục gặp mặt, hắn còn chưa ra tay thì lão gia hỏa này liền làm trước. Hơn nữa nhìn tư thế tàn nhẫn kia rõ ràng là thật sự muốn lấy tính mạng Tiêu Viêm. Với địch nhân mang sát ý với mình, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không nương tay. Mặc dù Huyền Minh Tông không phải là quá mạnh, nhưng phía sau chính là Thiên Minh Tông, đó lại là môn phái khiến người khác phải kiêng kỵ. Không ai có thể cam đoan lão già này vốn mang lòng oán hận, ngày sau chẳng biết lúc nào mang đến phiền toái thực sự cho mình hay không. Loại sự tình nuôi hổ gây họa này, từ trước đến nay không phải tính cách của Tiêu Viêm, cộng cục diện hiện tại ở nơi này vốn rất hỗn loạn, nếu lúc này diệt sát lão ta thì tin tức gì cũng khó có thể lọt được ra ngoài. Trong lòng thoáng qua những ý niệm này, Tiêu Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn phía Thiên Yêu Khôi đang đập loạn còn về phía thần Thiên Nam thì đã có vẻ hơi chật vật. Sắc mặt hắn lại càng lạnh như băng, thực lực thần Thiên Nam ước chừng khoảng nhị tinh đấu tôn, mà sức chiến đấu của Thiên Yêu Khôi, cho dù chiến đấu với đấu tôn tam tinh đỉnh vẫn không hề rơi xuống hạ phong, bởi vậy lúc này nó tự nhiên dễ dàng ngăn chặn được người trước mặt. Bành, giữa không trung, thần Thiên Nam cùng Thiên Yêu Khôi hung hăng cứng rắn đối lực, ầm. Một tiếng, bị lực đạo khủng bố truyền vào cánh tay, nhất thời khiến lão già bị đẩy lùi lại vài chục bước, khí huyết trong người đảo lộn, khuôn mặt cũng tái nhợt lại. Thiên Yêu Khôi không vẫn có biểu hiện đau đớn nào, khi chiến đấu chỉ biết một mực giết chóc. Chỉ cần Tiêu Viêm không bắt ngừng lại thì nó sẽ vĩnh viễn không dừng tay. Giao thủ với nó, thần Thiên Nam đã hưởng thụ không ít đau khổ. Chiến đấu rơi xuống hạ phong, giờ phút này trong lòng thần Thiên Nam đã nghĩ đến chuyện rút lui. Sở dĩ lão dám ra tay cùng Tiêu Viêm tranh đoạt là bởi vì hiện giờ Tiêu Viêm đang thụ địch tứ phía, không chỉ có cừu oán với cường giả hồn điện, chính là ngay cả đám người Thiên Yêu hoàng tộc cũng nhìn về phía hắn với ánh mắt không tốt. Thời điểm như thế này, với tính cách thần Thiên Nam thì tự nhiên không thể không bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng thật sự lão chưa từng dự đoán được, hiện giờ Tiêu Viêm cùng với khi ở ngoài đan tháp đã là hai người hoàn toàn khác nhau. Thủ đoạn ùn ùn xuất ra khiến lão kinh hãi không ngớt. Xem ra trước tiên chỉ có thể lui lại. Đợi đến khi hỗn loạn nơi này kết thúc, đám người hồn điện tất nhiên sẽ tìm tiểu tử này gây phiền. Đến lúc đó ta lại tiếp tục âm thầm ra tay đánh chết tiểu tử này, thuận tiện cướp lấy quyển trục vào tay thôi. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, thần Thiên Nam rốt cuộc không còn ham chiến. Lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Yêu Khôi lại lần nữa đánh tới một cách dữ dội, thân hình nhanh chóng lui lại muốn nhập trong vòng chiến đấu hỗn loạn kia. Hừ, chạy đi đâu? Nhưng ngay lúc cước bộ thần Thiên Nam vừa chuyển, một tiếng quát lạnh như băng đột nhiên vang lên từ phía sau. Trong nháy mắt cùng với nó còn có một đạo kình phong nóng rực vô cùng, tập kích xuất hiện đột ngột làm cho thần Thiên Nam biến sắc.
Như phản xạ có điều kiện, lão nhanh chóng xoay người, đấu khí tràn ngập song chưởng vội vàng tiếp chiêu. Huỳnh, kình phong khủng khiếp đột nhiên tràn ngập tứ phía. Vì vội vàng ngăn địch khiến ngực thần thiên nam đau điếng, đồng thời thân hình bị đẩy lui hơn 10 thước. Lão vội ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy một thân ảnh gầy gầy đứng đúng tại vị trí của hắn vừa rồi. Tiêu Viêm, nhìn rõ thân ảnh kia, thần thiên nam nhất thời nghiến răng nghiến lợi quát. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, tử hạt hỏa diễm lượn lờ quanh thân làm cho hắn thoạt nhìn giống như hỏa thần, chân bước hư không, một bước vô cùng tiêu sái hướng tới thần thiên nam. Ngươi muốn giết ta? Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, ánh mắt thần thiên nam không khỏi nheo lại, nói bằng âm thanh lạnh lùng. Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, đấu khí mênh mông trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, bằng thực lực nhất tinh đấu tôn của ngươi sao? Thần thiên nam tức giận cười gằn, vừa muốn ra tay trước để tranh tiên, nhưng chợt phía sau truyền đến một luồng kình phong cực kỳ sắc bén khiến lão biến sắc phải vội vàng xoay người đón đỡ. Song chưởng vũ động, đấu khí cường hãn hình thành một vần sáng năng lượng trước người, kín không kẽ hở. Quỳnh, quỳnh, thiên yêu khôi vung mạnh nắm đấm, mỗi một lần vung tay đều mang theo kình phong sắc bén chói tai, không gian bị chấn động hình thành một cái khe đen sâu thăm thẳm. Phanh, quay mắt về phía thiên yêu khôi với thế công hung hãn như vậy, trong lòng thần thiên nam âm thầm kêu khổ rồi không ngừng lui về phía sau. Thực lực của thiên yêu khôi dường như đã làm cho lão chỉ có thể bị ép đến chỉ có thể tận lực phòng thủ. Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng bị trọng thương trong tay khôi lỗi mất, xem ra không thể dây dưa nữa. Tiểu tử vô liêm sỉ, khoản nợ này lão phu nhớ kỹ, sớm hay muộn cũng có ngày trả lại cho ngươi. Thần thiên nam thầm nguyền rủa một cách ác độc, chưởng phong đột nhiên tăng cường mạnh mẽ đánh văng thế công của thiên yêu khôi, mũi chân điểm một cái vào hư không, thân hình liền bay ngược lại như sao băng. Thân hình ở giữa không trung, thần thiên nam vừa mới thầm thở dài nhẹ nhõm thì chợt cảm giác được một nguy cơ khủng khiếp tràn ngập sâu trong đáy lòng. Lúc này lông tóc toàn thân lão đều dựng đứng, nhân thiên ấn, ngay khi đó thì một tiếng quát cực nhỏ mang theo sự lạnh lẽo quỷ dị vọng vào tai lão. Không tốt, cảm giác được động tĩnh phía sau, sắc mặt thần thiên nam nháy mắt trở nên trắng bệch, tốc độ của Tiêu Viêm còn vượt ra ngoài dự liệu của lão. Thần thiên nam vừa kịp phản ứng đã vội vàng vận chuyển đấu khí. Nhưng lão còn chưa kịp hình thành lá chắn thì một thủ ấn màu nâu tím ướt chừng lòng bàn tay liền lặng lẽ nhẹ nhàng ép lên lưng. Phanh, kình khí kinh khủng lúc này giống như nước vỡ đê bùng phát ra. Phục, đón đỡ trọng kích như vậy, mặt thần thiên nam liền tái nhợt, không nhịn được phục ra một ngụm máu tươi, còn thân hình cũng bị đánh bay vút đi. Ven đường va chạm với mấy vị cường giả, lực đạo đáng sợ kia cũng khiến những kẻ xui xẻo này hộc máu. Thân hình ở giữa không trung vẽ nên một đường cong bắn về hướng xa xa. Thần thiên nam mặt đầy máu tươi lúc này gian nan xoay người, ánh mắt quán độc nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng xa kia với ánh mắt quán độc khiến người khác dựng tóc gáy. Tiểu tạp chủng, thù này không báo, ta thần thiên nam uổng là nhất tông chi chủ. Ngày sau, nhất định phải khiến ngươi hối hận vì hành động ngày hôm nay, thần thiên nam oán độc rít gào trong lòng, lão ta vốn là người có thù tất báo. Hôm nay nguy hiểm, tí nữa bị Tiêu Viêm chém giết đương trường, thù này đủ để khiến hắn nhớ cả đời. Bịch, khi trong lòng hiện lên từng ý niệm ác độc, thân thể thần thiên nam cũng rơi thật mạnh xuống đất rồi kéo lê thành một rãnh thật sâu, sau đó đâm sầm vào một cây cột cứng rắn trong đại điện, khiến lão ta lại lần nữa phun máu miệng. Mạnh mẽ lão đảo đứng dậy, ánh mắt thần thiên nam xuyên qua đám người hỗn loạn, oán độc nhìn Tiêu Viêm. Sắc mặt lạnh lùng liếc về phía xa một cái rồi xoay người muốn rời đi. Phốt, thần thiên nam vừa mới xoay người, thân thể bỗng cứng ngắc. Một nắm tay màu vàng nhạt chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng ngực lão. Máu tươi bám trên cánh tay vàng nhạt đó không ngừng tí tách rơi xuống nền đất lạnh. Thần thiên nam nhìn chằm chằm lên khuôn mặt chẳng hề có cảm tình phía trước. Đến lúc này lão mới biết, nguyên lai Tiêu Viêm cũng thực sự có sát tâm đối với mình, không muốn cho mình bất kỳ cơ hội báo thù nào nữa. Hạ thủ thật ác độc, bọt máu từ trong miệng thần thiên nam tràn ra, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng yếu ớt, cơ thể hắn mềm nhũn, cuối cùng ngã xuống mặt đất. Thần thiên nam, tông chủ Huyền Minh Tông đạt đến thực lực nhị tinh đấu tôn, liền như vậy đã vẫn lạc dưới sự liên thủ của Tiêu Viêm cùng thiên yêu khôi. Hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nhìn thần thiên nam chậm rãi cứng đờ ngã xuống, nét lạnh lùng trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng là từ từ thu liễm. Hắn cùng thần thiên nam nguyên bản không thù, nhưng người này bằng mọi cách muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hôm nay có kết quả như vậy thật sự là xứng đáng. Lấy thủ đoạn xét đánh chém giết thần thiên nam xong, Tiêu Viêm ngoắt tay thu thiên yêu khôi vào nạp giới. Đám người thiên hỏa tôn giả, tiểu y tiên cũng thoáng hiện đến nơi. Cuối cùng mấy người lại lần nữa vây tại một chỗ,
cảnh giác nhìn vào đại điện đang hỗn loạn kia. Khôi lỗi đó thế nào rồi? Muội không sao chứ? Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên, nói, không có việc gì. Muội dẫn đám khôi lỗi đó tới nơi khác rồi. Những thứ này tuy mạnh mẽ nhưng thật sự vẫn không có được lý trí. Tiểu Y Tiên cười rạng rỡ, nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua giữa sân, Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Phong Lôi Các đều riêng rẽ được một quyển quyển trục, Băng Hà cốc cùng phần Viêm cốc cũng có thu hoạch. Mặt khác còn có hai quyển trục đã rơi vào hai vị cường giả thực lực rất mạnh, Thiên Hỏa Tôn giả bên cạnh nhẹ giọng báo, nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra rồi lại lần nữa gật đầu. Những thế lực này đều đã có chuẩn bị mà đến, còn trong số độc hành hiệp cũng có cường giả chân chính, bọn họ có thể cướp được quyển trục cũng không tính là chuyện quá mức kỳ quái, làm sao bây giờ? Sau khi tranh đoạt thì quyển trục chỉ còn lại có 3 cuốn. Để tranh chấp 3 quyển trục kia không biết đã chết bao nhiêu người. Chúng ta có cần tiếp tục tranh đoạt một quyển nữa không? Tiểu Y Tiên hỏi, lại tiếp tục cướp đoạt có thể sẽ khiến mấy tên không thu được bảo bối kia mất đi lý trí. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, khẽ nhíu mày rồi đáp, với lại ta cảm giác được những quyển trục này không hề giống thiên giai đấu kỹ, ý tứ của ngươi mấy quyển trục này đều là đồ giả sao? Đám người Tiểu Y Tiên cả kinh, nói, những quyển trục này xác thật đều là đấu kỹ hoặc là công pháp có uy lực không tầm thường, nhưng hẳn không phải là thiên giai đấu kỹ. Chúng ta sợ là đều bị chơi xỏ rồi. Tiêu Viêm hít mắt lại, lẩm bẩm nói, nghe được lời này, đám người Tiểu Y Tiên cũng đều cho mày, xoay chuyển ánh mắt rồi đột nhiên nói, mấy tên gia hỏa hồn điện bên kia muốn làm gì? Tiêu Viêm giật mình nhìn theo tầm mắt Tiểu Y Tiên, liền nhìn thấy lão quỷ Trích Tinh dẫn theo vài tên cường giả hồn điện, không ngờ hình thành tư thế vây quanh, chậm rãi đi tới nơi có bộ hài cốt đấu thánh trong đại điện kia. Mục tiêu của bọn họ là bộ hài cốt đấu thánh kia sao? Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói, phải ra tay cản bọn người kia lại. Tử Nghiên nóng lòng nói, ánh mắt Tiêu Viêm TH nhìn chằm chằm vào hài cốt ngồi xếp bằng trên thạch đài, sau một lúc lâu đồng tử đột nhiên co rụt, vừa rồi trong nháy mắt hắn nhìn thấy ngón tay của bộ hài cốt kia động đậy rất nhỏ mà giật mình. Này, bộ hài cốt đấu thánh này là vật còn sống, tại giây phút này, một ý nghĩ kinh hãi đột nhiên tràn ngập trong lòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đột nhiên biến sắc khiến cho Tiểu Y Tiên chú ý. Lập tức ai nấy đều ngẩn người cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Tiêu Viêm hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ càng lúc càng đến gần chỗ những thứ kia, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác không ổn, ngay lập tức đến bên cạnh Tử Nghiên cùng Thanh Lân, trầm giọng nói, mau lui lại. Ách, hành động kỳ lạ của Tiêu Viêm khiến cho Tiểu Y Tiên khó hiểu, nhưng mọi người luôn có lòng tin với Tiêu Viêm. Bởi vậy, tuy khó hiểu với hành động của hắn nhưng đều lập tức làm theo. Lúc thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng lui lại thì đoàn người Trích Tinh lão quỷ cũng đã đến cạnh thềm đá, đôi mắt rực lửa nhìn vào bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng. Đấu thánh, đẳng cấp này đối với bọn họ mà nói là một cám dỗ khó chống cự, đấu tôn cường giả có thể xưng là cường giả đứng đầu đại lục nhưng nếu so sánh với nhau thì vẫn kém quá xa. Đấu tôn và đấu thánh chính là một bước nhảy vọt về chất, chênh lệch của hai cấp độ, hầu như không thể dùng bất cứ cái gì để có thể bù đắp, đó là hài cốt của cường giả đấu thánh sao? Ánh mắt của Trích Tinh lão quỷ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào hài cốt tỏa sáng như bạch ngọc trước mặt, không nhịn được phải liếm liếm miệng, chân bước nhanh tới trước hai bước, bàn tay trực tiếp đưa về phía hài cốt. Suy, ngay khi bàn tay của Trích Tinh lão quỷ chạm vào hài cốt thì không gian ở đó đột nhiên xuất hiện luồng dao động rất nhỏ, biến thành vô số mũi nhọn cực kỳ sắc bén đâm vào tay của Trích Tinh lão quỷ. Bàn tay truyền đến một cơn đau làm cho Trích Tinh lão quỷ ngẩn ra, vội vàng rút tay lại. Khi hắn nhìn lại thì phát hiện lòng bàn tay chảy ra không ít máu, mà trong đó vài giọt nhẹ nhàng rơi xuống chỗ hài cốt đang ngồi xếp bằng. Nhìn vào chỗ tiên huyết trên hài cốt kia, một cỗ bất an dâng lên trong lòng Trích Tinh lão quỷ. Trích Tinh Thiên Tôn, làm sao vậy? Những người ở bên cạnh thấy cường giả từ hồn điện Trích Tinh lão quỷ bỗng nhiên sửng sốt thì ai nấy đều ngẩn ra mở miệng hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Đối với lời nói của bọn họ, Trích Tinh lão quỷ dường như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ tiên huyết trên hài cốt. Lúc này những giọt tiên huyết đó đang chuyển động, giống như nước gặp phải bông lặng lẽ thấm vào trong hài cốt. Khi tiên huyết thẩm thấu hết vào trong hài cốt, mắt của Trích Tinh lão quỷ co rút lại. Lúc này bỗng nhiên hắn cảm giác được bộ hài cốt không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng trước mặt lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu sống dậy. Nhanh, mau lui lại, Trích Tinh lão quỷ coi như cũng phản ứng nhanh. Ngay khi cảm ứng được sinh cơ từ hài cốt thì lão đã rít lên một tiếng. Bàn chân lão đạp xuống đất, thân hình lui về sau nhanh như tia chớp. Hắn phản ứng nhanh nhưng những tên cường giả khác của hồn điện lại chậm hơn một chút.
Bởi vậy, sau khi ngẩn người một lúc mới bắt đầu thi triển thân pháp cấp tốc lui lại phía sau, nhưng rất tiếc lúc này đã chậm. Ngay khi bọn họ vừa muốn lui lại thì thạch tọa phía dưới bạch ngọc hài cốt nhẹ nhàng rung lên, sau đó giữa đầu của bộ hài cốt có hai luồng ánh sáng màu huyết hồng vụt lên. A, à, tia máu vừa hiện lên, hài cốt đấu thánh chậm rãi ngẩng đầu lên, từ trong miệng của nó phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa giống như sấm sét trong trời đêm. Trong nháy mắt tiếng gầm thét khủng bố lại hóa thành thực thể sóng âm, giống như một cơn lốc lấy thạch tọa làm trung tâm lan ra nhanh chóng, rẹt rẹt. Chịu ảnh hưởng của đợt sóng âm đầu tiên tự nhiên là những tên cường giả hồn điện phản ứng chậm. Trong nháy mắt, sóng âm đã đuổi đến chỗ bọn họ, thân thể giống như đống cát bị đạn pháo bắn trúng. Quỳnh, vừa chớp mắt thì tất cả đều nổ tung hóa thành huyết vụ đáng sợ. Trào, mặc dù vẫn chưa chạy thoát khỏi phạm vi công kích của sóng âm nhưng do thực lực của Trích Tinh lão quỷ mạnh mẽ, hơn nữa phản ứng lại rất nhanh nên không bị biến thành huyết vụ như những tên xui xẻo kia. Dù vậy khi bị sóng âm đánh đến thì trong cơ thể hắn cũng xuất hiện cảm giác nhộn nhạo, một tiếng kêu rên phát ra từ trong cổ họng, khóe môi tràn máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngay cả Trích Tinh lão quỷ có thực lực như thế cũng chịu không nổi một kích sóng âm của hài cốt đấu thánh, cho nên với đa số mọi người trong đại điện thì sóng âm này giống như lưỡi đao của tử thần vậy. Lúc này trong đại điện có không ít cường giả vẫn đang tìm kiếm các quyển trục. Khi sóng âm khuếch tán ra nhanh như thiểm điện thì vô số bóng người ở giữa không trung đột nhiên khựng lại. Quỳnh, tiếng nổ lớn vang lên, tất cả đều tan xác, cơn mưa huyết vụ tanh nồng bao phủ cả đại điện. Bỗng nhiên xuất hiện một màn máu tanh dẫn đến những người đang bị thiên giai đấu kỹ mê hoặc tỉnh táo lại, khuôn mặt trở nên kinh hãi, đấu khí trong cơ thể trào ra không hề lưu lại. Lúc này rất nhiều thân ảnh chật vật giống như chó nhà có tang rời xa trung tâm đại điện, sóng âm khuếch tán làm cho mọi người kinh hãi. Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, nhìn lên giữa không trung thì huyết vụ đang từ từ phiêu tán, trong lòng ai nấy đều nổi lên cảm giác run sợ, bỏ mình dưới sóng âm ít nhất cũng có hơn trăm người, trong đó cường giả đấu tôn có hai vị, đấu tôn cũng bị sóng âm giết chết, vừa chạy thoát được một kiếp máu tanh này, tất cả mọi người lúc này đều khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh đã chảy ướt hắc bào của mấy vị cường giả thiên yêu hoàng tộc. Trích Tinh lão quỷ, ngươi vừa làm cái gì thế hả? Vừa khôi phục lại tinh thần sau biến cố, Đường Chấn liền quay sang nhìn trừng trừng vào kẻ sống sót duy nhất Trích Tinh lão quỷ, quát lên đầy tức giận. Thấy sự tức giận của Đường Chấn, mọi người đều nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ, bọn họ bây giờ đều rõ ràng, mọi việc đều do lão quỷ này gây ra. Bị nhiều cường giả trợn mắt nhìn như vậy, khóe miệng Trích Tinh lão quỷ co quắp lại, hắn thật sự không ngờ tới, sự tình đột nhiên trở thành như thế, rõ ràng là một hài cốt vô dụng. Bỗng nhiên lại bộc phát một lực lượng kinh khủng như vậy, đoàn người Tiêu Viêm bởi vì đã thối lui từ sớm nên cũng không có tổn thương gì. Nhưng mà nhìn thấy chỉ trong một khoảnh khắc nhân số trong đại điện giảm đi một nửa, da đầu cũng không khỏi tê dại. Bộ hài cốt này cũng thật đáng sợ a. À, lão phu cũng không biết vì sao bộ hài cốt vô cùng cổ xưa này lại đột nhiên bạo phát. Mấy cường giả hồn điện phe ta cũng bỏ mình. Trích Tinh lão quỷ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, muốn rũ bỏ hết trách nhiệm của mình. Đối chọi với đông đảo cường giả ở đây, lấy thực lực một mình hắn thật sự không dám đắc tội toàn bộ. Nếu không phải tiên huyết của ngươi rơi lên hài cốt thì sao nó có thể tỉnh dậy? Sự tình rõ ràng như vậy, người còn muốn chối phải không? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười lạnh nói. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ biến sắc, nhưng sau khi cảm giác được càng lúc càng nhiều ánh mắt phẫn nộ xung quanh thì đành phải chắp tay nói, việc lần này là do lão phu lỗ mãng. Nhưng việc cấp bách bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Nếu lão phu đoán không lầm thì hài cốt đấu thánh kia chỉ còn sót lại một tia ý niệm, cũng không khó để đối phó, chỉ cần chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể áp chế được. Một tia ý niệm kia cũng kinh khủng như vậy, nếu thêm một cái sóng âm như lúc trước nữa, sợ rằng mọi người ở đây sống sót cũng không nhiều. Đường Chấn cau mày gằn giọng, cường giả của phần Viêm cốc cũng có vài người bị sóng âm đánh chết. Nếu giờ còn không phải là lúc thích hợp thì hắn cũng đã ra tay với Trích Tinh lão quỷ rồi. Nếu quyển trục đã tới tay thì đều bỏ đi thôi, thứ này quá kinh khủng a. Trong đám đông có người thấp giọng nói, thanh âm không che giấu được sự sợ hãi, lực lượng khủng bố như thế này thật sự quá mức đáng sợ. Đi được sao? Ý niệm này đã thể hiện ra tất cả những người xông vào di tích đều phải bị tiêu diệt, nếu chạy trốn sợ rằng một người cũng không thể sống mà đi ra ngoài đâu. Trích Tinh lão quỷ trầm giọng nói. Tiêu Viêm hít đôi mắt lại. Hắn cảm giác lão quỷ này muốn giải quyết đấu thánh hài cốt a, đối với người có tính cách cẩn thận như hắn thì không có khả năng vô duyên vô cớ liều mạng như vậy,
Lời nói của Trích Tinh lão quỷ khiến cho xung quanh hỗn loạn cả lên, một ít người có thực lực hơi kém không giấu được sự sợ hãi trên mặt, nhưng lại không có người nào đủ cam đảm bỏ chạy. Lộc cộc, lộc cộc. Lúc mọi người đang hỗn loạn thì huyết vụ tràn ngập trong đại điện đột nhiên vặn vẹo rồi truyền đến một tiếng vang. Khi âm thanh đó phát ra thì tất cả mọi người lập tức lạnh xương sống, ánh mắt từng người lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía màn xương huyết vụ ở trung tâm đại điện. Giết! Giết! Âm thanh của bộ xương va chạm với mặt đất vang lên. Tuy nó phát ra không lớn nhưng dường như đều dẫm mạnh lên trái tim của mọi người, làm ai nấy đều cảm thấy áp lực to lớn. Cẩn thận, không đứng quá xa nhau. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, khẽ quay đầu nhắc nhở đám người Tiểu Y Tiên ở sau lưng. Cục diện này nằm ngoài dự đoán của hắn, hài cốt đấu thánh sống lại thật sự quá mức đáng sợ. Tiểu Y Tiên cũng gật đầu. Lần này nếu làm không tốt thì sợ rằng mọi người ở đây đều phải chôn theo. Cái loại sóng âm kia quá cường hãn, không chắc ai có đủ khả năng chống đỡ được. Trong đại điện, huyết vụ dưới ánh mắt của vô số người đang nhìn chậm rãi dao động. Một bộ xương màu huyết hồng từ từ bước ra khỏi huyết vụ, xuất hiện trong ánh mắt của mọi người, xông vào di tích, chết. Bộ xương màu huyết hồng bước đến cách mọi người trăm mét, chậm rãnh ngẩng đầu lên, bên trong hốc mắt có một tia máu lóe ra, một giọng nói khàn khàn cổ xưa, nhẹ nhàng vang vọng trong đại điện. Bộ xương khô gầy đứng giữa đại điện, thân thể vốn nó vốn màu ngọc bích, nhưng vì đã hấp thu huyết vụ, nên bây giờ đã biến thành màu đỏ sẫm, nhìn qua làm cho người ta có một cảm giác tràn ngập huyết tinh. Trong hốc mắt của bộ xương khô, lóe ra hai luồng hồng mang nhàn nhạt, ở trên đỉnh đầu của bộ hài cốt, có hai cuốn quyển trục đang bay lượn, trong trận hỗn loạn lúc trước, cũng không biết người nào may mắn chiếm được một quyển, vì vậy đến bây giờ chỉ còn lại hai quyển trục này, là vật vô chủ. Nhưng giờ phút này, bị bộ hài cốt đấu thánh trấn nhiếp, cũng không có ai dám mạo hiểm tranh đoạt, khi âm thanh khàn khàn cổ xưa kia vừa buông xuống, sắc mặt của mọi người trong đại điện một lần nữa đại biến. Xem ra hôm nay nếu không thể đánh bại bộ đấu thánh hài cốt này thì không thể thuận lợi rời khỏi rồi. Các vị không cần hoảng hốt, trong bộ hài cốt này chỉ là một đạo tàn hồn do vị cường giả lúc còn sống lưu lại, cũng không phải một đấu thánh thật sự, muốn đánh bại nó, cũng không phải là một việc không có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải liên thủ lại, nếu không thì, sẽ bị nó tiêu diệt từng người một, rất có thể toàn bộ bị diệt. Trích Tinh lão quỷ trầm giọng nói, Trích Tinh lão tiên sinh nói không sai, nhưng mà bộ hài cốt này là do ngươi đánh thức, liền mời ngươi ra tay trước vậy. Tiêu Viêm mỉm cười nói, ân, việc này chính xác là như thế, ngươi phải gánh một nửa trách nhiệm, muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó với nó. Ngươi liền xung phong lên trước đi. Đường Chấn cũng gật đầu tán thành, một vài cường giả khác trầm ngâm một chút, rồi cũng gật đầu tán thành, trong lòng bọn đã sớm vì hành động lỗ mãn của Trích Tinh lão quỷ mà bất bình, bây giờ có thể trả thù một chút cũng có thể hả giận, thấy thế. Khuôn mặt nhăn nheo của Trích Tinh lão quỷ nhịn không được mà run lên, ánh mắt quan độc liếc về phía Tiêu Viêm, người này dùng thủ đoạn nhẹ nhàng, nhưng lại trực tiếp đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm nhất, hơn nữa xem tình hình này, hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể bất chấp mà xông lên. Mọi người nói cũng phải, đã vậy lão phu liền xung phong đánh trận đầu, nhưng cũng nhắc nhở chư vị một chút, cường giả ở nơi này càng ít, thì chúng ta càng rơi vào tình cảnh nguy hiểm, mặc kệ chúng ta trước đây có ân oán thế nào, nhưng hiện tại cũng cùng ở trên một con thuyền, thuyền mà lật, thì tất cả đều không có gì tốt đẹp. Ánh mắt lướt qua toàn trường, Trích Tinh lão quỷ chỉ có thể gật đầu, sau đó dùng ngôn từ chính nghĩa nói, xin Trích Tinh lão tiên sinh cứ yên tâm, chúng ta sẽ không đứng nhìn ngươi chết trong tay của hài cốt đấu thánh này đâu. Tiêu Viêm cười đễu nói, lời này vừa ra, khiến cho khuôn mặt của Trích Tinh lão quỷ tức đến tái xanh. Được rồi, cũng đừng nói những lời vô ích nữa, muốn động thủ thì làm nhanh đi. Bộ hài cốt này dường như đang hấp thu thêm lực lượng từ trong huyết vụ. Sắc mặt lão giả áo đen của Thiên Yêu hoàng tộc đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng quát lên. Nghe được lời nói của lão, tất cả mọi người đều cả kinh, ánh mắt nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy trên thân thể của đấu thánh hài cốt hiện lên một màu đỏ như máu, càng lúc càng cô động, mà huyết vụ xung quanh cũng đang mạnh mẽ tiến vào trong thân thể. Trích Tinh lão tiên sinh nên động thủ đi, Tiêu Viêm trầm giọng quát lên. Khóe mắt của Trích Tinh lão quỷ giật giật vài cái, nhìn xuống xúc động muốn quay lại một chưởng tát chết Tiêu Viêm, nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu biết, không cần người lắm mồm. Vừa nói xong, Trích Tinh lão quỷ cũng biết, hiện tại hắn cũng không thể tiếp tục kéo dài, thân hình khẽ động, sau đó hóa thành một đạo bóng đen mờ nhạt, như thiểm điện lướt về phía bộ xương khô ở trung tâm đại điện, đấu khí mênh mông, giống như núi lửa phun trào bùng phát ra từ cơ thể lão, với khí thế như vậy.
huyết vụ đang tràn ngập trong đại điện cũng trở nên nhạt hơn một chút, thấy khí thế của Trích Tinh lão quỷ, không ít người được tiếp thêm sĩ khí. Cạch, hồng mang trong hốc mắt của bộ xương khô mảnh mẽ bừng lên, nhìn về hướng bóng đen mang theo đấu khí mênh mông lướt tới, toàn thân khẽ động một chút, sau đó bước lên một bước, trên bàn tay của bộ xương hiện lên sáng màu hồng nhạt, sau đó trực tiếp hướng đến Trích Tinh lão quỷ tung ra một trảo. Tốc độ của bộ xương nhanh đến mức kinh khủng, bàn tay vừa giơ lên, không gian ở trước mặt như bị xé rách, cánh tay vừa tiến vào chỗ không gian bị xé rách thì đã xuất hiện ngay trước mặt của Trích Tinh lão quỷ. Nhìn thấy tốc độ kinh khủng của bộ xương màu huyết sắc, trong lòng của Trích Tinh lão quỷ trầm xuống, bàn tay nắm chặt thành quyền, chỉ trong nháy mắt, đấu khí trong cơ thể đã ngưng tụ trên cánh tay phải, sau đó lập tức đánh ra. Bành, một quyền này mạnh mẽ đánh lên bàn tay của bộ xương khô, thế nhưng bàn tay xương sẩu nhìn có chút yếu đuối này còn cứng hơn cả sắt thép. Một quyền toàn lực của Trích Tinh lão quỷ, chỉ có thể đem hài cốt đấu thánh này đánh lui lại một bước, mà bản thân hắn thì bị chấn lui về phía sau vài chục bước, nhìn cực kỳ chật vật. Bất quá Trích Tinh lão quỷ cũng không phải là người bình thường, nhiệm vụ của hắn lần này là đem bộ hài cốt đấu thánh này trở về, nên cũng không dám lười biếng. Sau khi ổn định lại, thân thể khẽ động, lại lần nữa phóng tới, cùng với hài cốt đấu thánh tiếp tục cuốn lấy nhau, bộc phát một trận đại chiến. Tiêu Viêm đứng nhìn trận đại chiến, cũng không nhịn được mà chật lưỡi vài cái, bộ hài cốt này rất mạnh, ngay cả cường giả như Trích Tinh lão quỷ xuất ra toàn lực cũng bị áp chế đến mức liên tiếp lui lại. Đây chỉ mới là một đạo linh hồn tàn ấn, nếu là một cường giả đấu thánh toàn vẹn, thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Giờ khắc này, trong lòng không ít người đều xuất hiện ý nghĩ như vậy trong đầu. Hiển nhiên, sức chiến đấu của bộ hài cốt này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Suy, khi mọi người còn đang sợ hãi thì huyết vụ tràn ngập trong đại điện, đột nhiên truyền ra vài tiếng xé gió, có một vài bóng người nhanh như thiểm điện lao ra từ trong huyết vụ, sau đó hung mãnh hướng về phía Trích Tinh lão quỷ mà công kích. Trải qua đại chiến lúc trước, những khôi lỗi này đã giết không ít cường giả, nhưng cũng có một vài cái bị đánh thành bụi phấn dưới sự vây công của mọi người. Nhưng như vậy, vẫn còn dư lại 6 cái, bây giờ lại xuất hiện cùng lúc. Thấy vậy, Trích Tinh lão quỷ cũng biến sắc, lão vốn đang ở thể hạ phong, nếu như những khôi lỗi này cùng tiến lên, không tới 10 hiệp, hắn sẽ nằm xuống tại nơi này. Khốn kiếp, các người còn nhìn cái gì? Mau động thủ, bàn chân đạp xuống đất một cái, thân hình của Trích Tinh lão quỷ nhanh chóng lui lại, giận dữ rống lên. Đường Chấn cốc chủ, Băng Hà cốc chủ, còn có vị Tiêu Viêm tiểu hữu này, bốn người chúng ta cùng nhau xuất thủ, trợ giúp Trích Tinh lão quỷ giải quyết bộ hài cốt này, mọi người thấy thế nào? Nghe được tiếng rống giận của Trích Tinh lão quỷ, vị lão giả áo đen của Thiên Yêu hoàng tộc kia cũng biết không thể đứng nhìn được nữa. Ánh mắt nhìn về hướng Đường Chấn, Băng Hà, hai cường giả có thực lực đạt tới ngũ tinh và tứ tinh đấu tôn, nhưng làm người khác có chút ngoài ý muốn là, lần này hắn mở miệng, lại mời cả một người chỉ có thực lực nhất tinh đấu tôn là Tiêu Viêm. Ngón tay của Tiêu Viêm khẽ động, liếc mắt nhìn lão giả áo đen kia. Lão già này lại lo lắng mình quá nhàn rỗi, bảo lưu lại tinh lực, sẽ bất lợi cho bọn họ, nên mới đem hắn cùng kéo vào trong trận chiến này. Ân. Trong lúc Tiêu Viêm đang trầm ngâm, Đường Chấn cùng Bằng Hà tôn giả cũng đã gật đầu. Thấy thế, Tiêu Viêm đành gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh, nói, phần 6 khôi lỗi, xin nhờ đến chư vị ở đây. Tiêu Viêm tiên sinh cứ yên tâm, những khôi lỗi này sẽ không quấy rầy được các người đâu. Ở chỗ này, vẫn còn không ít cường giả, tuy nói đối mặt với hài cốt đấu thánh thì chân của bọn họ như nhũn ra, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh mà đối phó với 6 cái khôi lỗi kia, thì bọn họ vẫn có thể làm được, yên tâm. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, ân, các người cũng nên chú ý, nếu có tình huống gì không đúng, thì hãy rời khỏi, không cần lo cho ta sẽ không sao đâu. Tiêu Viêm gật đầu, trao đổi ánh mắt với Đường Chấn một chút, thân hình bốn người chợt lướt nhanh ra như đại bàng tung cánh, hợp sức với Trích Tinh lão quỷ vây công bộ hài cốt của đấu thánh này. Lúc đám người Tiêu Viêm bắt đầu động thủ, các cường giả khác trong đại điện cũng lập tức hành động, từng bóng người bay vào trong đại điện, đấu khí hùng hồn mạnh mẽ bạo phát. Vây quanh 6 khôi lỗi, sau đó đám đông giống như một đàn côn trùng liều chết xông lên. Nhất thời, đại chiến kịch liệt, liền bùng phát bên trong đại điện. Thấy có Hoàng Hiên, Đường Chấn mấy người đến hỗ trợ, Trích Tinh lão quỷ cũng thở phào nhẹ nhõm, bỗng trầm giọng nói, các vị, cùng nhau động thủ, nhưng hãy cẩn thận tốc độ của hài cốt này. Nghe được nhắc nhở của Trích Tinh lão quỷ, ai cũng đều khẽ gật đầu, bọn họ đều là những người có kinh nghiệm phong phú, mặc dù nhìn Tiêu Viêm tuổi còn trẻ. Nhưng chẳng ai dám coi thường, vì họ biết người trẻ tuổi này cũng có thực lực rất mạnh, đồng loạt ra tay.
Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lão giả tên Hoàng Hiên của Thiên Yêu Hoàng tộc quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, bả vai lão rung lên, một đôi cánh chim mọc ra từ đó, mà tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thân hình chợt lóe, là người đầu tiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hài cốt đấu thánh. Lão vung tay lên, chưởng phong sắc bén bạo phát ra như núi lửa phun trào. Kế sau Hoàng Hiên, Đường Chấn, Bằng Hà Tôn Giả, cùng với Trích Tinh Lão Quỷ, Tiêu Viêm bốn người trước sau lướt tới, đấu khí mênh mông như phiên đào hải lãng bao phủ cả bộ hài cốt. Kình phong sắc bén va chạm vào thân thể nó, làm tóe ra tia lửa. Đối với mặt với sự vây công của đám người Tiêu Viêm, bộ hài cốt cũng có chút lúng cúng, dù sao thì nó cũng không còn là một đấu thánh thực sự. Lấy thực lực của đám người Tiêu Viêm, muốn cùng lúc chống lại, cũng không phải là chuyện nó có thể làm được. Xoạt xoạt, tia lửa tung tóe, quyền cước của đám người Tiêu Viêm đánh mạnh lên bộ hài cốt, mỗi một quyền đầu rất nghiêm nặng, làm cho huyết sắc trên bộ hài cốt nhạt đi vài phần, mà hồng quang trong hốc mắt của bộ xương cũng từ từ suy yếu. Suy, bàn chân của Tiêu Viêm chợt lóe lên ngân mang, trực tiếp đá vào đầu hài cốt, hỏa diễm màu nâu tím lượn lờ trên bàn tay, rồi sau đó đánh mạnh vào một cây xương xương sườn sau lưng của bộ hài cốt. Chịu một đòn nặng như vậy, màu đỏ trên đoạn xương đó rốt cuộc cũng biến mất. Một kích đắc thủ, Tiêu Viêm muốn lui lại phía sau, nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn vào xương sườn vừa trở lại màu bạch ngọc, chỉ thấy ở trên đó, mơ hồ như có một loại văn tự kỳ dị đang hiện lên. Ánh mắt đảo qua loại văn tự kỳ dị này, Tiêu Viêm ngẩng người ra, một ý niệm khó tin xuất hiện trong đầu. Những văn tự này, chẳng lẽ là thiên giai đấu kỹ? Tiêu Viêm nhìn vào đoạn xương sườn màu ngọc bích. Vì ý nghĩ này mà trong lòng hắn kinh hãi không thôi, thì ra 10 quyển trục kia, đều dùng để mê hoặc mọi người. Bảo bối thật sự lại nằm trên bộ hài cốt này, thảo nào mà Trích Tinh Lão Quỷ lại ra sức nhiều như vậy, thì ra là hắn đã biết trước bảo bối được giấu trên thân của hài cốt, chỉ trong một chốc, Tiêu Viêm đã lấy lại được tinh thần, cũng hiểu được vì sao Trích Tinh Lão Quỷ kia vốn là một tên nhát chết, lại có thể đi liều mạng với bộ hài cốt đấu thánh này. Hắc, lão quỷ này thật gian xảo. Trong lòng Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, quang mang trong mắt nhanh chóng thu lại, ngọn lửa màu nâu tím lại xuất hiện trên bàn tay. Tiêu Viêm nhanh như chớp đánh ra vài chưởng, mỗi một chưởng đều nhằm vào các xương sườn ở trên vùng lưng của bộ hài cốt. Dưới nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa, màu đỏ tươi của xương sườn ở trên vùng đó cũng nhanh chóng tiêu tan. Liếc nhìn một chút, Tiêu Viêm phát hiện, cũng không phải mỗi một khúc xương đều có văn tự kỳ dị, mà hình như, chỉ có mấy cái xương sườn ở trên vùng thắt lưng mới có loại văn tự này. Chỉ có 3 cái xương sườn, có loại văn tự này. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ hưng phấn, hắn đã có thể khẳng định rằng, văn tự trên 3 cái xương sườn này, chắc chắn là thiên giai đấu kỹ thực sự. Đã hiểu rõ được tình hình, Tiêu Viêm cũng không dám nhìn quá lâu, sợ người khác cũng sẽ phát hiện ra, ngân quang dưới chân chớp động, tránh được bàn tay sắc bén như đao của hài cốt. Mọi người tăng thêm lực, nó sắp không kiên trì được rồi. Nhìn màu đỏ trên người hài cốt càng lúc càng nhạt, khuôn mặt Trích Tinh Lão Quỷ xuất hiện vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. Đối với lời nói của hắn, những người khác giống như là không hề nghe thấy, hài cốt này là loại khó chơi, thực lực có thể dùng từ biến thái để hình dung, mà bộ xương nhìn có vẻ yếu đuối này, lại không hề có một chút sức mẻ dưới sự tấn công như vũ bão của họ. Nếu không phải màu đỏ tươi trên người nó càng lúc càng nhạt thì chỉ sợ bọn họ đã đánh mất lòng tin rồi. Bành! 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 Đấu khí cắt ngang qua không gian như sao băng, liên tục nổ tung trên thân của hài cốt, lực lượng đáng sợ, làm cho đại điện cực kỳ cứng rắn kia, cũng chấn động mà nứt ra từng khe lớn. Lúc 5 người Tiêu Viêm cùng nhau oanh kích, màu đỏ tươi trên thân đấu thánh hài cốt càng lúc càng mờ nhạt, hồng quang trong hốc mắt, cũng càng lúc càng rung động kịch liệt. Trong một khắc, thân hình đột nhiên bất động, nhìn thấy bộ hài cốt này đứng yên, mấy người Trích Tinh Lão Quỷ cũng ngẩn ra, lập tức nắm lấy cơ hội này, phát ra thế công như vũ bão. Mà Tiêu Viêm, lúc đang phát ra công kích, trong lòng bỗng có một chút bất an, cường giả đấu thánh quá cường đại, dù chỉ là một đạo linh hồn tàn ấn, nhưng cũng không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Mau rời khỏi đại điện, ý niệm trong đầu vừa lóe lên, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu, truyền âm cho mấy người tiểu y tiên. Bọn họ đều sửng sốt, nhưng cũng không kịp hỏi, đoàn người nhanh chóng lùi về phía sau, trống. Công kích kinh khủng giống như pháo hoa oanh kích lên thân của bộ hài cốt. Thân hình đang đứng yên của nó chợt động, ngửa đầu lên, một âm thanh trầm thấp khàn khàn giống như từ thời viễn cổ chậm rãi truyền ra. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, giọng nói khàn khàn đứt quãng truyền đến bên tai Tiêu Viêm, làm cho lông tơ trên người hắn dựng ngược cả lên,
một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm trào ra từ linh hồn, giống như đang đối mặt với lưỡi hái của tử thần vậy. Ngay tích tắc đó, ngân quang trên bàn chân Tiêu Viêm chợt lóe lên, xoay người liều mạng thối lui, là thiên giai đấu kỹ, mau lui lại. Lúc Tiêu Viêm xoay người bỏ chạy thì đám người Đường Chấn cũng phát hiện không ổn, trên mặt đều xuất hiện vẻ sợ hãi, gào lên một tiếng, cũng không quan tâm cái gì nữa, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Khốn khiếp, nhìn đám người Đường Chấn nhanh chóng trốn chạy, sắc mặt của Trích Tinh lão quỷ chuyển thành màu xám xanh, tức giận mắng lớn một tiếng. Tuy lão chửi mắng như vậy, nhưng tốc độ chạy trốn của cũng không kém ai, chỉ trong chớp mắt đã chạy xa cả trăm mét. Đám người Tiêu Viêm đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy, cũng làm cho mọi người trong đại điện chú ý, tuy bọn họ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đều hiểu nhất định là có chuyện không tốt, nên lập tức vội vàng lui lại. Lúc này, đại điện lại trở nên cực kỳ rối loạn thêm một lần nữa. Lúc đại điện rơi vào hỗn loạn thì màu đỏ tươi trên thân của hài cốt đấu thánh, đột nhiên như sống dậy, hội tụ về trên xương bàn tay. Trong khoảnh khắc, đem cả xương bàn tay phải đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhuộm đỏ trong tiên huyết. Nhìn cảnh này, trong lòng mọi người không rét mà run. Hống, khi tiên huyết sắc cuối cùng tiến nhập vào trong xương bàn tay, trong lòng bàn tay của hài cốt đột nhiên xuất hiện một điểm đen cỡ bằng hạt đậu. Màu đen này cực kỳ thuần túy, khi nhìn vào, linh hồn như bị hút vào bên trong, cực kỳ quỷ dị. Điểm đen vừa mới xuất hiện, bàn tay phải của hài cốt đấu thánh chợt giơ lên, sau đó đánh xuống nền đá cứng rắn của đại điện. Khi bàn tay đánh xuống, không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả. Mà khi tiếp xúc, nền đá cứng rắn không gì so sánh được kia trong nháy mắt biến mất đi một mảnh, lộ ra lớp đất đá màu nâu phía dưới. Cảnh, khi nền đá biến mất, một lỗ hổng màu đen, đột nhiên từ chỗ nền đá kia hiện lên, sau đó mạnh mẽ lan ra. Xuy xuy xuy, lỗ hổng màu đen lan ra, mọi người ai cũng sợ tới siêu hồn lạc phách, phàm là nơi cái vòng màu đen này đi qua, bất kể là đá, thạch trụ hay bất cứ thứ gì, đều biến mất trong nháy mắt, mà loại biến mất này, chính là thực sự biến mất, không lưu lại bất kỳ một thứ gì. Loại cảm giác này, giống như lỗ đen, huyền bí đến đáng sợ. Chạy mau, một màn kinh khủng này, làm cho da đầu tất cả mọi người đều tê dại, đặc biệt khi nhìn thấy cái lỗ hổng màu đen còn đang tiếp tục lan ra lại càng làm cho trái tim mọi người đập nhanh hơn, thân hình vội vàng lui lại. A, bọn họ chạy trốn nhanh, nhưng cái lỗ hổng màu đen lan ra còn nhanh hơn. Hơn nữa làm cho người ta hoảng sợ chính là, cái trong cái lỗ hổng kia, còn bộc phát ra một lực hút kinh khủng, một vài cường giả không cẩn thận, đã trực tiếp bị hút vào, ngay sau khi tiếp xúc với cái lỗ hổng, liền biến mất không còn lại chút gì. Lúc này, từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên trong đại điện, những bóng người vùng vẫy giữa không trung, nhưng không cách nào chống lại được lực hút đó, rồi cuối cùng cũng bị hút vào bên trong, hóa thành hư vô. Nghe được những tiếng kêu thảm thiết đó, Tiêu Viêm cũng điếng người. Loại đấu kỹ này, tuyệt đối là thiên giai. Soạt, thân ảnh nhanh chóng lướt đi, đột nhiên bị kìm hãm, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng kịch biến, lực hút ở phía sau, càng lúc càng kinh khủng, đủ để ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm tăng tốc độ lên mức tối đa, ngọn lửa màu nâu tím lượn lờ quanh thân, trước mặt hắn, không ngừng có tiếng kêu thảm cùng bóng người bị hút ngược về sau, tiếng kêu thảm trước khi chết, thực làm cho lòng người khác lạnh lẽo. Lỗ hổng màu đen giống như tử thần gõ cửa, nhanh chóng lan ra từ trung tâm đại điện. Cả tòa đại điện khổng lồ, giờ đây cũng đã hoàn toàn biến mất, lực hút càng lúc càng mạnh, nếu cứ thế này thì kiểu gì cũng sẽ bị hút vào. Cảm nhận được lực hút phía sau càng lúc càng mạnh, Tiêu Viêm cắn chặt răng một cái, mạnh mẽ xoay người, Diễm Phân Vệ Lãng Xích, Khai Sơn Ân, Thiên Hải Ấn, từng đạo công kích cực kỳ hung hãn bay ra từ trong tay Tiêu Viêm, thân hình Tiêu Viêm cũng mượn lực từ đó mà nhanh chóng thối lui. Nhưng những công kích kia khi tiếp xúc với lỗ hổng đang lan ra, cũng lặng yên biến mất, thậm chí tốc độ lan ra cũng không ngừng lại một chút nào. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, bàn tay Tiêu Viêm lại biến đổi, một cái linh hồn phân thân hiện ra trước mặt, sau đó đạp mạnh một cước lên vai hắn, dưới lực đẩy mạnh mẽ này, thân thể Tiêu Viêm bắn ra khỏi đại điện, rơi xuống cái khoảng đất rộng bên ngoài, mà cái phân thân kia, do lực phản chấn và lực hút, cũng chạm vào lỗ hổng, rồi nhanh chóng biến mất. Nga! Sau khi Tiêu Viêm thoát chết, lão giả áo đen cách đó không xa cũng phát ra một tiếng kêu sắc bén, thân thể rung động, hóa thành một con thiên yêu hoàng khổng lồ, hai cánh vũ động, rốt cục cũng thoát được khỏi hấp lực, sau đó chật vật bay ra rồi va mạnh lên cái hành lang bên ngoài. Lúc Hoàng Hiên bắt đầu liều mạng, Đường Chấn, Băng Hà Tôn Giả, Trích Tinh lão quỷ cũng đang dốc hết sức, xuất ra bản lĩnh, đem tốc độ đề thăng lên cực hạn, cuối cùng, cũng ra được khỏi đại điện.
chật vật rơi xuống một khoảng đất rộng. Suy, bên ngoài đại điện, tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn vào lỗ hổng màu đen đang lan ra bên trong. Cũng may là sau khi đến gần khoảng đất rộng, nó rốt cục cũng ngừng lại, sau cùng, dưới ánh mắt của những người thoát nạn, từ từ tan biến. Nhìn lỗ hổng màu đen đang từ từ tan biến, mấy trăm trượng trước mặt là một khoảng trống không, xuất hiện trước mặt của mọi người, tòa đại điện to lớn lúc trước, bây giờ đến cả mảnh vụn cũng không còn. Tực, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Lúc đó, hắn cảm nhận được rất rõ ràng hương vị của tử vong. Lỗ hổng màu đen kia, chỉ sợ dù là đám người Trích Tinh lão quỷ chạm vào, cũng chắc chắn phải chết. Hít sâu một hơi, đè nén sự kinh sợ trong lòng, ánh mắt nhìn vào khoảng không giữa không trung, nơi đó, có một bộ hài cốt màu bạch ngọc đang lơ lửng trên bầu trời, hồng quang trong hốc mắt, lúc này cũng đã tan biến. Hiển nhiên, đạo linh hồn tàn ấn do vị đấu thánh cường giả kia lưu lại, bây giờ, đã hoàn toàn tiêu tán. Thiên giai đấu kỹ, con mắt nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt màu bạch ngọc, trong mắt Tiêu Viêm, phóng ra quang mang nóng rực. Khi hơi thở của Tiêu Viêm trở nên dồn dập vì bộ hài cốt thì sắc mặt của Trích Tinh lão quỷ cũng khó có thể che giấu vẻ điên cuồng. Đạo linh hồn tàn ấn còn sót lại trong bộ hài cốt đã tiêu tán. Bộ hài cốt này bây giờ đã không thể tiếp tục gây ra bất kỳ một sát thương nào. Tùy trong lòng biết rằng bộ hài cốt đã không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng vì một chưởng kinh khủng lúc trước, nên cho dù trong lòng Trích Tinh lão quỷ đang rất khẩn trương, nhưng cũng không dám lập tức động thủ vào lúc này. Không có việc gì chứ? Tiêu Viêm đứng dậy, đám người Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng lướt tới, lo lắng hỏi. Cười lắc lắc đầu, Tiêu Viêm thấy mọi người không ai bị thương, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng nhờ có ngươi nhắc nhở đúng lúc, nếu không hậu quả khó mà lường được, một chưởng kia của bộ hài cốt đấu thánh thật sự quá khủng bố, không một ai ở đây có thể chống lại được. Trong mắt của Thiên Hỏa Tôn giả vẫn còn vẻ sợ hãi. Cho dù là một người từng trải như hắn thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một đấu kỹ kinh khủng đến vậy. Đó là thiên giai đấu kỹ trong truyền thuyết, mà chỉ là lực lượng do một đạo linh hồn tàn ấn của vị đấu thánh kia lưu lại. Nếu để một vị đấu thánh thực sự thi triển, sợ rằng thứ biến mất không chỉ là một tòa đại điện, mà là toàn bộ di tích, thậm chí có thể là một nửa hài cốt sơn mạch. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm cũng gật đầu, uy lực của đấu kỹ này ra sao thì hắn đã tận mắt chứng kiến. Nếu không phải vì phản ứng nhanh, chỉ sợ hắn cũng đã bị hút vào trong lỗ hổng màu đen kia, tan thành hư vô. Hắc hắc, có không ít đã ngã xuống a. Tử Nghiên hả hê cười hắc hắc nói, ánh mắt Tiêu Viêm lướt quanh khoảng đất rộng, cũng thấy được vốn là một đoàn người, bây giờ chỉ còn lại rất ít, hơn nữa những người còn sống sót này, đại bộ phận đều lộ ra nét mặt sợ hãi, mồ hôi thấm ra khiến quần áo ướt đẫm, những người này đã bị dọa cho hoàn toàn kinh sợ a. Thật đáng tiếc, những quyển trục kia cũng đã bị hủy. Thanh Lân có chút tiếc nuối nói, bảo bối tốt nhất ở đây, không phải là những quyển trục kia, mà là bộ hài cốt của vị đấu thánh đó. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn bộ bạch ngọc hài cốt đang lơ lửng kia, trên thân bộ hài cốt không chỉ lưu lại thiên giai đấu kỹ, mà chỉ cần bộ hài cốt không thôi, cũng đã có lực hấp dẫn kinh người, bất cứ thứ gì do đấu thánh lưu lại đều là bảo vật a. Còn sống đến lúc này, đa phần là các cường giả có bản lĩnh, nhưng mà may mắn đều đã bị thương, tính ra, thực lực của chúng ta là được bảo tồn nguyên vẹn nhất. Thiên Hỏa Tôn giả thấp giọng nói, Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói, không cần gấp, sẽ có người khó kìm được mà xuất thủ trước. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, đám người Tiểu Y Tiên ngẩn ra, ánh mắt liếc về phía Trích Tinh lão quỷ, chỉ thấy trên mặt của lão quỷ lúc này lộ ra vẻ điên cuồng không thể che giấu được. Cái thứ quỷ quái này hại chết nhiều cường giả của hồn điện ta như vậy, lão phu hôm nay đem người thu lại, khi ra ngoài sẽ đốt thành tro bụi. Lúc đám người Tiểu Y Tiên vừa nhìn qua, Trích Tinh lão quỷ đột nhiên đứng dậy, dùng ngôn từ thập phần chính nghĩa hét lớn một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một bóng đen, như thiểm điện lướt đến khoảng không trên bầu trời nơi bộ hài cốt đang lơ lửng. Hừ, ngươi tưởng chúng ta bị đần độn phải không? Vất vả đánh tan đạo linh hồn tàn ấn của vị đấu thánh kia lưu lại, rồi để cho người chiếm tiện nghi. Khi thân hình của Trích Tinh lão quỷ vừa động, thì Hoàng Hiên, Đường Chấn cùng với Băng Hà Tôn giả cùng hừ lạnh một tiếng, với nhãn lực của bọn họ, tất nhiên có thể nhìn ra chỗ bất phàm của bộ hài cốt này, bảo bối như vậy, sao có thể để cho Trích Tinh lão quỷ đem đi như thế. Tiếng quát vừa phát ra, ba người bọn họ cùng lúc thi triển thân hình, lóe lên vài cái, đuổi theo Trích Tinh lão quỷ. Mỗi người từ xa phát ra một chưởng, kình phong khủng bố, trực tiếp đem không gian xé ra thành ba cái khe đen kịt. Cảm nhận được công kích mạnh mẽ ở phía sau đang tới gần,
làm Trích Tinh lão quỷ biến sắc, thực lực của ba người Hoàng Hiên đều không thua kém lão, bây giờ lại cùng nhau xuất thủ, lão sao có thể chống đỡ được, thân hình lập tức xoay một cái, để lại vài đạo tàn ảnh trên không trung, tránh được ba đợt kình phong kia, nhưng cũng vì thế mà tốc độ của hắn bị chậm lại, chặn được Trích Tinh lão quỷ, thân hình ba người Hoàng Hiên nhanh chóng lướt tới, đưa tay chụp về phía bộ hài cốt kia, thật vô sĩ, muốn chết, nhìn thấy như thế, sắc mặt của Trích Tinh lão quỷ giận dữ, sự hợp tác lúc trước đã hoàn toàn tan thành mấy khói, một lực hút chợt trào ra từ lòng bàn tay, làm trì trệ thân hình ba người kia trong khoảnh khắc, lão mượn cơ hội này mà lao lên, bàn tay chụp tới, đã nắm được cánh tay của hài cốt, nhưng hắn còn chưa kịp thở, thì kình phong sắc bén từ phía sau lưng của hắn đã đánh tới, cảm thụ được kình phong sắc bén ở sau lưng, bàn tay đang giữ bộ hài cốt chợt vung lên, đem hài cốt chắn ở phía sau, muốn dùng hài cốt để chống đỡ chưởng phong mạnh mẽ của ba người Hoàng Hiên. Bành, 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 công kích mạnh mẽ đánh lên bộ hài cốt, khiến cho Trích Tinh lão quỷ phải liên tục lui về phía sau, nhưng có hài cốt chống đỡ, hắn cũng không bị tổn thương gì. Nắm được bộ hài cốt, vẻ vui mừng trên khuôn mặt của Trích Tinh lão quỷ càng lúc càng đậm, không hành động dư thừa, cầm lấy bộ hài cốt quay đầu bỏ chạy. Ân, còn muốn chạy, Trích Tinh lão quỷ vừa xoay người, một thân ảnh quỷ dị hiện ra trước mặt. Cái xích lớn ẩn chứa kình phong mạnh mẽ đã bổ mạnh về phía lão, phong, trọng xích bổ xuống hài cốt, tạo ra vô số hoa lửa, cánh tay của Tiêu Viêm cũng bị lực phản chấn làm cho tê dại, nhưng cũng may là Trích Tinh lão quỷ cũng bị chấn lui ra phía sau. Lúc này, ba người Hoàng Hiên đã đuổi tới, không nói gì, nhưng đấu khí đã đánh về phía những nơi yếu hại của Trích Tinh lão quỷ. Trên khoảng đất rộng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh vì bộ một hài cốt mà năm người liều mạng với nhau. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra, chiêu nào của bọn họ xuất ra đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, xem ra bộ hài cốt của đấu thánh này mới là bảo bối, nếu không phải, sao có thể khiến cho các cường giả như Trích Tinh lão quỷ liều mạng cướp đoạt, có thể trải qua nhiều nguy hiểm như vậy nhưng vẫn còn sống sót, những người ở đây đều có thực lực không tầm thường, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã hiểu được tất cả, ánh mắt đều sáng lên, có một vài người gan lớn còn đứng lên muốn xuất thủ, hừ. Thực lực nếu chưa vượt qua tam tinh đấu tôn, xin khuyên các vị không nên lên chịu chết. Nhìn thấy bọn người kia muốn manh động, cường giả của các thế lực thiên yêu hoàng tộc, băng hà cốc, phần viêm cốc cũng trở nên băng lãnh. Trong sân rộng, đấu khí mạnh mẽ nhất thời tràn ngập. Thấy thế, không ít người sắc mặt hơi đổi. Những thế lực lớn này liên thủ, thực lực thật sự rất mạnh. Mặc dù bọn họ cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng không thể đem tất cả các thế lực này dọn sạch hết. Hơn nữa, ở trên không trung còn có các cường giả đứng đầu, cho dù bọn họ cùng xông lên cũng không thể chống lại. Suy nghĩ một chút, những người này cũng chỉ có thể không cam lòng lắc đầu, buông bỏ ý nghĩ tham lam trong lòng. Thiên tài địa bảo, phải có thực lực mới chiếm được, nếu không có thực lực, dù có tới tay, cũng chỉ đem lại họa sát thân. Nhìn thấy bọn người bị làm kinh sợ, đám người tiểu y tiên cũng thở phào một tiếng, bọn họ cũng không muốn có thêm bất kỳ ai tranh đoạt hài cốt, như vậy, sẽ làm cho thế cục thêm loạn. Bị ba gã cường giả có thực lực không thua gì mình vây công, Trích Tinh lão quỷ khó mà chống đỡ lâu được, kiên trì được hơn 10 hiệp, cuối cùng cũng đã kiệt lực, lựa chọn rút lui. Hắn muốn lui, nhưng đám người Hoàng Hiên lại không cho hắn cơ hội này. Trải qua một phen chiến đấu, ba người tìm được cơ hội, đấu khí cuồn cuộn, trực tiếp đánh lên vai trái của đấu thánh hài cốt. Ba cổ đấu khí, cùng nhau đánh vào một nơi trên hài cốt, lực sát thương của nó, có thể nói là dời núi lấp bể, răng rắc. Bộ hài cốt đấu thánh cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng không thể hoàn toàn chống lại lực tàn phá như thế, chỉ nghe một tiếng răng rắc, tay trái của bộ hài cốt đã bị đánh gãy, hỗn đảng, hài cốt bị chấn bay đi, Trích Tinh lão quỷ cầm lấy cánh tay bị đánh gãy, sắc mặt tái xanh, gầm lên giận dữ, thân hình lóe lên, đuổi theo bộ hài cốt, nhưng khi thân hình lão vừa động, một đạo thân ảnh trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt, bàn tay chụp tới, đấu thánh hài cốt đã vào tay, Tiêu Viêm, ngươi muốn chết. Nhìn thấy hài cốt bị Tiêu Viêm đoạt được, Trích Tinh lão quỷ nhất thời giận dữ quát. Đối với tiếng quát của hắn, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, ánh mắt quét qua, thì phát hiện, ngoại trừ Đường Chấn ra, Hoàng Hiên cùng băng hà tôn giả trên mặt cũng trào lên sát khí. Ngọn lửa nâu tím lập tức lượn lờ trong tay, hướng về chỗ ba cái xương sườn nhỏ cất dấu văn tự kỳ dị, dùng hết toàn lực để bẻ gãy. Răng rắc, hài cốt này cực kỳ cứng rắn, Tiêu Viêm phải dùng hết toàn bộ lực lượng mới có thể miễn cưỡng bẻ gãy được ba cái xương sườn nhìn nhỏ bé và yếu ớt kia. Xương sườn ở trong tay, một cảm giác mát lạnh,
dường như là được làm từ loại ngọc tốt nhất. Ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng nhìn xuống, chỉ thấy ba cái xương sườn được che kín bởi những văn tự kỳ dị. Những văn tự này tuy rất nhỏ nhưng sáng bóng, nhìn vào, có cảm giác như chúng là vật đang sống, đang từ từ chuyển động vậy. Nhưng bây giờ, Tiêu Viêm cũng không có thời gian để nghiên cứu, trước tiên là đem xương sườn bỏ vào trong giới chỉ. Ngay lúc đó, trái tim của hắn cũng vì hưng phấn mà đập mạnh lên. Dù thế nào đi nữa, bảo bối như thế này đã tới tay, nếu như đã ở trong tay, thì đừng ai mơ tưởng có thể làm cho hắn nôn ra. Thiên giai đấu kỹ, đã thuộc về Tiêu Viêm hắn. Tiêu Viêm thu ba cái xương sườn vào trong giới chỉ, cố gắng áp chế sự kích động trong lòng, ngước mắt nhìn lên thấy Trích Tinh lão quỷ, Hoàng Hiên, Băng Hà tôn giả đang đằng đằng sát khí lướt tới. Tiêu Viêm, đem hài cốt đấu thánh giao ra đây. Trích Tinh lão quỷ giận dữ gầm lên, thân hình đột nhiên tăng tốc, bàn tay to bè nhắm tới cổ họng của Tiêu Viêm làm cho không gian xung quanh lại sụp đổ lần nữa, tạo thành một cái lồng không gian bao vây hắn lại. Ngươi đã muốn, vậy ta cho ngươi. Ngọn lửa màu nâu đỏ quanh thân hắn nhanh chóng tuôn ra đánh dạt không gian sụp đổ, đầu ngón chân điểm vào hư không, thân hình cấp tốc lui lại phía sau. Cùng lúc đó, bàn tay Tiêu Viêm đang nắm hài cốt đấu thánh ném mạnh về phía Trích Tinh lão quỷ dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Trích Tinh lão quỷ nhìn thấy Tiêu Viêm không hề chần chừ giao hài cốt đấu thánh ra thì vô cùng sửng sốt, nhưng cũng không ngần ngại vươn bàn tay chụp tới, nắm hài cốt đấu thánh trong tay. Lão quỷ không nên ăn một mình như vậy chứ. Khi bàn tay Trích Tinh lão quỷ nắm lấy hài cốt thì có hai tiếng quát lạnh vang lên bên tai, hai bàn tay to lớn từ phía sau như thiểm điện, mạnh mẽ chụp lấy hài cốt. Kẻo kẹt, bộ hài cốt đấu thánh bị lực đạo kinh khủng kéo mạnh rung lên lách cách, phát ra một loạt âm thanh răng rắc đáng sợ. Đây là vật mà hồn điện ta phải lấy, các ngươi dám nhúng ta vào. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ xám lại, tay còn lại nắm chặt hài cốt, đấu khí trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, tập trung đấu khí vào lòng bàn tay, quát lên vô cùng phẫn nộ. Hừ, người khác sợ hồn điện các ngươi, nhưng thiên yêu hoàng tộc ta không nằm trong số đó đâu. Đối với uy hiếp của Trích Tinh lão quỷ, Hoàng Hiên cười lạnh, lực đạo trên bàn tay không giảm mà tăng lên, xuất hiện khe nhỏ đen kịt nhìn vô cùng bí ẩn. Rắc. Rắc, ba người ở trên không trung mỗi người nắm lấy một phần thân thể của hài cốt, gân xanh trên cánh tay hiện lên giống như dung đất, không hề có ý nhường nhịn. Khi bọn họ dụng lực kéo ra như vậy thì một ít khớp xương của bộ hài cốt cũng từ từ long ra. Hắc hắc, nếu đã không chịu buông tay, vậy để lão phu đến giúp các ngươi. Lúc ba người không chịu ai nhường ai, thân ảnh của Đường Chấn lướt đến, bàn tay nắm lấy một chỗ trên hài cốt, miệng hét lớn, bộc phát ra luồng đấu khí kinh khủng. Răng rắc, bốn cường giả tầm tầm mức đấu tôn tứ, ngũ tinh cùng nhau thi triển toàn lực, cuối cùng bộ hài cốt màu bạch ngọc của đấu thánh cũng không chịu được thêm nữa, bị phân ra làm nhiều mảnh rơi xuống đất, bốn tên kia bay ngược ra trước cái nhìn sững sờ của mọi người đang đứng ở đây. Khốn kiếp, nhìn thấy hài cốt đã bị hủy, lập tức khuôn mặt Trích Tinh lão quỷ tái nhợt, cúi đầu nhìn cái đầu lâu trong tay, khóe miệng không ngừng giật giật. Nhiệm vụ lần này của hắn là đem bộ đấu thánh hài cốt này về hồn điện, nhưng mà bây giờ chỉ có một cái đầu lâu và một đoạn cánh tay. Hài cốt đấu thánh, mau đoạt lấy. Từng mảnh hài cốt đấu thánh rơi xuống khoảng sân rộng. Vốn lòng tham trong lòng của mọi người đã tắt ngấm nhưng lại lần nữa được thổi bùng lên, ai nấy đều mừng như điên, vô số bóng người phóng ra tranh đoạt các mảnh hài cốt một cách điên cuồng. Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh này cũng có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ bẻ gãy ba cái xương sườn nhỏ mà thôi, không ngờ bọn người kia còn ác hơn, trực tiếp kéo nát bộ hài cốt ra thành từng mảnh nhỏ. Có điều nhìn bộ dạng của Trích Tinh lão quỷ tự hồ không biết trên hài cốt đấu thánh có ẩn chứa thiên giai đấu kỹ. Nếu không hắn sẽ không mặc kệ như vậy. Tiêu Viêm nhìn sắc mặt Trích Tinh lão quỷ tái nhợt đang cầm lấy đầu lâu của bộ xương và cánh tay của mình, trong lòng xuất hiện ý nghĩ. Hồn điện điện chủ kia giao cho hắn nhiệm vụ này, nhưng có lẽ không đem bí mật của thiên giai đấu kỹ này nói cho hắn. Tiêu Viêm chớp mắt, trong lòng không nhịn được cười hắc hắc, thiên giai đấu kỹ này được che giấu cực tốt. Nếu không phải hắn gặp vận khí tốt mà nhìn thấy, chỉ sợ khó mà nghĩ tới việc thiên giai đấu kỹ lại ở trên ba cái xương sườn của bộ hài cốt. Bất quá hài cốt đấu thánh này có tác dụng không nhỏ, nếu không chiếm được toàn bộ, thì cũng phải lấy một mảnh vậy. Đối với sự cứng rắn của hài cốt, Tiêu Viêm đã tự mình trải nghiệm. Hắn chỉ bẻ gãy ba đoạn xương sườn nhỏ mà phải dựa vào nhiệt độ kinh khủng của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, đồng thời xuất ra toàn bộ lực lượng. Nhưng dù là vậy, hắn chỉ có thể bẻ gãy mà thôi, muốn làm cho nó vỡ vụn thì không thể làm được. Ánh mắt Tiêu Viêm liếc nhìn lên không trung, thấy một mảnh hài cốt tương đối lớn đang lơ lửng, nhìn qua thì hẳn là cánh tay phải của hài cốt. Bộ phận này cứng rắn hơn những nơi khác nên không có tổn thương gì quá lớn,
có điều lúc này nhìn trúng thứ kia không phải chỉ có một mình Tiêu Viêm, mà có cả mấy cường giả khác đều lấy nó làm mục tiêu rồi lướt tới. Xẹt, Tiêu Viêm nhìn thấy thế không khỏi cười cười, đầu ngón chân điểm vào hư không, bàn chân lóe lên ngân quang, tức thì xuất hiện ngay chỗ xương cánh tay giống như quỷ mị, bàn tay vung lên đã chụp nó vào trong bàn tay. Suy, Tiêu Viêm đột nhiên ra tay, làm cho các cường giả đang lao đến chỗ xương cánh tay biến sắc, liền dừng lại giữa không trung, sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng nghĩ đến thực lực của Tiêu Viêm cùng với đám người tiểu y tiên cách đó không xa, mấy người này chỉ có thể không cam lòng cắn răng, nhanh chóng quay người, hướng về phía các mảnh hài cốt khác. Nhìn thấy mấy người kia biết khó mà lui, Tiêu Viêm cầm xương cánh tay ở trên bàn tay xem xét. Xương cánh tay này không những không nặng mà còn rất nhẹ. Tiêu Viêm quan sát gần như vậy mới phát hiện ra, ở trên xương cánh tay có một ít hoa văn kỳ dị, phát ra ánh sáng yếu ớt rất kỳ lạ. Tiêu Viêm nhìn xương cánh tay trầm ngâm suy nghĩ rồi đột nhiên búng ngón tay. Một ngọn lửa màu nâu đỏ xuất hiện trên đầu ngón tay, sau đó đưa tới gần xương cánh tay. Vốn dĩ nó có màu bạch ngọc, phản chiếu với ánh lửa lại trở thành màu trong suốt, bên trong có thể nhìn thấy mơ hồ tồn tại một thứ gì đó giống như chất dịch đang lưu chuyển. Đây là tinh hoa đấu thánh, nhìn dòng dịch thể này, bàn tay Tiêu Viêm lập tức rung lên, có thể nhiệm vụ của Trích Tinh lão quỷ chính là thứ này. Trong những mảnh xương này hẳn đều có thứ này. Biết được điều này, Tiêu Viêm xoay người, nhìn vào tất cả các mảnh hài cốt trên khoảng sân rộng, tay áo vung lên, một cổ hấp lực trào ra, không ít mảnh hài cốt đều bị hút vào trong tay hắn. Hành động của Tiêu Viêm hiển nhiên đã làm cho không ít cường giả bất mãn. Nhưng ngay khi bọn họ trợn mắt thì đoàn người tiểu y tiên hành động, bay lên giữa không trung bao bọc lấy Tiêu Viêm. Đội hình cường hãn này vừa xuất động thì ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu bọn họ nhanh chóng bị dập tắt. Tiêu Viêm nhìn những mảnh hài cốt đang trôi nổi trước mặt, tỉ mỉ kiểm tra một chút, phát hiện ra không phải mảnh nào cũng có loại tinh hoa đấu thánh này. Có điều sau khi kiểm tra, Tiêu Viêm tìm được 4 mảnh nhỏ có dịch thể này, sau đó cẩn thận cho vào trong giới chỉ, ngày sau hắn có thể dùng tới những thứ này. Bất cứ vật gì do đấu thánh cường giả lưu lại đều là bảo bối hiếm thấy trên đời. Tiêu Viêm tiện tay đem luôn các mảnh hài cốt không có đấu thánh tinh hoa cho vào giới chỉ, ánh mắt lại lướt nhìn xung quanh. Phát hiện sắc mặt Trích Tinh lão quỷ âm trầm, đang thu thập các mảnh nhỏ. Một ít người lấy được mảnh hài cốt liền trở thành mục tiêu của hắn, ra tay cướp đoạt mạnh mẽ. Do trong lòng vốn đang phẫn nộ nên hắn đánh chết hết những người không may này. Nhìn thấy lão gia hỏa độc ác như vậy, các cường giả khác đang tìm kiếm các mảnh hài cốt trong khoảng đất rộng cũng sợ hãi mà lui lại phía sau. Sau một lát Trích Tinh lão quỷ cướp đoạt những người này xong, thu hoạch như vậy dường như chưa làm cho hắn hài lòng, lập tức đảo mắt. Sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm đang ở xa xa, thấy được ánh mắt bất thiện của Trích Tinh lão quỷ, Tiêu Viêm cũng nhìn lại, khuôn mặt không chút sợ hãi, cười lạnh nói, thế nào? Còn muốn cướp nữa ư, đem hài cốt trong tay giao ra đây. Trích Tinh lão quỷ âm lãnh quát lên, người đến mà lấy. Tiêu Viêm cười cười, búng tay bắn ra 3 luồng dị hỏa. 3 loại hỏa diễm có màu sắc khác nhau nhảy múa trong mắt Trích Tinh lão quỷ, làm cho sắc mặt của hắn trầm xuống. Khóe miệng Trích Tinh lão quỷ giật giật vài cái. Tuy lửa giận trong lòng lấn áp lý trí nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống được. Tiêu Viêm bây giờ cũng là một cường giả đấu tôn, hơn nữa thực lực của người đi cùng cũng không kém, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng khó chiếm được chỗ tốt nào. Mà đối với hỏa liên có uy lực kinh khủng của Tiêu Viêm, cho tới bây giờ thì trong lòng hắn vẫn còn một chút kiên kỵ. Nếu lần trước không phải là có Hắc Bạch Thiên Tôn đến kịp, chỉ sợ hắn thật sự đã chết ở trong tay của Tiêu Viêm. Trích Tinh lão quỷ, ta cùng ngươi hợp tác, thấy sao hả? Lúc Trích Tinh lão quỷ đang tính toán thực lực hai bên thì Hoàng Hiên đang ở cách đó không xa lớn tiếng nói, khóe môi xuất hiện nụ cười bí hiểm. Nghe được lão già này nói, sắc mặt Tiêu Viêm liền trầm xuống. Rốt cuộc bọn người thiên yêu hoàng tộc này không nhịn được nữa rồi sao? Hợp tác thế nào? Trích Tinh lão quỷ nhàn nhạt đáp, chúng ta liên thủ bắt tên tiểu tử này, hài cốt giao cho ngươi, ta chỉ cần một vật trên người hắn, thế nào? Hoàng Hiên âm lãnh cười nói, đối với thiên yêu hoàng tộc, Long Hoàng bổn nguyên quả quá mức quan trọng, bất luận là dùng loại thủ đoạn nào thì hôm nay cũng phải đoạt được nó về. Nghe vậy, mắt của Trích Tinh lão quỷ híp lại. Một lát sau, ánh mắt hắn đùa cợt mà ác độc nhìn về phía Tiêu Viêm, gật đầu nói, thành giao. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ gật đầu, nét cười mặt Hoàng Hiên càng đậm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đoàn người của Tiêu Viêm trên bầu trời, thản nhiên nói, tự giao ra đây, cho ngươi một con đường sống. Lúc này, trong lòng Hoàng Hiên có lòng tin rất lớn, Trích Tinh lão quỷ kia là một ngũ tinh đấu tôn chính hiệu, thực lực so với lão còn mạnh hơn một chút,
bây giờ lại cùng nhau liên thủ, đội hình đã vượt xa đám người Tiêu Viêm. Liếc nhìn vẻ mặt đang châm chọc của Trích Tinh lão quỷ, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, nói, lão quỷ, xem ra mất đi một cánh tay vẫn chưa đủ với ngươi a, yên tâm đi, chút nữa, ta sẽ đem toàn bộ chân tay của ngươi cắt hết. Nhắc tới cánh tay bị đứt, sắc mặt của Trích Tinh lão quỷ không khỏi hiện lên vẻ dữ tợn, âm trầm nói, vậy thì phải xem ngươi có được bổn sự này không. Tiểu Y Tiên lạnh nhạt quát lên, Hoàng Hiên âm lãnh cười, bàn tay vung lên, đông đảo cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc và Phong Lôi Các cũng chậm rãi bước lên, đấu khí mênh mông trào ra, làm bầu không khí trong khoảng đất rộng trở nên căng thẳng. Sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, tay áo huy động, 11 bộ khôi lỗi nhanh chóng xuất hiện. Dù những khôi lỗi này không có chút khí tức nào, nhưng lại tràn ngập một mùi vị nguy hiểm, ai cũng không dám tùy tiện khinh thường. Hừ, muốn dựa vào số đông ư? Thanh Lân cũng cười nhạt một tiếng, ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, không gian trước mặt từ từ vặn vẹo, có 10 thân ảnh chợt xuất hiện dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Dẫn đầu là hai hắc y lão giả có khí tức mạnh mẽ, làm cho mọi người thêm kinh ngạc là hai người này đều là cường giả đấu tôn. Xà Nha, Hỏa Nham, người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc sao lại đi cùng với tiểu tử này? Ánh mắt Hoàng Hiên lướt qua khuôn mặt của hai lão giả, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, trưởng lão, không đúng, hai vị trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn tộc này, nghe đồn là đã mất tích nhiều ngày. Mỹ mâu của Phượng Thanh Nhi bỗng lóe lên, nhíu mày nói, mất tích. Hoàng Hiên ngẩn người, chợt như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt chuyển về hướng Thanh Lân, có chút không tin được nói, thì ra hung thủ thần bí làm cho Cửu U Địa Minh Mãn tộc khốn đốn chính là ngươi. Thanh Lân liếc nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì. Ha ha, Tiêu Viêm, không nghĩ tới ngươi lại có thể kết giao nhiều hảo bằng hữu như thế, nhưng với tính cách của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, chúng sẽ không dễ bỏ qua cho ngươi đâu. Thấy Thanh Lân yên lặng, Hoàng Hiên cất tiếng cười to nói. Nghe Hoàng Hiên nói thế, Tiêu Viêm cũng chẳng thèm để ý. Từ lúc đi cùng Thanh Lân, hắn đã hiểu rằng mình chắc chắn sẽ kết thù với Cửu U Địa Minh Mãn, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận. Cửu U Địa Minh Mãn tộc tuy rằng cường đại, nhưng trong lòng Tiêu Viêm, điều này lại không quan trọng bằng Thanh Lân. Hắn đã giúp thân nhân bằng hữu thì sẽ không e ngại bất kỳ điều gì, bởi vì ở lúc nguy cấp, sợ hãi sẽ không giúp hắn, mà người vươn tay ra chính là thân nhân cùng bằng hữu, thậm chí lấy cả tính mạng để giúp hắn. Muốn đoạt bảo thì động thủ đi, lảm nhảm quái gì mà nhiều thế. Hùng Chiến khó chịu biểu biểu môi, vừa mở miệng nói đã khiến cho Hoàng Hiên giận đến tái mặt. Trích Tinh lão quỷ, khôi lỗi của tiểu tử kia trải qua sự cường hóa của trận pháp, có thể đã đạt tới cấp bậc ngũ tinh đấu tôn. Cái khôi lỗi đó sẽ do ta đối phó, còn lại sẽ do các cường giả bên ta ngăn cản. Tiêu Viêm kia, giao cho ngươi, thế nào? Hoàng Hiên nhìn Trích Tinh lão quỷ, nói. Nghe vậy, khóe mắt Trích Tinh lão quỷ giật giật. Trong đám người kia, thực lực của Tiêu Viêm tuy chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng lão hiểu, tiểu tử này là khó chơi nhất. Hỏa Liên kinh khủng kia, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong lòng lão. Mặc dù trong lòng lão có chút chần chờ, nhưng với tình hình hiện tại, hắn không thể cự tuyệt. Hỏa Liên thật sự rất kinh khủng, nhưng phải cần một thời gian để thi triển, chỉ cần có thể cuốn lấy Tiêu Viêm, làm hắn không có thời gian thi triển. Không có cái Hỏa Liên kinh khủng kia thì Tiêu Viêm trong mắt Trích Tinh lão quỷ chả hề đáng nhắc tới. Lão trầm ngâm một chút sau đó gật gật đầu, trưởng lão, giao tiểu tử kia cho ta đi. Tên nam tử tóc bạc kia đột nhiên nói, từ sau khi tiến vào trong đại điện, Tiêu Viêm đã liên tục gây chú ý, làm trong lòng hắn có chút khó chịu. Bây giờ nhìn thấy cả cường giả như Trích Tinh lão quỷ cũng phải tự mình ra tay đối phó với Tiêu Viêm, càng làm cho hắn có cảm giác như bị đè nén, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trích Tinh lão quỷ liếc nhìn nam tử tóc bạc, lắc đầu thản nhiên nói, tuy hắn rất muốn để cho người khác thay hắn đánh với Tiêu Viêm, nhưng nam tử tóc bạc này còn chưa đủ tư cách. Nghe vậy, sắc mặt của nam tử tóc bạc kịch biến, nhưng ngại thực lực của Trích Tinh lão quỷ, nên chỉ có thể để sự không phục ở trong lòng. Đang muốn nói thêm, lại nhìn thấy Hoàng Hiên khoát tay áo, hắn chỉ có thể cắn răng mà lui lại. Đã xác định được đối thủ, Hoàng Hiên nhìn về phía đám người Tiêu Viêm, trong ánh mắt lóe lên hàn quang. Từ lúc rời khỏi khu rừng kia thì hắn đã phát tin tức về trong tộc, tin rằng với sự mê hoặc của Long Hoàng căn nguyên quả, trong tộc phái ra không ít trợ thủ, khi viện quân đến, đám người của Tiêu Viêm có chạy đằng trời. Đến lúc đó, Long Hoàng căn nguyên quả sẽ là vật trong tay Thiên Yêu Hoàng tộc hắn. Trích Tinh lão quỷ, động thủ đi, Hoàng Hiên quát lên một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình phóng lên không.
Cùng lúc đó, cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc và Phong Lôi Các cũng nhanh chóng bay lên theo. Sắc mặt Tiêu Viêm băng lãnh, hắn biết hôm nay nếu muốn đem Long Hoàng căn nguyên quả cùng Thiên Giai đấu kỹ mang đi thì không thể tránh khỏi một trận đại chiến thảm liệt. Ai, các vị, mọi việc đều không thể cưỡng cầu, nếu đã không phải của mình thì dù có muốn thế nào cũng vô dụng, hà tất phải dùng đến bạo lực. Ngay lúc đông đảo cường giả tới gần đoàn người của Tiêu Viêm, Đường Chấn đang ở khá xa lại thở dài một tiếng, thân hình khẽ động đã xuất hiện bên cạnh đám người Tiêu Viêm, nhìn đám người Trích Tinh lão quỷ nói, Đường cốc chủ, ngươi có ý gì? Nhìn thấy hành động của Đường Chấn, sắc mặt của Hoàng Hiên cùng Trích Tinh lão quỷ đều trầm xuống, quát lạnh hỏi, Tiêu Viêm tiểu hữu có ân với phần Viêm cốc, lão phu tất nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn a. Đường Chấn cũng không có cách nào khác, hắn muốn giao hảo với Tiêu Viêm thì lúc này tuyệt không thể thờ ơ đúng một bên. Nếu không, quan hệ khá tốt của hai người sẽ hoàn toàn mất đi. Đường Chấn, người nên vì phần Viêm cốc mà cân nhắc. Trích Tinh lão quỷ phẫn nộ phát, vốn bọn hắn đang chiếm chút thượng phong, nhưng phần Viêm cốc lại tham gia vào, làm sao lão có thể không nổi giận. Hơn nữa, đối với thực lực của Đường Chấn, lão cũng biết rất rõ. Dù là bản thân lão cũng khó có thể nắm chắc phần thắng, có thêm Đường Chấn, cục diện hai bên lập tức nghịch chuyển. Trích Tinh lão quỷ, người không cần phải uy hiếp lão phu, đúc phần Viêm cốc ta xưng bá tại Trung Châu, ngươi còn chưa được sinh ra đâu. Đối với uy hiếp của Trích Tinh lão quỷ, sắc mặt Đường Chấn trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt của đám người Trích Tinh lão quỷ cùng Hoàng Hiên đều biến đổi, bọn họ thật không ngờ, quan hệ của Đường Chấn và Tiêu Viêm lại đạt đến tình trạng này. Đường cốc chủ, không thể nói như vậy, chuyện của người khác, ngươi không nên xen vào, Băng Hà cốc cùng phần Viêm cốc đã đối lập mấy đời. Hôm nay bản tôn muốn thử xem, Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm cốc ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Lúc trong lòng đám người Trích Tinh lão quỷ cùng Hoàng Hiên đều đang tức giận thì Băng Hà tôn giả vẫn đứng xem nãy giờ bỗng cười nhạt một tiếng. Hắn cũng có ân oán với Tiêu Viêm, lúc trước, không ít trưởng lão của Băng Hà cốc chết trong tay của người này, thậm chí sau khi hắn tự mình ra tay, nhưng bởi vì cổ tộc đột nhiên xuất hiện, mà khiến cho hắn phải rút lui. Với tính tình của hắn, oán khí như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, mà hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất, Băng Hà, ngươi cũng muốn nhúng tay vào. Sắc mặt Đường Chấn trầm xuống, chậm rãi nói, Băng Hà tôn giả cười cười, thực lực của lão tuy yếu hơn Đường Chấn một chút, nhưng nếu muốn quấn lấy Đường Chấn thì không thành vấn đề. Đến lúc đám người Trích Tinh lão quỷ đem Tiêu Viêm thu thập xong, Đường Chấn cũng chỉ có thể ảo não rời đi. Hơn nữa, khi Tiêu Viêm chết, hắn cũng xả được một nguồn ác khí. Do không biết quan hệ giữa Tiêu Viêm và cổ tộc là như thế nào, cho nên Băng Hà tôn giả cũng không muốn tự mình ra tay, để sau này khỏi phải gặp một ít phiền phức. Hồn Điện và Thiên Yêu Hoàng tộc ở Trung Châu đều là những thế lực lớn, có nội tình hùng hậu, cổ tộc tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ sợ hãi. Lúc này, trên khoảng đất rộng, có không ít cường giả đang đứng, bọn họ đột nhiên gặp được cảnh mấy thế lực đối đầu nhau, đều không nhịn được mà chật lưỡi. Những người ở trên không, không có ai là kẻ yếu, nếu thật sự đánh nhau, như vậy sẽ một cảnh tượng rất đặc sắc và náo nhiệt. Ha ha, Băng Hà tôn giả. Trợ giúp hôm nay, ngày sau sẽ báo đáp, bỗng nhiên có thêm trợ thủ, khiến cho Trích Tinh lão quỷ và Hoàng Hiên mừng rỡ, quay đầu chắp tay với Băng Hà tôn giả, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đám người Tiêu Viêm, bàn tay vung lên, quát, động thủ, tê, tiếng quát chói tai vừa vang lên. Đầu tiên là Trích Tinh lão quỷ cùng Hoàng Hiên đang nghe truyện trên TV audio CV thân hình chuyển động, giống như chim ưng vồ mồi lao về phía Tiêu Viêm, đấu khí mênh mông, làm cho không gian chấn động không dứt. Tiêu Viêm, mối thù cắt tay, giờ là lúc lão phu đòi lại. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ dữ tợn, sát khí mãnh liệt quát lên, như sấm vang lên giữa không gian, vang vọng khắp nơi. Nhìn đám người lao đến như lang như hổ, Tiêu Viêm cũng hít sâu một hơi, đôi mắt híp lại, bàn tay nhanh chớp biến động. Ngọn lửa màu nâu tím quấn quanh thân như hỏa long gào thét. Ngay sau đó, đôi mắt đột nhiên mở lớn, trong con ngươi đen kịt, hỏa diễm trào ra. Nghe được tiếng quát lành lạnh, đấu khí trong cơ thể đám người tiểu y tiên bạo phát, đấu khí cuồn cuộn mênh mông, tràn ngập trong thiên địa. Đại chiến thảm liệt, cuối cùng cũng đã bắt đầu. Trên quảng trường khổng lồ, sát khí tràn ngập khắp nơi. Uy áp đấu khí từ trên trời buông xuống làm cho không ít cường giả đều thất kinh khiếp vía. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ đang đằng đằng sát khí cùng với đám người Hoàng Hiên, tâm niệm vừa động, 10 bộ khôi lỗi ở bên cạnh nhanh như chớp kết thành trận pháp, năng lượng truyền đi, ánh sắc vàng trên thân Thiên Yêu Khôi, nhanh chóng trở nên rực rỡ chói mắt. Hoàng Hiên giao cho Thiên Yêu Khôi,
Trích Tinh lão quỷ để ta đối phó, còn những cường giả khác giao cho các ngươi phụ trách ngăn trở. Đại chiến hết sức căng thẳng, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, để ta ngăn cản Trích Tinh lão quỷ, lão già này thực lực quá mạnh mẽ. Tiểu Y Tiên chần chờ một chút, mặc dù đối với Tiêu Viêm có niềm tin rất lớn, nhưng dù sao nàng cũng biết rất rõ thực lực của Trích Tinh lão quỷ, giao chiến lần trước, dường như Tiêu Viêm không có lực hoàn thủ, mặc dù tới cuối cùng liều mạng thi triển hủy diệt hỏa liên, nhưng cũng làm cho bản thân bị thương nặng, mất gần một năm trời mới hoàn toàn bình phục. Yên tâm, Cửu Tinh đấu tông cùng Nhất Tinh đấu tôn, chính là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Quay mặt về phía Tiểu Y Tiên đang lo lắng, Tiêu Viêm mỉm cười. Lúc trước hắn thật sự không phải đối thủ của Trích Tinh lão quỷ, nhưng hiện tại, đối phương muốn đánh bại hắn một cách nhẹ nhàng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn kiên trì, Tiểu Y Tiên cũng không nói thêm gì nữa, nàng hiểu tính tình của hắn, Tiêu Viêm là người không muốn cố ý khoe khoang, nếu hắn đã nắm chắc, vậy hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm nào. Một khi đã như vậy, ngươi nên cẩn thận một chút. Nhìn đám đông cường giả đang ùn ùn kéo tới, Tiểu Y Tiên khe khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn qua đám người Thiên Hỏa tôn giả, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện tại hơn trăm thước trên bầu trời, đấu khí mênh mông dữ dội tuôn ra, từ Thiên Yêu hoàng tộc cho tới cường giả Phong Lôi Các đều phải chống đỡ, còn Trích Tinh lão quỷ cùng Hoàng Hiên thì tùy ý lướt qua hai người mà thôi. Tiêu Viêm, nếu không phải kẻ địch mà nói, ta đây sẽ hết sức tương trợ, Đường Chấn trầm giọng nói, sau đó ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng về phía Băng Hà tôn giả đang chậm rãi đi tới, bàn chân đạp hư không một cước, không gian vặn vẹo liền xuất hiện trước mặt Băng Hà tôn giả. Nhìn theo bóng lưng của Đường Chấn, Tiêu Viêm gật đầu, cong ngón tay búng ra, Thiên Yêu Khôi bên cạnh đã hấp thụ lực lượng của 10 bộ khôi lỗi liền xé gió, mang theo âm thanh chói tai, nhanh như chớp chặn Hoàng Hiên lại. Còn bản thân Tiêu Viêm, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm, đạp hư không nháy mắt hiện ra trước mặt Trích Tinh lão quỷ. Lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ một cơ hội giãy dụa nào. Trích Tinh lão quỷ sắc mặt dữ tợn, ban đầu lúc ở phân điện hồn điện thì hắn có rất nhiều cơ hội giải quyết Tiêu Viêm một cách nhanh chóng, Cửu Tinh đấu tông tại trong mắt hắn tựa như một con kiến, nhưng mà hắn chưa từng đoán được, hiện giờ chính con kiến này lại làm cho hắn bỏ ra đại giới cực kỳ tàn khốc, nỗi nhục cục tay, mỗi khi nhớ tới đều làm cho nỗi oán hận trong lòng hắn đối với Tiêu Viêm càng sâu. Chuyện này không phải do ngươi quyết, Tiêu Viêm cười cười, hai tay kết xuất ấn kết kỳ dị, tàn ảnh tung bay, trong nháy mắt động lại, Thiên Hỏa Tam Huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, theo tiếng quát, áo bào của Tiêu Viêm nhất thời không gió mà bay, mặt khác vào thời khắc này hơi thở đã đột nhiên đề thăng như hỏa tiễn, một lát sau rồi từ từ dừng lại, lúc này theo hơi thở mà ước chừng đạt tới tam tinh đấu tôn. Tại cấp bậc đấu tông khi Tiêu Viêm thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền biến là có thể tăng lên gần năm tinh, bất quá sự chênh lệch giữa các tinh cấp trong đấu tôn, cho dù là đấu tông cũng không có thể sánh bằng. Bởi vậy mặc dù Tiêu Viêm đã đem bí quyết này tu luyện thành thục, hơn nữa thêm trợ lực của ba loại dị hỏa cũng chỉ tăng lên có hai tinh. Thực lực càng mạnh, hiệu quả của Thiên Hỏa Tam Huyền biến liền xuất hiện chênh lệch, cảm nhận được đấu khí mênh mông trong cơ thể, Tiêu Viêm nhíu mày, thoáng có điểm không hài lòng lắm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Ba loại dị hỏa cùng với thi triển bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền biến này, quả thực chính là chuyên môn vì bản thân hắn mà tạo ra. Cách đó không xa, Đường Chấn cảm nhận được biến hóa của Tiêu Viêm, nhịn không được rung lên, lấy thực lực của hắn hôm nay, thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền biến, mặc dù làm cho Cửu Long Lôi Cương hỏa tăng thêm, mà cũng chỉ vẻn vẹn đem thực lực của hắn tăng cường lên một chút, thậm chí ngay cả tăng lên một tinh đều cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng bí pháp này trong tay Tiêu Viêm lại có thể có đạt công hiệu tới mức này, điều này không khỏi làm cho hắn có chút không tin tưởng, cái loại hiệu quả này chỉ sợ trong lịch sử của phần Viêm Cốc thì có rất ít người có thể đạt tới. Nhưng, đây chỉ là kinh ngạc tại trong lòng Đường Chấn, nếu như hắn biết được Tiêu Viêm giờ phút này không có hài lòng như trước đây mà nói, chỉ sợ ngay cả tâm tư tìm một cái lỗ để chui vào cũng đều đã có. Nhìn khắp đại lục này, người có thể sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền biến ở cấp độ đấu tôn mà tăng lên hai tinh, chỉ sợ duy nhất Tiêu Viêm này mà thôi, bất quá, cũng miễn cưỡng thông qua mà thôi. Song chưởng nhẹ nhàng nắm lại, lực lượng đáng sợ quanh quẩn trong lòng bàn tay, làm cho Tiêu Viêm có cảm giác giờ phút này ngay cả không gian cũng có thể bóp nát. Thiên Hỏa Tam Huyền biến của phần Viêm Cốc, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm tăng vọt, Trích Tinh lão quỷ nhíu mày, chợt cười lạnh nói, chỉ là tam tinh đấu tôn mà thôi, ngươi không đáng ở tại trước mặt lão phu mà diễu võ dương oai. Bất quá, tuy là nói vậy, nhưng Trích Tinh lão quỷ lại không dám tiếp tục chậm trễ chút nào, tay áo vung lên, chỉ nghe soạt soạt một trận vang giòn,
chợt mười mấy đạo xiềng xích màu đen, liền giống như độc xà xuất động, từ trong tay áo của Trích Tinh lão quỷ dữ dội lướt ra. Tốc độ của xiềng xích đen nhánh này cực kỳ khủng bố, một lần hạ xuống dưới liền trực tiếp xuyên thủng hư không, liên đầu nhọn hoắt giống như một loại tiêu thương hung hăng tiến về phía Tiêu Viêm. Hồn liên, tỏa hồn, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ hiện âm trầm, ngón tay cong lại rồi búng ra, chỉ thấy mấy cái xiềng xích đen nhanh quỷ dị đang vờn quanh thân Tiêu Viêm, hình thành một trận pháp tràn ngập hắc vụ, bộc phát ra một luồng hấp lực khác thường. Khi luồng hấp lực phát ra thì Tiêu Viêm mạnh mẽ phát hiện, linh hồn ở mi tâm cư nhiên run rẩy. Nhận thấy được biến hóa, Tiêu Viêm nhíu mày, một cước đạp hư không, tử sắc hỏa diễm ùn ùn kéo đến từ trong cơ thể phát ra, chợt hung hăng bám vào phía trên mấy cái xiềng xích đen kia, phía bên trong xiềng xích liền truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Thủ đoạn nham hiểm này đối với ta cũng không có tác dụng. Hàn quang trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe, ngân quang trên bàn chân chợt lóe ra, nháy mắt hiện ra ở phía trên đầu Trích Tinh lão quỷ, bàn tay nắm chặt, trọng xích hiện lên, không chút do dự liền bổ xuống, diễm phân vệ lãng xích, phong, trọng xích hạ xuống, thân hình Trích Tinh lão quỷ bất động, mười mấy đạo xiềng xích đen nhánh khác mạnh mẽ từ trong quần áo bùng phát ra, hướng trên đỉnh đầu cấp tốc quấn quanh, sau đó đón đỡ trọng xích đang bổ xuống, mạnh mẽ chống đỡ, đẩy lui Tiêu Viêm lại hai bước, tiến bộ không ít đó, bất quá vẫn là không đủ. Trích Tinh lão quỷ chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt khô héo lộ ra một nụ cười dữ tợn, điềm nhiên nói, lúc này đây sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ một cơ hội sống sót nào. Xâm La đại tinh thủ, cùng với tiếng hô của Trích Tinh lão quỷ vừa dứt, Tiêu Viêm phát hiện, không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, quang cảnh quanh mình nhanh chóng chuyển biến, giống như ở trong tinh không, xung quanh lộ ra nhiều ngôi sao lập lòe. Chết đi, Trích Tinh lão quỷ sắc mặt âm hàn, bàn tay đối với Tiêu Viêm đang ở xa xa hung hăng nắm chặt, chỉ thấy mảnh tinh không cấp tốc nhúc nhích, tập hợp lại thành một bàn tay tinh không khổng lồ, hung hăng chụp tới Tiêu Viêm, nơi nào bàn tay khổng lồ đi qua thì không gian đều sụp đổ, lộ ra không gian đen nhánh trống rỗng. Tự nhiên là Xâm La đại tinh thủ, cái lão già này như thế nào chỉ mới đối mặt có một lần liền trực tiếp thi triển ra. Sợ là Tiêu Viêm sẽ không đối phó nổi, đây chính là sát khí của Trích Tinh lão quỷ, trên quảng trường rộng lớn lại có không ít người biết, bởi vậy khi thấy xung quanh Tiêu Viêm biến ảo thành tinh không, tất cả đều sửng sốt, chợt thì thào tự nói. Nhìn bàn tay khổng lồ như tinh không kia đang dữ dội lướt đến, Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được cái gọi là Xâm La đại tinh thủ kia, tất nhiên là đại sát chiêu của Trích Tinh lão quỷ, xem ra sau lần trước lão đã hiểu được phải tốc chiến tốc thắng mới là biện pháp tốt nhất. Vù, không gian đều bị phong tỏa, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thật sự là không thể ngờ được, còn chưa bắt đầu mà lão già này liền trực tiếp tiến nhập giai đoạn sinh tử chân chính, hiện tại cũng quá thông minh đi, áp chế dao động trong lòng. Hai tay Tiêu Viêm nhanh chóng kết động, từng đạo tàn ảnh tung bay, mặt khác, đấu khí trong cơ thể cũng giống như hồng thủy theo kinh mạch của cánh tay tuôn ra. Khai Sơn Ấn, Thiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Tam Ấn hình thành, sắc mặt cũng đỏ lên rất nhiều, ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay như ẩn như hiện, năng lượng đáng sợ làm cho không gian không ngừng bạo liệt, xuất hiện từng cái khe đen nhánh. Còn chưa đủ, Tam Ấn chồng lên nhau uy lực đủ để làm nát bấy ngọn núi, nhưng Tiêu Viêm lại lắc đầu. Bằng này còn không đủ chống lại sát chiêu của Trích Tinh lão quỷ, lập tức một ngụm trọc khí phun ra, thủ ấn lại lần nữa phát sinh biến hóa, Nhân Thiên Ấn, một cái quang ấn ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ lại lần nữa lặng yên hiện lên, chợt tại sắc mặt Tiêu Viêm đang tái tím, lặng yên dung nhập vào bên trong Tam Ấn lúc nãy, theo Nhân Thiên Ấn chồng lên, năng lượng quang ấn nhất thời kịch liệt rung rẩy, chợt hào quang nở rộ, bên ngoài quang ấn hiện lên một tinh tầng trong suốt kỳ dị chậm rãi lan tràn. Sau đó đem quang ấn kia vây kín lại, đế ấn quyết, tứ ấn chồng lên nhau, nhìn tầng thủ ấn cực kỳ tinh mỹ tại trong lòng bàn tay, ánh mắt Tiêu Viêm toát ra vẻ nóng cháy. Đế ấn quyết chính là một trong tuyệt học cao cấp của cổ tộc, uy nghiêm của năm ấn chồng lên nhau được xưng có thể địch được thiên giai đấu kỹ, không biết hiện tại uy lực của tứ ấn sẽ đạt tới mức độ nào. Tinh tầng thủ ấn hoa mỹ trỗi nổi trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, năng lực uy áp cường hãn từ trong đó tràn ngập mà ra, làm cho khoảng không gian kịch liệt chấn động. Đi, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm bấm tay gãy nhẹ, khối tinh tầng thủ ấn đó rung lên, một tiếng động giống như phạm âm thâm trầm từ bên trong nó truyền ra, rất nhanh kéo theo một cái đuôi dài ngoằn, phá trường không dữ dội lướt đi, trong chớp mắt hung hăng va chạm với bàn tay to như tinh không kia. Vỡ cho ta, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ dữ tợn hẳn lên, tâm thần vừa động, bàn tay khổng lồ như tinh không kia hung hăng nắm lấy tinh tầng thủ ấn kia. Mặc dù thủ ấn này hơi có chút cường hãn, nhưng đối với chiêu thức của mình, bản thân hắn cũng có tin tưởng không nhỏ,
lấy thực lực của mình bây giờ, chỉ cần không gặp phải cái loại hỏa liên khủng bố đó, Trích Tinh lão quỷ hoàn toàn có thể tự tin đem hắn ép tới không còn chút lực hoàn thủ. Bất quá, hắn lại quên, giờ phút này Tiêu Viêm đã không còn là cửu tinh đấu tông như trước nữa, mà thực lực đạt tới tam tinh đấu tôn, mặc dù vậy, nhưng vẫn còn chênh lệch không nhỏ đối với Trích Tinh lão quỷ, nhưng cái loại chênh lệch này, cũng không phải là không thể nào bù lại. Ầm, bàn tay khổng lồ cùng thủ ấn kia, dưới ánh mắt soi mói của mọi người ầm ầm chạm vào nhau, tiếng động kinh thiên nổ ra, nhất thời thiên địa đột nhiên trào dâng. Thình thịch, hai người chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng tựa như mưa gió bão bùng lúc này đột nhiên bung ra, ở trung tâm của cơn bão năng lượng, không gian sụp đổ, xuất hiện một khoảng không gian trống không hắc ám làm cho trong lòng mọi người hơi có chút lành lạnh. Tại nơi không gian đen nhòm trống không đó, bàn tay khổng lồ như tinh không cùng tinh tần thủ ấn tỏa ra quang mang chói mắt, năng lượng mạnh mẽ cùng bạo điên cùng cắn nuốt nhau, tựa hai con giả thú toàn lực cắn nuốt đối phương. Kháo, bàn tay khổng lồ như tinh không cùng tinh tần thủ ấn không ngừng phóng thích ra năng lượng cuồng bạo, nhưng mà cái loại đối chọi gay gắt trực diện này, va chạm chớp nhoáng khiến quang mang của hai người dường như cùng lúc giảm xuống, quả thực giống như ngọn lửa bị dập tắt đột ngột vậy. Năng lượng giống như gió bão hải hùng mà hai người tạo ra liền đột nhiên ngừng lại, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà dần dần tiêu tán đi. Tiểu tử này, cư nhiên cứng rắn đánh chặn được Sâm La đại tinh thủ của lão phu, nhìn một màn này, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ nhất thời âm trầm xuống, tới giờ phút này hắn mới thoáng cảm thấy có chút khó giải quyết. Tiêu Viêm này cấp bậc chân chính chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng trên người mang rất nhiều cao giai đấu kỹ, uy lực rất dọa người, lại có sự trợ giúp của dị hỏa nữa, nếu muốn thu thập hắn hẳn có chút phiền toái đây. Tiểu tử này mới vừa đột phá đến đấu tôn không bao lâu mà đã mạnh mẽ như vậy, nếu để hắn tiếp tục tu luyện, chẳng phải lão phu cũng không phải đối thủ của hắn. Trích Tinh lão quỷ với khuôn mặt khô héo như vỏ cây liền co quắp lại, trong lòng tỏa ra sát ý dị thường nồng đậm, sắc mặt âm trầm, tay áo trống rỗng đột nhiên rung động, rất nhiều hắc tỏa liên giống như độc xà bắn ra, trực tiếp ngưng tụ lại thành một cánh tay bằng xích sắt, nhẹ nhàng cầm thiết liên như cánh tay lên, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ trở nên lạnh lẽo, bả vai rung lên, thân thể thoáng chút mờ đi, nhìn qua như làn sương khói nhàn nhạt, thân hình chợt động, biến mất một cách quỷ dị. Thân hình Trích Tinh lão quỷ vừa biến mất thì Tiêu Viêm cũng nhíu mày, linh hồn lực lượng từ mi tâm mênh mông tràn ra, chợt sắc mặt nhanh chóng biến đổi, thân hình đột nhiên thối lui. Thân hình Tiêu Viêm vừa lui, một thân ảnh hư ảo liền hiện lên, thiết quyền do hắc tỏa liên ngưng tụ thành mang theo âm hàn kình phong sắc bén mang theo cuồng nộ ầm ầm tiến về phía Tiêu Viêm. Tê, nhìn thiết quyền lớn dần lên trong mắt, song chưởng của Tiêu Viêm vội vàng chắn trước mặt, mạnh mẽ chặn lại. Nhưng cổ lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem cả cánh tay Tiêu Viêm đánh cho tê dại, mà thân hình liên tiếp lui về phía sau, còn đấu khí, dĩ nhiên Tiêu Viêm không phải đối thủ của Trích Tinh lão quỷ. Cạch, một quyền đẩy lui Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ cười lạnh một tiếng, thân hình rung lên giống như thuấn di, lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ đuổi sát theo, Tiêu Viêm vội vàng thi triển Tam Thiên Lôi Động tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh hiện lên bầu trời, thân hình cũng nhanh chóng thối lui. Huyễn hồn thân pháp của lão phu cũng không phải Tam Thiên Lôi Động của ngươi có thể so sánh. Trong không gian hư vô, một tiếng cười lạnh truyền ra, Tiêu Viêm hoa mắt, chỉ thấy Trích Tinh lão quỷ lại xuất hiện trước mặt mình, mấy đạo tàn ảnh bên kia không gây chút trở ngại nào cho hắn. Lão quỷ này sao tới nhanh vậy? Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ giống như đĩa đói theo sát, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, Tam Thiên Lôi Động thi triển tới cực hạn mà vẫn kém xa hắn, xem ra cái gọi là huyễn hồn thân pháp thật là quỷ mị, hơn hẳn Tam Thiên Lôi Động một bậc. Chịu chết đi, Trích Tinh lão quỷ cười dữ tợn, hắn ẩn giấu huyễn hồn thân pháp này, chưa bao giờ đối với ngũ tinh đấu tôn trở xuống phải thi triển ra, nhưng hôm nay đánh với Tiêu Viêm lại khiến cho hắn không thể không dùng toàn lực. Thình thịch. Thình thịch, Trích Tinh lão quỷ sắc mặt lạnh lẽo, quyền phong như bạo vũ, như mưa tầm tã xả xuống, bóng dáng thiết liên hướng Tiêu Viêm hung hăng oanh qua, ở thế công điên cuồng bực này, không khí đều bị sinh sôi áp súc thành hình cung, âm thanh nổ vang trên bầu trời liên miên không dứt. Dưới thế công của Trích Tinh lão quỷ, nhất thời Tiêu Viêm liên tiếp bị chấn lui, tuy là rơi vào thế hạ phong, nhưng sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước, tử sắc hỏa diễm xoay quanh đón đỡ thế công của Trích Tinh lão quỷ, từng luồng năng lượng kỳ dị tràn ngập bắn ra, nhanh chóng chữa trị thương thế của Tiêu Viêm. Lúc này đây, công năng chữa trị bất tử của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rốt cuộc cũng thể hiện trình độ cao nhất, chỉ cần hỏa diễm bất diệt thì thương thế của Tiêu Viêm có thể liên tục được chữa trị. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải có đủ đấu khí để cung cấp cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà nương theo công năng bị thương rồi lại được chữa trị,
Cứ tuần hoàn liên tục như vậy, Tiêu Viêm cũng bị đánh cho tức giận, sau cùng cơ hồ bỏ tất cả phòng ngự, trực tiếp lựa chọn phương thức chống chọi trực tiếp. Trích Tinh lão quỷ đánh hắn một quyền, hắn cũng không chút khách khí trả lại đối phương một quyền, dù sao có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bảo mệnh, tuy nói Tiêu Viêm vẫn phải chịu sự đau đớn không nhỏ, nhưng lại không cần lo tới tình huống nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp bị miễu sát đến nỗi ngay cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không kịp chữa trị. Oanh oanh oanh, nhìn hai người đánh nhau trên bầu trời dần trở nên hỗn chiến, tất cả mọi người đều líu lưỡi không thôi. Một gã nhất tinh đấu tôn lại dám cùng một gã ngũ tinh đấu tôn điên cùng đối địch, đây là chuyện tình bọn họ chưa từng nghe qua. Tên hỗn đảng này, liên tục duy trì trạng thái chiến đấu điên cùng như vậy, nhưng Trích Tinh lão quỷ càng đánh càng kinh hãi, Tiêu Viêm dường như mạnh mẽ ngạnh kháng lại hắn mấy chục quyền, dựa theo lẽ thường, đừng nói là một gã nhất tinh đấu tôn, cho dù là cường giả tam tinh đấu tôn, giờ phút này cũng sớm bị đánh tới trọng thương rồi, nhưng nhìn Tiêu Viêm trước mặt, mặc dù nhìn bên ngoài có chút chật vật, nhưng ngược lại hơi thở vẫn còn rất mạnh mẽ, giống như triều cường, càng đánh càng mạnh, là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hiểu biết của Trích Tinh lão quỷ cũng không tồi, nhìn tử sắc hỏa diễm lượn lờ quanh thân thể Tiêu Viêm, hắn hiểu rõ, lập tức sắc mặt trở nên xanh mét, có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hộ thể, Tiêu Viêm giống như mang theo thuốc chữa thương cường độ cao, nơi nào bị thương, tâm vừa động Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ mau chóng chữa khỏi thương thế, loại đấu pháp vô lại này ai cũng không muốn cùng hắn kéo dài. Nghĩ tới đây, Trích Tinh lão quỷ cũng không dám tiếp tục chiến đấu như thế nữa, tuy nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trị liệu cần tiêu hao lượng đấu khí không nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng Tiêu Viêm cho thấy, thế nào cũng không giống người sắp hết đấu khí. Sử dụng đấu kỹ nhất kích tất sát, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ âm trầm, thân hình nhanh chóng trở nên hư ảo, sau đó lại quỷ dị biến mất. Lại đến nữa sao, nhìn thấy thân hình Trích Tinh lão quỷ biến mất, cả người Tiêu Viêm quần áo rách nát liền nhếch miệng cười. Hiện tại thân thể hắn mỗi một chỗ đều thẩm thấu cảm giác đau đớn dị thường là bởi từng quyền của Trích Tinh lão quỷ mang đến, tuy nói vì có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà thương thế xuất hiện liền nhanh chóng được chữa trị, nhưng loại cảm giác đau đớn này giống như phóng đại lên tới mấy chục lần, làm cho cơ bắp khắp người Tiêu Viêm đều run rẩy không ngừng. Đấu khí tiêu hao quá lớn, không thể như vậy cùng hắn hao tổn a, bằng không người ngã xuống đầu tiên chắc chắn là ta. Hít sâu một hơi, đè nén đau đớn kịch liệt khắp cơ thể, thủ ấn của Tiêu Viêm liền biến đổi, quần áo sau lưng lại rung động, chợt nghe xích lạp một tiếng, một đôi cốt dực đột nhiên hiện ra, cốt dực trong suốt màu ngọc thạch hiện lên, tại bên trong trong suốt đó lan tràn những văn hoa kỳ dị màu xanh, nhìn qua có chút huyền bí. Cốt dực này, hiển nhiên do Tiêu Viêm sử dụng hai cánh Thiên Yêu Hoàng luyện chế mà thành, bất quá vì sợ Thiên Yêu Hoàng tộc cuốn lấy, thêm nữa khi đó cũng không muốn cùng Thiên Yêu Hoàng tộc chống đối, nên vẫn luôn ẩn sâu trong cơ thể. Nhưng hôm nay lại không thể không đem nó thi triển ra, dù sao hôm nay Thiên Yêu Hoàng tộc đối với hắn đã không có chút thiện ý nào, hắn cũng không cần tiếp tục giấu giấu giếm giếm nữa. Suy, trên bầu trời, thân thể quỷ mị của Trích Tinh lão quỷ hiện ra, bàn tay kết ấn nhanh như chớp, năng lượng mênh mông gấp rút chuyển động. Phanh, năng lượng vừa ngưng tụ, một đạo kình phong sắc bén nóng cháy đột nhiên đánh úp lại, làm cho Trích Tinh lão quỷ biến sắc, thân hình vội vàng lui về phía sau, nhưng mà cước bộ vừa lui, kình phong sắc bén kia liền quỷ dị chuyển hướng ra phía sau, sau đó hung hăng dừng lại ở trên lưng hắn. Hừ, đột nhiên trúng đòn nghiêm trọng, trực tiếp đem Trích Tinh lão quỷ chấn đắc liên tục lui về sau, giữa cổ họng truyền ra một tiếng kêu rên, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn một đôi cốt dực bằng ngọc thạch của Tiêu Viêm, trong mắt hắn hiện lên vẻ khó tin được, tới giờ phút này, tên kia dường như chỉ trong nháy mắt mà đã tăng tới mức khủng bố mà ngay cả hắn cũng đều không cách nào phát giác ra. Lão quỷ, đón thêm một lần hỏa liên nữa của ta thử xem sao. Cốt dực khẽ chấn, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ngón tay cong lại rồi búng ra, ba loại dị hỏa liền hiện lên phía trước, tâm niệm vừa động liền nhanh chóng chạm vào nhau. Nhìn thấy Tiêu Viêm dung hợp dị hỏa, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ mạnh mẽ kịch biến, thân hình chợt lóe, liền nhanh như chớp lao về phía Tiêu Viêm. Tốc độ đó vẫn còn chưa đủ, thấy thế, Tiêu Viêm cười lên một tiếng, cốt dực rung lên, thân hình như sao chổi vội vàng lui về sau, đem Trích Tinh lão quỷ bỏ ra xa. Hắn có cốt dực tương trợ là đã có thể ngạo thị tuyệt đại đa số ở cấp bậc đấu tôn cường giả. Hắn không đủ, vậy thêm ta nữa là đủ rồi. Lời nói của Tiêu Viêm vừa mới dứt, một đạo cười lạnh ẩn giấu không tiếng động đột nhiên vang vọng lên, chợt hai đạo thân ảnh mơ hồ từ giữa hư không dữ dội lướt đến, dường như chỉ trong tích tắc liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm một khoảng không xa. Bóng người xuất hiện đột ngột làm cho sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, ánh mắt quét về phía hai thân ảnh kia. Sau khi nhìn thấy phía sau lưng mỗi một người đều có đôi cánh,
thì trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Thiên yêu hoàng tộc, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng chút âm trầm liếc nhìn hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Hai lão nhân râu tóc bạc trắng, thân vận áo bào màu xám, sau lưng có một đôi cánh đang nhẹ nhàng vũ động gây ra tiếng sấm ì ầm vang vọng. Trên người Hoàng Hiên cũng có đôi cánh giống hệt vậy, nên Tiêu Viêm hiểu được hai người này là cường giả của Thiên yêu hoàng tộc, hai cường giả ngũ tinh đấu tôn. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ đảo qua người hai lão già sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực của hai người này không hề kém Trích Tinh lão quỷ, đều là cường giả ngũ tinh đấu tôn. Thiên yêu hoàng tộc quả không hổ danh là một trong ba đại tộc cao nhất của ma thú giới, tùy tiện đi ra liền là hai cường giả thực lực kinh người. Là viện quân của Thiên yêu hoàng tộc sao? Thì ra lão già Hoàng Hiên cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đến. Ánh mắt Tiêu Viêm cấp tốc lóe lên, hai nắm tay cũng mạnh mẽ nắm lại. Một lão giả liếc mắt nhìn đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm, ánh mắt có chút giật mình, nhàn nhạt nói, cốt dực của Thiên yêu hoàng tộc cũng dám đem luyện hóa, đảm lượng của ngươi quả thật rất lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm, thân hình khẽ lui về phía sau. Trước mặt là hai gã cường giả ngũ tinh đấu tôn, bên cạnh lại còn có Trích Tinh lão quỷ nhìn chằm chằm. Hôm nay nếu như làm không tốt, chỉ sợ thật sự sẽ mất mạng tại nơi này. Không cần nói nhảm, nhanh chóng bắt tiểu tử này, lấy đi cốt dực, mang về trong tộc tiếp nhận hình phạt. Cường giả còn lại của Thiên yêu hoàng tộc sắc mặt lạnh lùng nói, tên tiểu tử này cần phải nghiêm trị, bằng không sau này làm sao có thể làm kinh sợ ngoại tộc. Cũng tốt, bắt hắn đem về, phế bỏ đấu khí, buộc hắn quỳ gối cả đời trong lăng mộ để chịu tội. Một lão giả gật đầu, ánh mắt chớp động hàn quang. Thiên yêu hoàng tộc rất xem trọng thân xác tộc nhân, bất kỳ ai dám xâm phạm thân xác của họ liền bị cả tộc quần liên tục đuổi giết. Người có đảm lượng đem hai cánh của Thiên yêu hoàng tộc luyện chế phi hành đấu kỹ, thật sự là rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Hôm nay Tiêu Viêm là người thứ nhất, nghe hai lão giả ra quyết định, không coi ai vào trong mắt, làm cho Tiêu Viêm tức giận cười nhạt một tiếng. Bàn tay gã xoay tròn, cấp tốc xuất ra ba loại dị hỏa. Lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một đóa hỏa liên cực kỳ tinh xảo. Khi hỏa liên thành hình, một tia khí tức hủy diệt nhanh chóng lan ra, làm cho cả phiến thiên địa này kịch liệt rung chuyển. Phần phật, nhận thấy uy lực của hỏa liên ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, hai gã cường giả của Thiên yêu hoàng tộc cũng sững sờ, trong miệng phát ra một tiếng rít lạnh lót. Hiển nhiên đối với uy lực của đấu kỹ mà Tiêu Viêm thi triển ra cảm thấy rất là kinh ngạc. Hai vị, đây chính là hỏa liên dung hợp ba loại dị hỏa mà tạo thành. Chớ có khinh thường, Trích Tinh lão quỷ đứng cách đó không xa, ánh mắt kinh hoàng nhìn hỏa liên ở trong tay Tiêu Viêm, trầm giọng nhắc nhở. Được, hai người nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa làm ra phản ứng gì, ánh mắt vẫn chầm chầm nhìn Tiêu Viêm, lạnh giọng nói, trên người của ngươi, lão phu cảm ứng được mùi vị của yêu hoàng tinh huyết, tất cả cấm kỵ của Thiên yêu hoàng tộc đều bị ngươi phạm vào, sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, ngón tay búng ra. Đóa hỏa liên trong lòng bàn tay liền nhanh chóng phiêu động, mang theo một luồng lửa rực rỡ, nhanh chóng lao về phía hai lão giả. Nhìn thấy hỏa liên lướt đến, hai lão giả hừ lạnh một tiếng. Đấu khí hùng hồn, mênh mông như biển, trong cơ thể hai cường giả bùng phát ra giống như núi lửa phun trào. Trên đỉnh đầu hai người, ngưng tụ thành hình một đầu thiên hoàng dị thường khổng lồ. Bạo, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động làm cho hỏa liên đang bay vút tới trước mặt hai người cách đó không xa nhanh chóng nở rộ ra. Một luồng khí tức hủy diệt kinh thiên động địa lập tức bùng lên. Hừ, yêu hoàng chung, khi ngọn lửa đáng sợ thổi tới, sắc mặt hai lão giả trầm xuống, nhanh như chớp xuất ra một thủ ấn kỳ dị, trong nháy mắt đấu khí trong cơ thể mênh mông bùng phát, giữa không trung ngưng tụ thành một cái chuông lớn khổng lồ cao gần trăm trượng, bao phủ hoàn toàn luồng hỏa diễm phong bạo đang cuồn cuộn thổi đến. Tê, luồng hỏa diễm phong bạo đụng thật mạnh vào vách chuông. Năng lượng trong cả phiến thiên địa chợt trở nên cuồng bạo. Tiếng va chạm ầm ầm như sấm rền bên tai làm cho đấu khí trong cơ thể mỗi người đều kịch liệt run rẩy lên. Ngọn lửa đáng sợ bị bao phủ trong yêu hoàng chung, tràn ngập lực đạo hủy diệt, hung hăng va chạm vào vách chung, bộc phát tia lửa chói mắt. Năng lượng cuồng nộ làm cho yêu hoàng chung không ngừng run rẩy. Trên vách chung xuất hiện các khe nứt vỡ rất nhỏ rồi nhanh chóng lan ra. Nhìn thấy phía trên yêu hoàng chung nhanh chóng lan tràn các khe nứt vỡ rất nhỏ, sắc mặt hai lão giả nhanh chóng thay đổi, tràn ngập thần sắc không thể tin được. Đấu kỹ yêu hoàng chung mà hai người liên thủ, uy lực đủ để vây khốn một gã ngũ tinh đấu tôn, nhưng chỉ trong mấy hơi thở lại bị một tiểu tử tam tinh đấu tôn thi triển công kích làm cho yêu hoàng chung xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Tiểu tử này có chút cổ quái, liếc nhau một cái, hai lão giả nhẹ nhàng vung tay áo lên, từ trong cơ thể đấu khí mênh mông cấp tốc trào ra, quán nhập vào trong yêu hoàng chung,
làm cho thân chuông khổng lồ tràn ngập ánh sáng kỳ diệu. Bạo cho ta, nhìn luồng hỏa diễm phong bạo bị chuông lớn gắt gao giam cầm bên trong, Tiêu Viêm sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Tâm niệm vừa động, uy lực của hỏa liên triệt để bùng nổ, đang, luồng hỏa diễm phong bạo điên cuồng đụng vào phía trên cái chuông lớn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đồng thời cũng làm cho yêu hoàng chuông kịch liệt run rẩy, thình thịch. Nhìn yêu hoàng chuông kịch liệt run rẩy, hai gã lão giả thiên yêu hoàng tộc sắc mặt biến đổi, nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp tiếp tục gia cố đã nghe một tiếng nổ vang thật lớn. Đấu kỹ yêu hoàng chuông cực kỳ chắc chắn lại triệt để nổ bung trong ánh mắt kinh ngạc của hai người. Hừ, yêu hoàng chuông nổ tung làm cho hai gã cường giả thiên yêu hoàng tộc cũng bị liên lụy. Hai tiếng kêu rên đau đớn phát ra cùng lúc, cước bộ hai gã cũng lảo đảo lúi ra sau hai bước. Điêu trùng tiểu kế, hai lão giả nhanh chóng ổn định thân hình, nhìn luồng hỏa diễm phong bạo đang tan rã, cất tiếng cười lạnh, nhưng ai cũng có thể thấy bàn tay giấu kín trong ống tay áo của hai người, không nhịn được khe khẽ run rẩy. Hai tên ngu ngốc, cách đó không xa, Trích Tinh lão quỷ nhìn hai vị cường giả thiên yêu hoàng tộc, nhịn không được lắc đầu thương cảm. Bằng năng lực của hắn, tự nhiên có thể cảm ứng được, hai lão già tuy liên thủ nhưng lại thất bại, khiến cho bản thân chịu nhiều thua thiệt. Nhìn thấy hỏa liên dung hợp ba loại dị hỏa tạo thành bị ngăn cản, Tiêu Viêm khẽ nhướng mày, nhưng vẫn hướng về hai lão giả, khóe miệng cười lạnh, hai vị có cảm giác không tốt cho lắm phải không? Sắc mặt lão giả mặc áo xám trầm xuống, thản nhiên nói, tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, nhanh chóng mang theo người của ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta về thiên yêu hoàng tộc, chúng ta cũng không muốn dùng sức mạnh, nhưng ngươi phải xem rõ tình thế, hôm nay các ngươi có chạy đằng trời, suy, khi âm thanh của lão giả vừa dứt, giữa không trung thoáng hiện mấy đạo thân ảnh, cuối cùng đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm. Đúng là nhóm người tiểu y tiên, chúng ta bị bao vây, tiểu y tiên khẽ nói một câu, liền làm cho trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống, ánh mắt gã khẽ đảo qua xung quanh quảng trường, liền phát hiện, đột nhiên xuất hiện thêm gần trăm đạo thân ảnh, hơi thở hùng hùng tràn ngập thiên địa, hiển nhiên những người này là viện quân do thiên yêu hoàng tộc gọi tới, thiên yêu hoàng tộc, thật đúng là để mắt đến chúng ta a. Tràn diện trước mắt làm cho Tiêu Viêm cũng nhịn không được khẽ thở dài một hơi, chậm rãi than thở. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện thêm hai gã lão giả, bên phía thiên yêu hoàng tộc liền có bốn gã cường giả ngũ tinh đấu tôn. Đội hình khủng bố bậc này, cũng đủ để cho lão giả áo xám cuồng vọng. Cục diện hôm nay, quả thật có bộ dáng chạy trời không khỏi nắng. Tiêu Viêm, mau đem Long Hoàng căn nguyên quả giao ra đây. Chúng ta có thể thả cho đồng bạn của ngươi rời đi, nếu không hôm nay đừng trách thiên yêu hoàng tộc đại khai sát giới. Thân hình Hoàng Hiên trôi nổi trên không, song chưởng ôm trước ngực, quát lạnh nói, thiên yêu hoàng tộc, uy phong thật to. Tử Nghiên cười lạnh nói, ánh mắt Hoàng Hiên híp lại, nhìn chầm chầm Tử Nghiên, chậm rãi nói, Thái Cổ Hư Long, chúng ta thật sự không muốn trêu chọc ngươi, nhưng vì Long Hoàng căn nguyên quả, thiên yêu hoàng tộc cũng tuyệt đối không có nửa điểm lưu thủ, làm sao bây giờ? Cục diện thật không hay, đội ngũ bốn gã cường giả ngũ tinh đấu tôn xem ra còn kinh khủng hơn một phân điện của hồn điện, thiên hỏa tôn giả cao mày khẽ nói, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt cũng nảy lên một chút điên cuồng. Thiên yêu hoàng tộc nếu thật sự động thủ, gã cũng chỉ có thể thi triển hủy diệt hỏa liên một lần nữa. Lấy thực lực hiện nay của Tiêu Viêm, nếu thi triển hủy diệt hỏa liên thì cho dù là bốn gã ngũ tinh đấu tôn cũng sợ rằng khó có thể chống đỡ. Tuy rằng sau đó gã sẽ đi vào trạng thái suy yếu, nhưng trong thời khắc hung hiểm này, cũng không còn lựa chọn nào khác. Các ngươi không cần ra tay, mọi việc giao cho ta, giống như biết được suy nghĩ của Tiêu Viêm, Tử Nghiên khe khẽ lắc đầu. Nàng khẽ liếc nhìn hình xăm nho nhỏ trên tay, môi khẽ mấp máy, Long Hoàng căn nguyên quả liền từ từ hiện lên. Tử Nghiên giơ cao trái cây, ánh mắt lạnh lùng hiện vẻ tham lam của Hoàng Hiên cùng hai gã cường giả thiên yêu hoàng tộc, cười lạnh nói, Long Hoàng căn nguyên quả ở chỗ này, có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Nhìn thấy hành động của Tử Nghiên, đám người tiểu y tiên ngẩn ra. Vừa muốn lên tiếng liền bị Tiêu Viêm giữ lại. Gã khe khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Tử Nghiên, gã biết Tử Nghiên tuy nghịch ngợm nhưng không phải tùy tiện, nàng hành động như vậy hẳn phải có lý do của nàng, hừ. Một đầu thái hư cổ long ấu niên kỳ mà thôi, ngươi nghĩ rằng đám người lão phu sợ ngươi sao? Ánh mắt Hoàng Hiên cùng hai gã lão giả thiên yêu hoàng tộc liếc nhau, cùng gật đầu ra hiệu. Thân hình ba người dữ dội lướt tới, cùng lúc ra tay, như lan như hổ hướng Tử Nghiên vọt tới. Tốc độ ba người Hoàng Hiên cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tử Nghiên. Ánh mắt điên cuồng nhìn chầm chầm vào trái cây đang tản ra mùi thơm lạ lùng trên tay nàng, chỉ cần có thứ này,
thiên yêu hoàng tộc sẽ xuất hiện tân huyết mạch ma thú chí tôn. Loại huyết mạch này, so với thái cổ hư long sẽ cường đại hơn. Long hoàng căn nguyên quả, là thuộc thiên yêu hoàng tộc chúng ta, suy, nhưng ngay tại lúc bàn tay ba người sắp chộp lấy long hoàng căn nguyên quả trên bàn tay nhỏ bé của Tử Nghiên, thì không gian bên cạnh nàng vỡ ra một lỗ hổng lớn, một đạo thân ảnh cường tráng vượt qua không gian mà ra, một luồng uy áp rất mạnh đột nhiên buông xuống. Dưới uy áp này, những cường giả thiên yêu hoàng tộc sắc mặt tái nhợt, mà thân hình ba người Hoàng Hiên đang vọt tới cũng đột nhiên động lại, trên mặt ba người nhanh chóng tràn ngập một vẻ kinh hãi, bóng người hiện lên, tràn ngập khí phách giận dữ lạnh lùng. Năng lượng trong phiến thiên địa này nhanh chóng trào dâng, tộc nhân của Thái Hư Cổ Long bộ tộc, cũng không phải là người mà bọn tạp mao điểu các ngươi có thể động được. Tiếng cười giận dữ bá đạo, tựa như cửu thiên kinh lôi vang vọng không dứt. Trong tiếng cười giận dữ đó ẩn chứa long uy cực kỳ cường hãn, làm cho đấu khí trong cơ thể của không ít người trở nên tán loạn, không còn thông suốt như bình thường. Thái cổ hư long, ánh mắt kinh hãi của ba người Hoàng Hiên nhìn theo thân ảnh cường tráng bước ra từ trong không gian liệt phùng, một sự sợ hãi nhanh chóng xông lên đầu. Trong ma thú giới, tuy nói thiên yêu hoàng tộc cùng thái cổ hư long là hai bộ tộc đứng đầu, nhưng bọn hắn cũng hiểu được chí tôn chân chính của ma thú giới vẫn luôn là thái cổ hư long. Vị trí này thái cổ hư long tuy ẩn nhẫn nhiều năm, nhưng thiên yêu hoàng tộc như trước không dám có chút dị động. Ở thời viễn cổ, cho dù là lão tổ tông thiên hoàng bộ tộc cũng khó ngăn chặn thái cổ hư long, càng không nói đến tiểu bối hậu duệ như bọn họ ngày nay. Đối với Tử Nghiên là thái cổ hư long còn bị vây trong ấu niên kỳ, ba người Hoàng Hiên còn có thể kiên cường, nhưng tại trước mặt thái cổ hư long thành thục, thì sự kiên cường kia lại biến mất như bọt nước. Ba người nhanh chóng liếc nhau ra hiệu. Đột nhiên đấu khí trong cơ thể dữ dội tuôn ra, mạnh mẽ thoát khỏi không gian ngưng kết, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau, bá, nhưng thân hình ba người vừa động, bóng người cường tráng đang bước ra khỏi không gian liệt phùng kia liền cất tiếng cười lạnh. Bàn tay to tướng hướng về không gian xa xa, hung hăng quạt mạnh xuống, sau đó những người đang có mặt đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy trên mặt ba người Hoàng Hiên đột nhiên phát ra một tiếng động thanh thúy đồng thời một cái dấu tay đỏ chói xuất hiện trên khuôn mặt ba người. Một tát này đánh xuống, ba người Hoàng Hiên liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt kinh hãi của phần đông cường giả thiên yêu hoàng tộc, thân thể ba người như trúng phải đòn nghiêm trọng, bay ngược trở ra, hung hăng rơi xuống đất. Lực đạo đáng sợ đem quảng trường cứng rắn tạo ra ba cái hố sâu cực lớn. T, nhìn ba người Hoàng Hiên mình đầy máu tươi nằm trong hố sâu, tất cả mọi người đều hung hăng hít một luồng khí lạnh. Trên gương mặt đám người Phượng Thanh Nhi mồ hôi chảy ròng ròng, đầy vẻ khiếp sợ. Ba gã cường giả thực lực ngũ tinh đấu tôn cũng không thể đón nổi một cái tát tùy tiện của một thái cổ hư long trưởng thành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, trên bầu trời, đoàn người Tiêu Viêm cũng cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ khẽ liếc nhìn nhau rồi nhìn bóng dáng cường tráng bên cạnh Tử Nghiên, trong lòng cực kỳ chấn động, thực lực của thái cổ hư long thành thục quả nhiên đáng sợ, theo suy đoán của Tiêu Viêm thì, vị thái cổ hư long này ít nhất cũng đạt đến cấp độ thất tinh thậm chí bát tinh đấu tôn. Vì vậy mới dễ dàng đem ba người Hoàng Hiên đánh cho không có lực hoàn thủ, cả phiến thiên địa này, đều bị một cái tát hung hăng làm yên tĩnh lại. Ở phía xa xa, Đường Chấn đang chiến đấu kịch liệt cùng Băng Hà Tôn Giả cũng kinh hãi vội vàng thu tay lại, trên vầng trán mồ hôi lạnh dày đặc. Trên đại lục, Thái Cổ Hư Long là một chủng tộc ma thú thần bí, cho dù là hắn cũng chưa hề thấy qua, không ngờ hôm nay lại có dịp trông thấy tận mắt, Tiêu Viêm đến tột cùng là ai? Không chỉ có thể đưa tới sự tương trợ của cổ tộc, hiện giờ lại được Thái Cổ Hư Long trợ giúp. Người này không thể trêu chọc được, trong lòng Băng Hà Tôn Giả ý niệm xoay chuyển, sâu trong nội tâm trào ra kiên kỵ rất lớn đối với Tiêu Viêm. Còn có ai dám đến cướp đoạt, thân ảnh cường tráng song chưởng ôm ngực, tùy ý đứng trên bầu trời. Một cổ khí thế bá đạo tràn ra, làm cho trong quảng trường không có một người dám mở miệng nói chuyện. Các hạ chắc là tiền bối của Thái Cổ Hư Long bộ tộc. Lại đối với mấy tiểu bối thiên yêu hoàng tộc chúng ta đùa giỡn uy phong, cũng không có bản lãnh gì. Bạch y nam tử này ngày thường cũng là tâm cao khí ngạo, nhìn thấy nhiều cường giả thiên yêu hoàng tộc bị đối phương nói một câu làm sợ tới mức không dám trả lời thì không khỏi thầm giận, lập tức trầm giọng nói, thiên yêu hoàng tộc vẫn còn có mặt mũi cùng lão tử nói những lời này. Lúc trước ba con tạp mao điểu kia cũng đã làm chuyện như vậy, trên hư không, đại hán mặc một kiện áo da đơn giản cúi đầu nhìn xuống bạch y nam tử. Chợt lạnh lùng nói, không có bản lĩnh thì cút sang một bên đi, muốn cùng lão tử ra oai so nắm đấm sao, bọn tạp mao điểu các ngươi, lão tử sớm đã xem không vừa mắt. Long hoàng căn nguyên quả, cũng không phải các ngươi có thể nhúng tay,
Đại hán mở miệng một tiếng lão tử, khí thế bộc lộ làm cho nhiều người phải cúi mặt. Theo lời nói này, bọn hắn cũng nghe rõ ràng là muốn cùng đại hán này nói chuyện, không cần phân rõ phải trái mà phải so nắm tay không cứng rắn, không thì cút sang một bên đi. Sắc mặt bạch y nam tử lúc trắng lúc xanh, nhưng không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Lấy thực lực của đại hán, một đấm liền có thể đưa hắn miểu sát. Khụ, trên sân rộng, ba người Hoàng Hiên rốt cục chật vật bò lên trong hố sâu, khuôn mặt đầy máu. Ba người liếc nhau, đều có vài phần nản lòng, xem ra Long Hoàng căn nguyên quả cũng hoàn toàn không chiếm được. Mặc dù Thiên Yêu hoàng tộc có thể tiếp tục phái ra cường giả có thể địch nổi người này, nhưng nếu Thái Cổ Hư Long bộ tộc đã chú ý tới Long Hoàng căn nguyên quả, tuyệt đối sẽ không cho phép Thiên Yêu hoàng tộc đem nó đến tay. Tiểu nha đầu, lần này ngươi hắc thúc tới cũng không muộn phải không? Nhìn thấy tràn diện mọi người kinh sợ, lúc này đại hán mới quay đầu lại, đối với Tử Nghiên cười nói, còn có con rùa già kia. Tử Nghiên đưa bàn tay nhỏ bé chỉ về hướng Trích Tinh lão quỷ cách đó không xa, hừ lạnh nói. Nhìn thấy Tử Nghiên chỉ về mình, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ nhất thời biến đổi, nhanh chóng quát lên, lão phu chính là người của Hồn Điện. Hồn Điện cái rắm, đánh ngươi một cái thì Hồn Điện dám đối với Thái Hư Cổ Long bộ tộc tuyên chiến hay sao? Đại hán tự xưng hắc thúc trừng mắt, bàn tay to lớn lại giơ lên lần nữa, đối với Trích Tinh lão quỷ liền hung hăng tát qua. Đại hán phát ra một chưởng, đám người Tiêu Viêm liền nhận thấy không gian đột nhiên nổi lên một trận dao động cực kỳ kỳ quái, mà loại dao động này lập tức đem cổ lực đạo đáng sợ của đại hán trong nháy mắt truyền đưa ra ngoài. Nghe nói Thái Hư Cổ Long bộ tộc có thiên phú xuyên qua hư vô không gian, bọn họ vận dụng không gian chi lực cũng không ai sánh bằng. Trong lòng Tiêu Viêm thì thào tự nói, nhìn thấy đại hán nói động thủ liền động thủ, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ cực kỳ khó coi, đấu khí trong cơ thể vội vàng bùng phát ra, trên thân thể hình thành một tầng phòng hộ. Thình thịch, lực đạo đáng sợ trong nháy mắt dung nhập không gian, sau đó mạnh mẽ đập trên thân thể Trích Tinh lão quỷ. Khuôn mặt lão trực tiếp đỏ rực lên, một nguồn máu tươi không nén được phun ra ướt đẫm, thân hình giữa không trung chật vật lùi lại hơn 10 mét mới chậm rãi ổn định, lăn đi thật xa cho lão tử. Người nơi này, bọn nhãi nhép các ngươi không có tư cách động tới. Một cái tát đánh bay Trích Tinh lão quỷ, sắc mặt đại hán lạnh lùng, lớn tiếng quát. Trích Tinh lão quỷ lau đi máu tươi trên khóe miệng, nắm tay nắm chặt, ánh mắt âm lãnh không cam lòng. Nhưng với lực lượng áp chế tuyệt đối của đại hán áo da, hắn cũng hiểu được, nhiều lời vô ích, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều cường giả. Hôm nay có bộ tộc Thái Cổ Hư Long tương trợ, mấy cái hài cốt đấu thánh trên người Tiêu Viêm, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn quảng trường im lặng trong nháy mắt, đám người Tiêu Viêm liếc nhau cũng đều cười khổ một tiếng. Đây là lực lượng áp chế tuyệt đối, trước mặt lực lượng chân chính, bất kỳ thủ đoạn gì, cũng đều không hề có tác dụng. Ân, làm cũng không tệ lắm. Lần này ta sẽ không tố cáo chuyện của ngươi. Tử Nghiên có cảm giác vừa lòng, gật gật đầu, rất là rộng lượng nói. Nghe được hai chữ cáo trạng, vẻ mặt đại hán liền buồn bực, lặng lẽ không nói gì, hiển nhiên là chịu không ít thiệt thòi. Hừ, lần này coi như ngươi chạy tới rất nhanh, bằng không nếu Long Hoàng căn nguyên quả xảy ra sai lầm, vậy cũng không phải cứ bế quan là có thể triệt tiêu được rồi. Tử Nghiên hết lên cái miệng nhỏ nhắn, hừ nhẹ nói, hắc hắc, đại hán tự xưng hắc thúc nghe vậy, liền cười ha hả. Hắn cũng biết tầm quan trọng của Long Hoàng căn nguyên quả, nếu như để Thiên Yêu hoàng tộc lấy được vào tay, vậy thì những lão gia hỏa trong tộc kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Này, đây là Hắc Kình, cũng là tộc nhân Thái Hư Cổ Long bộ tộc. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Tử Nghiên quay đầu, đối với đám người Tiêu Viêm cười nói, câu nói sau cùng, tự nhiên là nói với đại hán tên Hắc Kình kia. Tiêu Viêm gặp qua Hắc Kình tiền bối, Tiêu Viêm cung kính chắp tay, hắn biết đại hán này mặc dù thoạt nhìn tuổi không phải là rất lớn, nhưng chỉ sợ chân chính là lão yêu quái sống mấy vạn năm. Ngươi là Tiêu Viêm sao? Là hậu bối của Tiêu Huyền, không ngờ hiện giờ Tiêu tộc còn có thể xuất nhân vật cỡ này, không hổ đã từng là một trong viễn cổ bát tộc. Nhưng đáng tiếc huyết mạch suy yếu rất nhiều, Hắc Kình nhìn Tiêu Viêm cười nói, một câu cuối cùng, lại chỉ có hắn tự mình nghe thấy, Tiêu Huyền. Viễn cổ bát tộc, Tiêu Viêm sửng sốt. Tiêu Huyền là tổ tiên kiệt xuất nhất của Tiêu gia, hắn đã nghe qua nhưng còn viễn cổ bát tộc quả thật có chút mờ mịt. Năm đó khi ta cùng Tiêu Huyền biết nhau, ta cũng như Tử Nghiên bây giờ, không hơn kém bao nhiêu đâu. Hắc Kình nhếch miệng cười, vỗ vỗ đầu Tử Nghiên, nhưng về phần viễn cổ bát tộc, hắn vẫn không trả lời, chỉ giơ giơ bàn tay to lớn, nói, không nói nhiều, đi thôi. Trước tiên ta mang bọn ngươi rời khỏi nơi này, miễn cho đám gia hỏa phiền não lại đây làm rộn.
Mặc dù Tiêu Viêm ôm một bụng nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ có thể gật gật đầu. Thấy thế, bàn tay Hắc Kình tùy ý vung lên, hư vô không gian trước mặt liền xuất hiện một cái khe nứt, sau đó trong phần đông ánh mắt soi mói, hắn bước vào trong khe nứt, đám người Tiêu Viêm chần chờ một chút, cũng theo chân đi vào trong đó. Khi người cuối cùng đi vào không gian liệt phùng thì Hắc Kình quát lạnh một tiếng, trong cái khe ầm ầm truyền ra, vang vọng trong tai tất cả bọn người Thiên Yêu Hoàng tộc. Hừ, ngày sau Thiên Yêu Hoàng tộc làm việc phải thu liễm một ít, các ngươi thật sự cho rằng Thái Cổ Hư Long bộ tộc không xuất thế thì có thể làm càng sao? Cho dù Viễn Cổ Thiên Hoàng tộc ta còn không sợ, huống chi hạng người hậu duệ các ngươi chỉ dựa vào truyền thừa huyết mạch Thiên Hoàng. Nghe được tiếng quát uy hiếp rất đậm, sắc mặt đám người Hoàng Hiên cũng trở nên dị thường khó coi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.